Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 86. Trác Công Công, Đại tướng quân, hình như Tổng thủ lĩnh vẫn chưa nắm rõ tình hình của cấm quân này nên phiền ngài nói giới thiệu lại một chút. Ngụy Nguyên cười nói, được thôi, sau đó, ông ấy đã giới thiệu sơ qua về tình hình của cấm quân. Ngoài mặt thì cấm quân này nhận mình có 800.000 quân, nhưng thực chất chỉ có khoảng 500.000 thôi. Trong số đó thì có 50.000 người thuộc nội quân, trong nội quân thì có các nội vệ, nhưng cũng chỉ cỡ 14.000 người, họ chủ yếu là các tiên binh, tiên tướng. Ngoại quân chủ yếu phụ trách công việc tuần tra bảo vệ Long Kinh và tình báo cùng hậu cần. Nội quân thì phụ trách công việc bảo vệ nội cung, hỗ trợ nội vệ bảo vệ hoàng đế và hoàng tộc. Thực lực của cấm quân rất mạnh, nhất là 50.000 nội quân, ai cũng là cao thủ cả, ngoài ra còn biết dùng sát trận. Vì thế muốn làm tổng thủ lĩnh của họ là một việc rất khó, vì để họ phục mình thì Ngô Bình phải chứng minh được thực lực của anh. Thật ra tổng thủ lĩnh Chu vừa đi cũng chỉ miễn cưỡng ngồi ở vị trí này thôi, vì trong cấm quân vẫn còn khá nhiều cường giả không phục gã. Vì không thể áp chế được các cường giả ấy nên ông Chu kia không đạt được thành tựu cao, đó cũng chính là lý do khiến hoàng đế không muốn trọng dụng gã nữa. Nghe giới thiệu qua xong, Ngô Bình đã hiểu rõ phần nào và biết nhận công việc này không hề dễ dàng chút nào, so ra còn khó hơn làm phó thủ lĩnh của Long Uy Doanh. Trác Công Công cười nói, tổng thủ lĩnh Ngô, vậy tôi xin phép nhé, hai ngài cứ trò chuyện thêm để cùng bàn cách điều khiển cấm quân. Hai người kia cùng đứng dậy tiễn Trác Công Công. Trác Công Công đi rồi, Ngụy Nguyên cười nói, tổng thủ lĩnh, hay giờ chúng ta đến doanh trại tham quan luôn. Ngô Bình nói, ngày mai tôi mới chính thức nhận chức, nhưng muốn phiền đại tướng quân làm giúp một việc trước. Dạ, Ngụy Nguyên hỏi, việc gì vậy ạ? Ngô Bình, phiền đại tướng quân dán một thông báo là ngày mai tôi sẽ bày lôi đài ở đây, bất kỳ binh lính nào có thể đánh bại tôi thì tôi sẽ thưởng cho người đó 100 triệu thần long. Còn nếu ai bị tôi đánh bại thì phải đồng ý với tôi một điều kiện. Ngụy Nguyên ngẩn ra, không ngờ Ngô Bình lại dùng đến đối sách này nên nói, tổng thủ lĩnh, trong cấm quân có mấy tướng sĩ mạnh lắm, ngài làm vậy e là không ổn. Ông ấy sợ nhỡ Ngô Bình thua thì sẽ mất uy, khó mà làm tổng thủ lĩnh được nữa. Ngụy Nguyên là đại tướng quân nên đương nhiên ông ấy cũng mong tổng thủ lĩnh là một tướng giỏi, như thế thì binh sĩ mới tăng lực chiến đấu lên được. Ngô Bình cười nói, không làm thế thì tôi cũng sẽ không được tất cả mọi người kính phục giống tổng thủ lĩnh trước. Ngụy Nguyên thấy Ngô Bình kiên quyết vậy thì gật đầu, được, tôi sẽ đi dán thông báo ngay. Ngô Bình đứng dậy nói, đại tướng quân, tôi xin phép đi trước. Ngô Bình rời khỏi doanh trại rồi quay lại cửa hàng, Lý Mai vẫn chưa có tu vi gì, để cô ấy ở lại trong cửa hàng một mình khiến anh thấy hơi lo. May mà Ngọc Phù truyền tin không có động tĩnh gì, chứng tỏ mọi chuyện vẫn êm đẹp. Khi anh đến gần cửa hàng thì đã bị cảnh tượng phía trước chọc cho giận sôi người. Cửa của cửa hàng đã bị ai đó đập nát, bình đan dược ở bên trong rơi vỡ đầy đất, còn Lý Mai thì toàn thân dính máu rồi nằm im bất động sau quầy. Cô ấy bị đánh vỡ đầu, máu tươi cứ thế chảy ra, ngoài ra còn hôn mê bất tỉnh. Lúc này, có hai người đàn ông trung niên hung hăng đi tới, sau đó đi xuyên qua đám người xúm lại xem trò vui rồi gào lên, con này to gan thật, dám chiếm cửa hàng mà đề đốc của bọn này ưng ý, đây chính là hậu quả khi dám chống lại đề đốc phủ của bọn tao. Quỳnh. Một luồng khí tức quét ngang, hai người đang nói chuyện bỗng nổ tung, hình thần cũng biến mất. Ngô Bình đã đi vào trong cửa hàng, anh bắt mạch cho Lý Mai thì thấy cô ấy bị thương rất nặng. Anh lấy thiên nguyên chân ra rồi bắt đầu chữa trị cho Lý Mai. Y thuật của anh rất giỏi, chỉ vài phút sau, Lý Mai đã tỉnh lại, trông thấy Ngô Bình, cô ấy thở phào một hơi, may quá anh về rồi. Ngô Bình, Lý Mai, sao em không bóp nát Ngọc Phủ? Lý Mai thở dài nói, họ ra tay nhanh quá nên em không kịp bóp. Ngô Bình đỡ cô ấy ngồi dậy rồi truyền sức mạnh vào người cô ấy, vết thương của Lý Mai khôi phục nhanh chóng, không lâu sau cô ấy đã khỏe lại bình thường. Ngô Bình nhìn sang người đã chết, một người trong số đó đã về phủ đề đốc để bẩm báo. Một lát sau, đã có một người đàn ông mặc áo quan bước nhanh tới, theo sau còn có các binh sĩ. To gan, dám giết người của tôi. Mau ra đây chịu chết, người đó gào lên với vẻ phách lối. Ngô Bình đi ra ngoài, anh nhìn đề đốc đó rồi giơ lệnh bài của mình ra, bên trên có viết năm chữ tổng thủ lĩnh cấm quân. Người đó hoảng hốt rồi vội quỳ xuống đất, hạ quan Tây Môn bảo tham kiến tổng thủ lĩnh. Ngô Bình, người của anh đã đánh người phụ nữ của tôi bị thương, giờ SNS tính sao? Tây Môn bảo tái mặt,
cấm quân là gì? Đó là những người nhận lệnh trực tiếp từ hoàng đế, mà tổng thủ lĩnh của cấm quân chỉ có quyền dưới hoàng thượng thôi, sao một đề đốc nhỏ bé như gã dám đắc tội đây? Gã run giọng nói, là tại hai tên nô tài kia có mắt như mù, tổng thủ lĩnh đánh chết họ cũng là đúng tội ạ. Ngô Bình, anh nói vậy là tính phủi sạch trách nhiệm à? Tây Môn Bảo cười ngượng nói, tiểu nhân đáng chết, xin tổng thủ lĩnh trách tội. Ngô Bình, theo luật của nước Long thì hạ quan cấp dưới mà ra tay với thượng quan cấp trên hoặc người nhà của thượng quan thì sẽ bị xử chém. Tây Môn Bảo vã mồ hôi lạnh, tiểu nhân thật sự không cố ý, xin tổng thủ lĩnh tha mạng. Ngô Bình, nghe hai tên đã chết nói là anh muốn mua lại cửa hàng này hả? Tây Môn Bảo nói, tổng thủ lĩnh, chúng ta có thể về phủ của tiểu nhân nói chuyện không ạ? Nơi này không tiện cho lắm. Ngô Bình, cũng được. Vì thế, anh đã dẫn Lý Mai đi cùng. Trên đường đi, Tây Môn Bảo đã giới thiệu qua về bản thân, gã là đề đốc của cửa Tây Long Kinh. Có tất cả 16 lối vào Long Kinh, trong đó 4 cổng phía Tây do Tây Môn Bảo phụ trách, vì thế chức quan thật của gã là môn đốc, nhưng lại được hưởng bổng lộc của đề đốc. Đến nơi, Tây Môn Bảo mời Ngô Bình vào phòng khách, sau đó đích thân rót nước pha trà rồi cung kính đứng một bên. Ngô Bình, nói đi. Tây Môn Bảo không dám giấu giếm nên đã kể hết mọi chuyện. Thì ra, gã đã ưng cửa hàng đó, vì thế muốn dùng thủ đoạn để bắt chủ của cửa hàng ấy bán lại cho mình với giá rẻ. Nhưng ông chủ nhất quyết không chịu bán, những người khác biết Tây Môn Bảo định mua nên không dám xen vào, ai ngờ đâu cuối cùng Ngô Bình lại mua được. Sau khi biết tin, Tây Môn Bảo nổi giận nên đã cho người đến quán làm loạn. Ai dè đụng ngay tổng thủ lĩnh là Ngô Bình. Ngô Bình nghe xong thì hỏi, anh có bao nhiêu cửa hàng ở Long Kinh? Tây Môn Bảo, thưa tổng thủ lĩnh, cũng không nhiều, chỉ có 5 cái thôi ạ. Ngô Bình ừm một tiếng, tha cho anh lần này cũng được, nhưng anh phải nhường lại 5 cửa hàng ấy cho tôi. Tây Môn Bảo méo mặt rồi van xin, tổng thủ lĩnh, khó khăn lắm tiểu nhân mới để giành được mấy cửa hàng, có thể cho tiểu nhân giữ lại một cái không ạ? Ngô Bình, được, lấy đầu anh xuống mà đổi. Tây Môn Bảo rụt cổ lại rồi nói, hạ quan đồng ý với điều kiện của tổng thủ lĩnh ạ. Ngô Bình cười khẩy, tôi lấy có 5 cửa hàng vẫn là hời cho anh, tôi còn định giết anh cơ. Tây Môn Bảo quỳ xuống nói, tiểu nhân biết tội rồi ạ. Ngô Bình đứng dậy nói, đưa tôi đi tham quan các cửa hàng ấy. Sau đó, Tây Môn Bảo đã dẫn Ngô Bình và Lý Mai đi tới 5 cửa hàng. Chúng nằm ở các vị trí rất đẹp, trước kia Tây Môn Bảo mua không đắt như giờ. Chứ giờ mà tính tổng giá trị của các cửa hàng này thì phải trên 10 tỷ tiền báu. Lấy giấy tờ nhà đất của 5 cửa hàng ấy xong, Ngô Bình mới cho Tây Môn Bảo đi. Lý Mai cười nói, bị đánh cho gần chết cũng đáng, kiếm thêm được 5 cửa hàng. Ngô Bình lừ mắt nói, anh thà không lấy 5 cửa hàng này còn hơn, xem ra anh phải cho người bảo vệ em rồi. Dứt lời, anh thả Liêu ra, nó cúi gập người chào, chủ nhân. Ngô Bình, Liêu. Sau này mày hãy bảo vệ cho Lý Mai, nếu cô ấy bị làm sao thì tao sẽ làm thịt mày đấy. Liêu nói ngay, vâng, nhất định tôi sẽ bảo vệ thật tốt cho nữ chủ nhân. Nhìn thấy Liêu, Lý Mai ngạc nhiên nói, Huyền Bình, đây chính là thú bảo vệ mà anh bảo đấy à? Ngô Bình gật đầu, thực lực của Liêu rất mạnh, hơn nữa còn liên tục tiến bộ thêm, có nó bảo vệ em thì người bình thường khó đến gần em được. Buổi chiều, Ngô Bình bảo Liêu ở lại quản lý mấy cửa hàng với Lý Mai, còn mình thì đến doanh trại Long Uy. Tại đây, các chiến sĩ đang chăm chỉ luyện tập các động tác mà Ngô Bình truyền thụ. Sau khi kiểm tra, anh thấy vô cùng hài lòng, vì thế lại dạy thêm cho họ vài động tác rồi nhắc họ nhanh chóng luyện nhuần nhuyễn. Ninh Mặc vẫn chưa đi, anh ta đến léo Ngô Bình vào uống rượu với Chu Nguyên Thông. Ba nghi uống được một lát thì Đinh Mặc nói, đại ca, tam đệ, cả hai đều có tiền đồ rộng mở rồi. Sau này, kiểu gì đại ca cũng phải là đại la đạo quân, tam đệ bây giờ đã là thiên tài số 1 của Hóc Phủ truyền kỳ, tương lai sáng khỏi bàn. Tuy em không bằng hai người, nhưng lại có sở trường tìm kho báu. Chu Nguyên Thông cười nói, nhị đệ, có phải chú định báo tin mừng gì cho bọn anh không? Ninh Mặc gật đầu, đại ca, tam đệ, hai người có muốn đến đại lục hồng hoang không? Ngô Bình, nhị ca, đến đó làm gì ạ? Ninh Mặc, anh từng đến đó rồi. Anh đã phát hiện có một không gian thần bí ở một nơi có tên là Tinh Túc Hải. Với kinh nghiệm của anh thì khả năng cao không gian thần bí ấy không thuộc kỷ nguyên này. Chu Nguyên Thông, hả? Ý chú là có thể có bảo bối ở đó ư?
Ninh Mặc gật đầu, hơn nữa còn là bảo bối vô giá, tiếc là thực lực của em có hạn, không thể mở nơi đó ra được. Vì thế, nếu hai người đi cùng với em thì khéo chúng ta sẽ tìm được kho báu đấy. Chu Nguyên Thông nói, có thể trải qua cả kỷ nguyên mà không bị hư hại, chứng tỏ nơi ấy rất phi phàm, ít cũng phải là cấp đạo tổ, kiểu gì cũng có truyền thừa. Anh ta nhìn sang Ngô Bình rồi hỏi, tam đệ, chú thấy sao? Ngô Bình cười nói, thấy gì nữa ạ? Nhị ca đã nói thế rồi thì em phải đi chứ? Ba người cười phá lên, Chu Nguyên Thông nói, nhưng phải chờ thêm một thời gian nữa, anh cần giải quyết nốt một số việc rồi mình mới đi được. Ninh Mặc, vâng, cũng không vội, vì chưa ai biết nơi đó cả. Bấy giờ, Chu Nguyên Thông mới hỏi Ngô Bình, tam đệ, cậu định khi nào thì vượt Long Môn? Cảnh giới này vô cùng quan trọng, nó chính là bước chuyển tiếp mang tính quyết định ở giai đoạn địa tiên. Ngô Bình, em còn hai lần độ lôi kiếp nữa, sau đó đến thần hóa. Có nhanh chắc cũng phải nửa năm nữa thì mới đột phá cảnh giới Long Môn được. Chu Nguyên Thông gật đầu, thế thì tốt, ngày xưa anh cũng đã đến được tầng thứ hai của Long Môn rồi, nhưng tiếc là mới chỉ chạm vào được nó thôi. Vì thế kiếp này, anh vẫn đang tìm manh mối liên quan đến Long Biến. Vận khí của anh khá tốt, cuối cùng cũng có chút thu hoạch và thành công đến được tầng thứ hai của Long Biến và chạm đến tầng thứ ba rồi. Về sau, anh lại có thêm một món bảo bối, nhưng tiếc là anh đã qua Long Biến nên thứ ấy không còn giá trị với anh nữa. Xong, nó lại là bảo vật vô giá với tam đệ đấy. Ngô Bình hỏi, đại ca, thứ gì vậy ạ? Chu Nguyên Thông lấy một cánh cửa không biết được làm bằng chất liệu gì ra, tuy cánh cửa chỉ cao chưa đến một phân, nhưng khí tức rất mạnh. Ngô Bình ngắm nghía rồi hỏi, đây là Long Môn ạ? Chu Nguyên Thông gật đầu, đúng thế, đây là Long Môn xịn đấy. Cảnh giới Long Môn từ nó mà ra. Ngày xưa, anh chết cũng bởi vì biết được tung tích của nó. Sau khi sống lại, anh vất vả tìm kiếm nên mới gia nhập Ngọc Hư Cung và tìm thấy nó. Ngô Bình, đại ca, thứ này luôn ở Ngọc Hư Cung ạ. Chu Nguyên Thông, ừ, nhưng người của Ngọc Hư Cung có mắt như mù, không hề biết lai lịch của nó. Thật ra cũng không thể trách họ được, trên đời này chắc chưa quá 100 người bia về nó. Nói rồi. Anh ta đưa Long Môn cho Ngô Bình rồi nói, tam đệ, hy vọng chú có thể chính thức tiến vào cảnh giới Long Môn. Ninh Mặc ngưỡng mộ nói, tiếc là em vượt Long Môn lâu rồi, không thì kiểu gì cũng phải thử. Chu Nguyên Thông, ai cũng biết cảnh giới Long Môn có 3 tầng Long Biến đúng không, nhưng nếu dùng đến thứ này thì sẽ có 5 tầng Long Biến đấy. Ngô Bình, đại ca, nếu ngày xưa, anh tu luyện bằng thứ này thì có thể đạt đến tầng thứ 5 ạ. Chu Nguyên Thông lắc đầu, không. Tầng thứ 5 khó lắm, nó thuộc lĩnh vực cấm nên nếu chạm tới thì sẽ bị trời phạt. Ngô Bình, thế chắc cảnh giới này phải siêu phàm lắm. Chu Nguyên Thông, ừ, đương nhiên rồi. Đừng nói là tầng thứ 5, ai đến được tầng thứ 3 thôi cũng quá khiếp rồi ấy. Khi anh chạm tới tầng thứ 3, cảm thấy mình như bước lên một tầng cao mới ấy. Ngô Bình cúi người nói, cảm ơn đại ca. Chu Nguyên Thông cười lớn nói, chú là anh em kết nghĩa với anh thì đừng khách sáo thế. À mấy hôm nữa luyện thêm cho anh ít đan dược nhé. Ngô Bình cười nói, vâng ạ. Sau đó, anh lấy một chiếc nhẫn ra rồi nói, đại ca, thực lực của anh mạnh thế thì có thể khiêu chiến một con thú bảo vệ ở đây. Chu Nguyên Thông ngạc nhiên hỏi, thú bảo vệ ư? Ngô Bình gật đầu, anh cứ nhìn đi là biết. Chu Nguyên Thông tiến vào không gian trong nhẫn thì thấy có rất nhiều mãnh thú khổng lồ đang bị phong ấn trong thủy tinh. Sau khi bước ra, anh ta nói, tam đệ, chú may thật đấy. Có cả bảo bối này. Ngô Bình, đại ca, nhị ca, hai anh có thể khiêu chiến để chọn chúng nó làm thú bảo vệ cho mình đấy. Chu Nguyên Thông gật đầu, thế anh xin nhé. Thực lực của Chu Nguyên Thông rất mạnh, kiếp trước đã là Đại La Kim Tiên nên tu vi của kiếp này còn cao hơn, vì thế anh ta có thể dễ dàng thuần phục được mấy con thú bảo vệ này. Cuối cùng, anh ta đã chọn thú bảo vệ đứng thứ 11, 20 và 24. Ba con này đều là mãnh thú hồng hoang. Tuy thực lực của Chu Nguyên Thông rất mạnh nhưng để thuần phục được chúng thì cũng hơi tốn sức, sau khi bị thương khắp mình mẩy thì anh ta mới miễn cưỡng thuần phục được chúng. Thấy thế, Đinh Mặc chỉ chọn đúng một con xếp thứ 70. Nó có thiên bẩm đặc biệt, tài năng tương tự như chuột tìm báu vật nên khá có ích với anh ta. Tuy chỉ đứng thứ 70, nhưng con thú bảo vệ này cũng quần Đinh Mặc một trận ra trò, sau phải nhờ Ngô Bình hỗ trợ thì anh ta mới thuần phục nó thành công. Hai người kia nhận thú bảo vệ xong thì đều rất vui, Ngô Bình đi ra ngoài rồi dẫn Lý Mai tới chỗ của Đại Đề Đốc,
nơi này an toàn hơn bên ngoài, môi trường cũng tốt hơn. Lý Mai đã gặp Chu Nguyên Thông và Đinh Mặc nên chào hỏi ngay, chào đại ca, nhị ca. Có ba con thú bảo vệ với khí tức bức người đứng phía sau Chu Nguyên Thông, anh ta vui vẻ cười nói, em dâu, em cần gì thì cứ nói với người làm nhé. Tôi dến, Chu Nguyên Thông và Đinh Mặc đi chăm thú bảo vệ, còn Ngô Bình và Lý Mai thì ở trong một ngôi nhà yên tĩnh và được đám người làm hầu hạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi trời tối, Lý Mai đã kéo Ngô Bình vào phòng ngủ, không cho anh tu luyện nữa. Đến nửa đêm, khi cô ấy ngủ rồi thì Ngô Bình mới mò dậy được. Thấy Đường Tử Di và Nhậm San San đều có con với Ngô Bình cả rồi nên Lý Mai cũng muốn nhanh chóng mang thai. Cô ấy thấy sốt ruột nên hôm nay đã thành công bắt Ngô Bình phải gieo giống cho mình. Ngô Bình tiếp tục nghiên cứu thức thứ hai của Thiên Cực Tam Thức. Trong đó thức thứ nhất tên là Hoan Không, thức thứ hai là Chư Thiên. Thức Chư Thiên có thể rút sức mạnh của vạn giới, sau đó tích tụ thành một đường kiếm. Muốn luyện thành thức này thì đầu tiên phải có độ gắn kết lớn với vạn giới. Trước đó nhờ có mức độ phù hợp cực cao nên Ngô Bình tu luyện Cử Thần Kinh rất nhanh, anh có thể cảm nhận được sức mạnh của Chư Thiên vạn giới rồi biến nó thành sức mạnh của mình, còn anh cũng có thể dùng được vài tài năng của Ý Nghĩa Thiên Tượng. Khi rất nhiều sức mạnh tập trung tới, Ngô Bình thấy hơi mất khống chế, vì những sức mạnh này quá hỗn loạn, anh dùng lò luyện võ đạo để chấn chỉnh chúng mà cũng không ăn thua. Ngô Bình biết ngay muốn luyện thành thức thứ hai thì mình chưa đủ sức, vì anh chưa khống chế được sức mạnh này. Không biết thần lực kinh có giúp được gì mình không nhỉ? Ngô Bình chợt nhớ tới thần lực kinh mà Chu Chân Nhi đưa cho mình, anh bắt đầu luyện tập ngay. Công pháp này xuất hiện từ thời Tiên Quốc, không ai biết về lai lịch của nó. So với Thiên Huyết Kinh mà Ngô Bình từng luyện thì thần lực kinh vẫn có xuất xứ rõ ràng hơn. Vào thời Tiên Quốc, đã có rất nhiều thiên kiêu thử luyện môn kinh pháp này, song đều thất bại, sau đó hầu hết bọn họ đều bị tàn phế hoặc chết. Song dẫu thế, nhưng vẫn có rất nhiều người tu luyện môn công pháp này. Vì trong quá trình tu luyện thần lực kinh, họ có thể cảm nhận được sức mạnh bức người cùng lực sát thương mạnh mẽ. Thần lực kinh có 9 tầng, tầng thứ nhất hay còn gọi là nhập môn cực kỳ khó. Nhưng trong lịch sử đã có khá nhiều người làm được. Chính vì làm được nên họ mới cảm nhận được sự diệu kỳ của thần lực kinh, từ đó ra sức tu luyện lên tiếp. Nhưng cuối cùng, những người này đều chết ở tầng thứ 3 hoặc tầng thứ 4, không ai đến được tầng thứ 5. Tầng thứ nhất của thần lực kinh sẽ luyện ra thần lực trong cơ thể. Vào thời nguyên cổ, con người còn sống trong xã hội nguyên thủy, trong nhận thức của họ thì thần lực là sức mạnh có được khi cúng bái sấm sét. Mà vào thời ấy thì sấm sét cũng chính là thần linh. Vì thế, sức mạnh mà Ngô Bình cần ngưng luyện thực chất chính là sức mạnh sấm sét, tia sét đầu tiên trong thời kỳ hỗn mang đã tạo ra sự sống, do đó nó chính là sức mạnh nguyên thủy nhất. Từ khi hấp thu lôi hồn điện phách, Ngô Bình đã nhận được ý nghĩa của sấm sét, vì thế anh có thể ngưng luyện ra thần lực một cách dễ dàng. Một luồng sức mạnh to như tia sét đang ấp ủ và lớn lên trong cơ thể Ngô Bình, khi tia thần lực đầu tiên xuất hiện, nó lập tức sao chép lại rồi phát triển ngay. Trong một phút ngắn ngủi, đã có đầy thần lực trong người Ngô Bình, anh vung tay lên một cái là thần lực đã tuôn ra. Thì ra đây chính là thần lực, anh rất hài lòng, cảm thấy thần lực này rất thích hợp với mình. Đương nhiên các tu sĩ thời xưa không có tài nguyên tu luyện dồi dào như Ngô Bình, vì thế không thể so với anh được, khoảng cách giữa họ là rất lớn. Sau khi đã có thần lực dồi dào, anh tiếp tục tu luyện lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai của thần lực kinh khiến thần lực có một loại lực dung, nó có thể tiêu diệt tà ma, tấn công hồn phách. Bước này cũng không rõ, loáng cái là anh đã tu luyện xong. Xẹt! Anh vừa vận chuyển sức mạnh, thần lực trong cơ thể đã phát ra tiếng sấm sét đùng đoàng đáng sợ, nó khác với sấm sét, vì nó là một loại sức mạnh tương tự như sấm sét. Tầng thứ hai của thần lực kinh có một loại thần thông sát sinh, chỉ cần búng tay nhẹ một cái là trời long đất lở, tiêu diệt hàng nghìn quân sĩ. Anh bay ra biển rồi búng tay một cái, lập tức đã nghe thấy tiếng sấm rền vang, một luồng sức mạnh khủng khiếp bay lên phía trước, mặt biển nổi sóng lớn, sau đó bốc hơi nước lên thành mây mù. Trong phạm vi cực lớn quanh đó đã nổi lên sương mù, cùng với đó là sấm sét và mưa bão. Ngô Bình búng tay thêm một cái nữa, sau đó tìm tới một hòn đảo nhỏ để tiếp tục tu luyện tầng thứ ba của thần lực kinh. Tầng này là kích hoạt thần lực, khiến cả cơ thể và hồn phách hóa thành tia chớp. Từ đó tạo ra một đòn kinh thiên động địa. Luyện công pháp này không khác nào tự sát,
vì thần phách và cơ thể biến thành tia chớp xong thì nếu không khống chế tốt thì hình thần cũng tắt luôn. Ngày xưa, các thiên tài tu luyện thần lực kinh thì 10 người chết 9. Nhờ lĩnh ngộ ý nghĩa của sấm sét nên nguyên anh của Ngô Bình cũng được lôi hồn điện phách củng cố thêm, anh có đủ tư cách để đạt thành tựu vào tầng thứ 3 này. Nhưng cái khó nhất ở tầng này không phải yêu cầu về thể chất, mà là sự nắm bắt về trình độ. Trong quá trình này, nếu sớm thì thất bại, muộn thì sẽ hồn bay phách tán. Vì thế cần có trí tuệ thật cao để phán đoán, hơn nữa dù đã thành công thì cũng phải thực hiện các thao tác tiếp theo thật chuẩn, nếu không thì sẽ cùng bị tiêu diệt với tia sét. Ngô Bình đã đột phá nhất niệm nhất thế giới nên đã có đủ trí tuệ để nắm bắt thời cơ, anh có khả năng nhìn xuyên thấu nên có thể phát hiện ra tiết điểm chuẩn xác nhất. Anh hít sâu một hơi thì nghe thấy một tiếng động, anh hóa thành một tia sét, sau đó xuyên qua biển bằng tốc độ nhanh nhất. Tốc độ của tia sét có thể nhanh đến đâu? Loáng cái, Ngô Bình đã ở ngoài vạn giới. Anh chớp lại tích tụ thành hình ảnh của Ngô Bình, anh cảm nhận một lúc thì biết chuẩn bị sẽ phải tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Với thực lực hiện giờ thì cùng lắm anh chỉ trụ được 3 phút. Tầng thứ 3 của thần lực kinh còn có hai môn thần thông là lôi thiểm và điện bộ. Lôi thiểm có thể đồng hóa đối thủ, khiến một phần cơ thể của người đó hóa thành tia sét, nhưng người đó không thể điều khiển được tia sét này. Vì thế, họ sẽ bị chính bộ phận trong cơ thể mình tiêu diệt. Uy lực của lôi thiểm rất lớn, khi Ngô Bình thử nó thì mắt trái của anh lóe lên một tia sáng trắng rồi bắn đi theo hình cánh quạt. Dưới đòn tấn công này thì đến thiên tiên cũng phải chào thua, vì nó quá nhanh và mạnh. Điện bộ thì đơn giản hơn một chút, Ngô Bình có thể biến hóa trong nháy mắt, sau đó di chuyển đến một vị trí khác cực nhanh. Nếu vận dụng điện bộ trong chiến đấu thì sẽ khiến kẻ địch không thể đề phòng, nếu kết hợp cùng với phép thần thông khác thì uy lực còn khiếp đảm hơn nữa. Khi thấy trời sắp sáng, Ngô Bình quyết định tiếp tục đột phá lên tầng thứ 5. Tầng thứ tư của thần lực kinh là dùng thần lực để củng cố thêm cho tài năng hoặc vũ khí, thứ đầu tiên Ngô Bình nghĩ đến chính là kiếm hoàn. Tỷ lệ thất bại ở tầng này cũng rất cao, hầu hết các tu sĩ đều dùng ở tầng này. Một khi xuất hiện sai sót thì người tu hành sẽ phải lãnh hậu quả ngay. Ngô Bình cẩn thận truyền thần lực vào kiếm hoàn, nó lập tức rung lên, nếu không nhờ nó đã đủ mạnh thì chắc đã nổ tung rồi. Kiếm hoàn rung lên vài phút thì ổn định lại. Sau đó tỏa ra tia sáng giống sấm sét. Quỳnh! Một tia sát bắn ra rồi quét ngang trời, có thần lực giúp sức, đường kiếm của Ngô Bình nhanh hơn điện, có thể lấy đầu của kẻ địch dù ở xa tít mù tắp. Ngô Bình đã rất hài lòng, anh mỉm cười rồi có một tia chớp lóe lên, ngay sau đó anh đã quay về phủ của Đại Đô Đốc. Lý Mai vẫn chưa ngủ dậy, do đêm qua chinh chiến miệt mài với Ngô Bình nên toàn thân cô ấy đều đau nhức, không thể xuống giường nổi. Ngô Bình không gọi cô ấy dậy, mà ra chào Chu Nguyên Thông một tiếng rồi đến doanh trại của cấm quân. Hôm qua, anh đã nhờ đại tướng quân Ngụy Nguyên Gián thông báo rằng hôm nay mình sẽ khiêu chiến cao thủ của cả cấm quân, bất cứ ai đánh bại anh đều sẽ nhận được phần thưởng lớn là 100 triệu thần long. Ngay khi biết được tin này, cả cấm quân đã chấn động, ai cũng nghĩ tổng thủ lĩnh mới điên rồi, lẽ nào không biết ngọa hổ tàng long của cấm quân hay sao? Khi Ngô Bình quay lại, Ngụy Nguyên đã sai người chuẩn bị xong lôi đài, mấy chục nghìn quân sĩ vây kín xung quanh để chờ xem trò vui. Đại tướng quân, nếu mọi người đến đủ hết rồi thì bắt đầu luôn đi thôi, tránh lãng phí thời gian. Ngô Bình tung người rồi nhảy lên lôi đài. Sau đó có một sĩ quan cấp tá bay lên theo, người này có tu vi ở cảnh giới đoạt thiên, Ngô Bình cảm thấy thực lực của người này phải ngang với tổng thủ lĩnh cũ. Sĩ quan cấp tá ấy cười nhếch mép nói, tổng thủ lĩnh. Tôi xin lỗi trước nhé, tại 100 triệu thần long hấp dẫn quá. Ngô Bình, không sao, cứ đánh thắng tôi là anh sẽ có tiền thưởng. Được. Người đó lách người một cái, lập tức có ảo ảnh mãnh thú xuất hiện ở phía sau rồi cùng tấn công Ngô Bình. Không hề có một động tác dư thừa nào hết, anh ta đã sử dụng sức mạnh tinh thuần. Các binh sĩ ở phía dưới đều sáng mắt lên, người này chính là cường giả trong cấm quân của họ. Từ thời niên thiếu, anh ta đã luyện hóa hồn phách của bá long một loài mãnh thú thời cổ đại nên có thực lực rất kinh khủng. Khi nắm đấm của người đó bay tới, Ngô Bình túm ngay lấy cổ tay anh ta rồi vật anh ta ngã xuống sàn đấu. Người kia cảm thấy cổ tay mình sắp gãy nát, anh ta kêu lên đau đớn nhưng mãi không ngượng dậy được. Mọi người ở bên dưới đều kinh ngạc, lẽ nào trận đấu kết thúc rồi? Ngô Bình cười nói, anh thua rồi, cho nên phải đồng ý một điều kiện của tôi. Người đó ngỡ ngàng nói, anh làm thế nào vậy?
tôi ở cảnh giới đoạt thiên tiên rồi đấy. Ngô Bình, anh xuống đi, người khác. Người đó bị lôi xuống dưới, sau đó lại có một người khác nhảy lên. Người này có tu vi ở cảnh giới hư tiên, hắn mặc một chiếc áo giáp có hình rồng màu vàng, tay cầm hai cái kích. Hắn không nói gì mà gào to, sau đó vung cái kích lên chém xuống. Người này có thể chất rất mạnh, sức lực thì khỏi phải bàn, khi cái kích của hắn chém xuống, không gian như bị nứt ra. Xuống. Ngô Bình tung một đòn vào thân kích, có tiếng động lớn vang lên, người kia bay khỏi lôi đài rồi ngã mạnh xuống đất, chiếc áo giáp vỡ tan, hắn còn hộc ra một ngụm máu tươi. Cái gì, lôi mãnh cao thủ số 1 của cấm quân cũng bị đánh bại rồi. Hơn nữa còn thua ngay ở chiêu đầu. Ngô Bình nhìn mọi người rồi nói, còn ai nữa không? Hai người trước đó kém quá, tôi còn chưa dùng tới 1/10 sức mạnh nữa. Hình như không thể chịu được sự sỉ nhục ấy, cuối cùng lại có một người khác nhảy lên lôi đài, ngay sau đó người này đã biến thành một con quái vật đầu trâu mình người. Tộc Ngưu Ma, mọi người ngạc nhiên hôn lên. Ngụy Nguyên nhíu mày rồi nói với chư tướng ở bên cạnh, ô hoàng không ngồi im được nữa rồi, thực lực của tộc Ngưu Ma còn được xếp vào top trong thiên đình, cậu ta còn là nhân tài trong số đó, không biết có thể tiếp được 3 chiêu của tổng thủ lĩnh không? Mọi người, đại tướng quân, ô hoàng chỉ có thể đỡ được 3 chiêu thôi ư. Ngụy Nguyên thờ ơ nói, thực lực của tổng thủ lĩnh hình như phải trên cấp truyền kỳ 9 sao, ô hoàng không thắng được đâu, tôi chỉ không biết cậu ta đỡ được mấy chiêu thôi. Con quái vật cầm một cái búa lớn rồi nhảy lên cao bổ xuống. Ngô Bình cảm thấy được một luồng lực sinh mệnh và lực chiến đấu cực lớn của long tộc trong cơ thể người này. Anh vung tay lên, một đường kiếm xuất hiện, nó ngưng tụ thành một cái chày khổng lồ nghênh đón cái búa. Cheng! Cái búa vỡ tan, con quái vật bị đánh bay. Cùng lúc đó, Ngô Bình đã hóa thành một tia sét rồi xuất hiện trên đỉnh đầu nó, tiếp theo tung một cú đá. Quỳnh! Con quái vật ngã sấp mặt xuống sàn đấu, lôi đài lún xuống, toàn thân người này nát vụn, lục phủ ngũ tạng đều bị thương, khắp các lỗ chảy máu. Ngô Bình nhìn người đó rồi nói, tôi có thể giết anh bằng một kiếm, nhưng nể tình anh là thiên tài nên tôi chỉ đánh bay anh thôi. Người kia đã khôi phục lại hình dạng ban đầu, gã thở dài nói, tôi tâm phục khẩu phục. Ngô Bình, anh thua rồi nên phải đồng ý một điều kiện của tôi. Đến ô hoàng còn thua thì không còn ai dám khiêu chiến Ngô Bình nữa, anh chờ thêm 5 phút cũng không có ai tiến lên lôi đài nên nói, hôm nay, tôi tổ chức buổi khiêu chiến này để mọi người thấy được tài năng của tôi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ là tổng thủ lĩnh của mọi người, tôi sẽ phụ trách rèn luyện võ nghệ, nâng cao thể chất và lực chiến đấu cho cấm quân. Ngoài ra, tôi cũng ra kỷ luật và mọi người phải tuân theo, nếu trái lời thì sẽ bị phạt. Vâng, tất cả mọi người cùng đồng thanh. Ngô Bình bước xuống khỏi lôi đài, sau đó gọi các thủ lĩnh tới gần để nói chuyện. Trước đó, các thủ lĩnh này vẫn không phục anh, nhưng giờ thì nghe lời răm rắp. Anh là tổng thủ lĩnh nên việc chính là quản lý thật tốt các thủ lĩnh này, họ phải xuất sắc thì các binh sĩ mới tốt lên được. Vì thế từ giờ, Ngô Bình sẽ bắt đầu rèn luyện cho họ trước. Anh lấy tài liệu mà mình biên soạn ra đưa cho họ luyện trước, khi nào luyện thành rồi thì sẽ dạy lại cho các binh sĩ. Nhưng trước đó, anh sẽ làm mẫu vài lần. Khi anh đi gặp Ngụy Nguyên thì đã là buổi chiều. Ngụy Nguyên cười nói, tổng thủ lĩnh, xem ra tu vi của cậu còn cao hơn, bái phục. Ngô Bình, quá khen. Hai người trò chuyện thêm vài câu thì Ngô Bình về phủ của tổng thủ lĩnh, nơi này có nhà cao cửa rộng, môi trường sống cũng tốt. Ngày đầu tiên đi làm, Ngô Bình không muốn về quá sớm nên anh ở lại đến chiều muộn để biên soạn bài, vì công việc chính của tổng thủ lĩnh chính là biên soạn tài liệu phù hợp. Các tài liệu này gồm thuật luyện thể, cách hít thở, chiến thuật, chiến trận, pháp thuật tập thể, có thể nói lực chiến đấu của một nhánh quân ra sao là phụ thuộc lớn vào tổng thủ lĩnh. Ngô Bình viết rất nhanh, loáng cái đã có mấy cuốn sách trên bàn. Nhưng anh phải đổi lại hết sách của tổng thủ lĩnh cũ nên cũng khá mất thời gian. Trời tối lúc nào không hay, trước mặt Ngô Bình đã có hơn 100 cuốn sách. Đột nhiên trong doanh trại vang lên tiếng la hét. Anh lập tức bỏ bút xuống rồi chạy ra ngoài bay lên cao. Ngay sau đó, anh đã thấy các binh sĩ hò hét như đã phát điên. Doanh thiếu. Ngô Bình phóng thần niệm ra để trấn áp mọi người, bọn họ lập tức im bặt. Anh đi tới gần một binh sĩ rồi vỗ vào người tên đó, người này đã bình thường trở lại. Cùng lúc đó, Ngô Bình đã lấy ra được một cái kim châm cứu ở sau gáy người này. Ngụy Nguyên cũng vội vã chạy đến rồi hỏi, tổng thủ lĩnh, có chuyện gì vậy?
Ngô Bình giơ kim châm cứu ra cho anh ta xem rồi nói, có người ra tay với các binh sĩ, làm cho họ phát điên. Ngụy Nguyên biến sắc mặt nói, đúng là to gan, dám động đến binh lính của Ngụy Nguyên này. Nói rồi, ông ấy phóng thần niêm đi dò xét ở xung quanh. Xong, Ngụy Nguyên chẳng phát hiện ra kẻ địch nào hết, ông ấy bừng lửa giận nhưng không biết phát tiết ra đâu nên ngửa cổ lên hét lớn. Ngô Bình, đại tướng quân, ông đang nghi ngờ ai nhất? Ngụy Nguyên thở dài, nhiều lắm, tôi không thể xác định cụ thể là người hay môn phái nào được. Ngô Bình, nếu hôm nay không có tôi ở đây thì đại tướng quân có thể dẹp yên được chuyện này không? Ngụy Nguyên lắc đầu, nếu là tôi thì chỉ còn cách giết người thôi, nhưng nếu làm vậy thì chúng ta sẽ thiệt hại rất nhiều huynh đệ. Ngô Bình, xem ra đối thủ muốn dùng cách này để hạ thấp nhuệ khí của binh sĩ, cấm quân là người của hoàng đế, người này dám ra tay với họ chứng tỏ là người chống đối hoàng đế. Nghe thấy thế, Ngụy Nguyên nói, tổng thủ lĩnh nói vậy thì tôi có thể đoán là ai rồi. Ngô Bình, hả, hạ giới mà cũng có kẻ đối đầu với hoàng đế ư? Ngụy Nguyên, hiện giờ, khắp nước Long đều cần dùng tới binh lực, vì có Tiên Đình và Đại Thiên Tôn ủng hộ nên thế cục mới nhanh chóng bình ổn. Nhưng chúng ta cũng gặp phải vài thành phần khó chơi, ví dụ như nước Đại Tây mà mình đang phải dốc toàn lực ứng phó. Nước Đại Tây nằm ở Tây Vực, dân số đông đúc, diện tích đất đai rộng lớn, tài nguyên dồi dào, ví dụ như tiên kim, thần thiết, binh khí và con rối chiến tranh của nước này rất mạnh, con rối mà họ tạo ra thậm chí có thể đánh ngang cơ với thần tiên, vũ khí thì cũng phi phàm. Chúng ta đối đầu với họ nửa năm thôi mà đã tổn thất nặng nề rồi. Thấy mãi không hạ được nước này, hoàng đế bệ hạ cũng đang sốt sắng, người đã quyết định tháng sau sẽ đích thân chỉ huy quân đánh chiếm nơi đó. Nếu vậy thì cấm quân chúng ta sẽ phải đi theo để hộ giá, có lẽ vì đó nên nước này mới ra tay với binh sĩ của chúng ta. Ngô Bình, bệ hạ quyết định như vậy thì chắc đã có kế sách rồi. Ngụy Nguyên cười nói, bệ hạ đã lấy được 100.000 phù binh kim giáp từ chỗ của Đại Thiên Tôn. Đến lúc đó, các phù binh ra trận, nước Đại Tây có mạnh nữa thì cũng phải ngoan ngoãn đầu hàng thôi. Ngô Bình phán đoán, vì thế, họ mới tìm cách triệt hạ quân ta, khả năng cao là để ám sát hoàng đế. Ngụy Nguyên gật đầu, chắc chắn là vậy. Cậu Ngô, thời gian tới phiền cậu luyện binh cho các anh em, hy vọng tháng sau cậu sẽ cùng chúng tôi hộ giá để bảo vệ hoàng thượng. Ngô Bình, bệ hạ có tu vi cao lắm, muốn hại được người thì phải cần đến cao thủ. Ngụy Nguyên, đúng thế, cho nên chúng ta phải chuẩn thật tốt. Cậu Ngô, nếu cậu là thích khách thì sẽ dùng cách gì để ám sát Kim Tiên Bán Bộ? Ngô Bình, ám sát Kim Tiên Bán Bộ thì tốt nhất là mời Đại La Đạo Quân, nhưng chắc chắn nước Đại Tây không có cao thủ cảnh giới này đúng không? Ngụy Nguyên, không có. Ngô Bình, thế thì phải dùng cách thứ hai, đó là sát trận. Kẻ yếu cũng có thể dùng sát trận để ám sát Kim Tiên nên Kim Tiên Bán Bộ không thể thoát được. Ngụy Nguyên, nếu dùng đến sát trận thì nhất định họ phải nhờ đến Đại sư trận pháp. Ngày mai tôi sẽ bẩm báo với Hoàng thượng, để người chuẩn bị trước. Ngô Bình, còn cách thứ ba nữa. Ngụy Nguyên vội hỏi, cách gì thế? Ngô Bình, dùng độc, trời sinh vạn vật đều có tính tương sinh tương khắc. Tuy Đại La Kim Tiên mạnh, nhưng cũng có những chất độc có thể hạ gục được họ. Song các chất độc ấy đều thuộc loại khan hiếm và cũng không có nhiều. Ngụy Nguyên, cái này thì không phải lo, Hoàng đế có tị độc thần châu, chất độc có mạnh đến mấy cũng không làm hại được người. Ngô Bình, vẫn còn một cách nữa là thần chú. Ngụy Nguyên cau mày, thần chú ư? Ngô Bình gật đầu, chú thuật có một điểm đặc biệt là nhiều người có thể cùng thi triển một lúc, thần chú của 10.000 người thì không làm gì được hoàng đế, nhưng nếu là 10 triệu hay 100 triệu người thì sao? Đến chân tiên còn phải chịu hàng đấy, Đại La Bán Bộ cũng bị thương nặng hay thậm chí là quy tiên luôn nữa là. Ngụy Nguyên kinh ngạc, thế thì phải chú trọng đề phòng họ dùng đến thần chú. Hai người trò chuyện thêm một lúc, Ngụy Nguyên nóng lòng nên đi gặp Hoàng thượng luôn. Ông ấy đi rồi, Ngô Bình lại về gặp Lý Mai để bàn chuyện cửa hàng. Ban ngày cô ấy bạn rộn lượn khắp các cửa hàng nên giờ đã nắm được hết tình hình rồi. Tên của các cửa hàng được cô ấy viết kín ba tờ giấy, có hơn 200 cửa hàng với tình trạng khác nhau. Ngô Bình, Lý Mai, em cứ quyết hết đi, anh chi tiền thôi. Lý Mai, em nghĩ kỹ rồi. Chúng ta sẽ mua 80 cửa hàng trong số này, tổng là 300 tỷ tiền báu. 300 tỷ tiền báu tương đương với 300 triệu thần long. Ngô Bình, không nhiều lắm, anh đã kiếm được 3 tỷ thần long trong hội thi y đạo, giờ mới tiêu hết có 1/10 thôi.
Lý Mai, bình tĩnh, sau đó chúng ta vẫn cần nhiều tiền nữa đấy. Ngoài các cửa hàng này ra, chúng ta cũng cần tiêu ít tiền ở Hải Kinh. Ngô Bình, đến đâu hay đến đấy đã. Sau đó, Lý Mai đã đi thu mua các cửa hàng, để đảm bảo an toàn, Chu Nguyên Thông đã cho người đi theo bảo vệ cô ấy. Ngô Bình lại tới chỗ cấm quân, sau đó đưa tài liệu mình biên soạn cho các thủ lĩnh, sau đó mới về phủ. Đường Tử Di đang ngồi thuyền ở Đông Hồ trong nhà ở Hưng Long, chợt có một tia chớp lóe lên, Ngô Bình đã xuất hiện. Đường Tử Di cười nói, anh cưỡi xét về đấy à? Ngô Bình đắc ý nói, đó là điện bộ, mạnh hơn kiểu em bảo nhiều. Đường Tử Di xoa bụng rồi nói, con gái sắp ra đời rồi, anh đã chuẩn bị gì chưa? Ngô Bình, anh mong con ra để bế lắm rồi. Đường Tử Di cười nói, mấy ngày nay, bé con ngoan hơn nhiều rồi. Ngô Bình, nó đang ngồi luyện công đấy. Đường Tử Di ngạc nhiên, luyện công ư? Ngô Bình cười nói, tuy con chưa ra đời, nhưng nó rất thông minh. Trước đó ngày nào anh cũng dạy nó luyện công, nó học nhanh lắm. Đường Tử Di nói, luyện công từ trong bụng mẹ à, em cứ tưởng đây chỉ là nói chơi thôi, ai dè lại xảy ra với mình thật. Ngô Bình, con anh thì phải khác chứ. Đường Tử Di, anh đã nghĩ ra tên cho con chưa? Ngô Bình, đại danh là Lý Tử Huyền, còn biệt danh thì là Khả Nhi. Đường Tử Di cười nói, anh lười thế, lấy tên của bố mẹ gộp lại đặt cho con à. Ngô Bình cười nói, thế không hay à, Tử Huyền nghe hay mà. Đường Tử Di, được rồi, chọn tên ấy cũng được. Hai người đang nói chuyện thì có một con cá màu vàng bơi đến, nó len lén nhìn Ngô Bình. Anh lập tức cảnh giác rồi túm lấy nó. Anh nhìn kỹ thì thấy đây chính là con cá mà Hỏa Hoàng Nhi mua ngoài chợ, cô bé còn bảo kiếp trước, con cá này là một đạo tổ. Khi Hỏa Hoàng Nhi mang con cá này về nhà, đã ném thẳng xuống hồ rồi kệ nó tự sinh tự diệt. Không ngờ hôm nay nó lại bơi đến đây rồi lén nhìn Ngô Bình. Anh nói, mày không bị cá lớn trong hồ ăn à? Xem ra cũng thông minh đấy, ban nãy mày nhìn gì tao hả? Con cá này rõ ràng đang giả ngu, nhãn cầu đơ ra như thể đã bị dọa sợ. Ngô Bình cố ý nói với Đường Tử Di, lát nữa anh sẽ đích thân nấu cho em một nồi canh cá, cá sống nấu canh ngon lắm. Đường Tử Di cười nói, được đấy, em cũng muốn ăn canh cá. Nhãn cầu con cá xoay, miệng chuyển phun ra bong bóng màu sặc sỡ, bong bóng phản chiếu một gương mặt người nói với Ngô Bình, thì tôi không, đừng ăn tôi. Ngô Bình giơ ngón tay lên đâm một cái, bong bóng đó nổ tung, con cá lại phun ra một cái khác, gương mặt đó nói, không giấu gì cậu, đời trước tôi là một đạo tổ. Ngô Bình, ông đường đường là đạo tổ thế mà lại rơi vào bước đường này, đúng là đáng thương. Đối phương, không có gì đáng thương cả, mọi thứ đều là lựa chọn của tôi. Ngô Bình sửng sốt, lựa chọn của ông. Bóng người đó nói, thôi vậy, có cơ hội sẽ nói rõ hơn. Có thể cho tôi ăn uống đan dược kia không, bây giờ thể chất của tôi rất yếu. Ngô Bình lấy mấy viên đan dược ra, ném vào trong miệng nó, sau đó thả thêm vào trong nước hồ. Con cá này ăn một viên đan dược, cơ thể lắc vài cái là lại biến thành một con long ngư màu đỏ, dài khoảng 20 cm. Ngô Bình rất ngạc nhiên, ông uống đan dược thì có thể lớn đến thế à? Con cá đó trồi lên mặt nước. Lần này nó không phun ra bong bóng nữa mà cứ thế nói, tôi muốn đi một con đường tu hành khác biệt với mọi người. Ngô Bình, sau đó ông biến thành cá. Đối phương, không phải, lúc đầu tôi chỉ là một sinh vật đơn bào. Ngô Bình ngạc nhiên, sinh vật đơn bào, sau đó bây giờ biến thành cá. Đối phương, tôi đã trải qua mười mấy lần tiến hóa mới biến thành cá như bây giờ, sau này tôi vẫn sẽ còn tiến hóa. Ngô Bình, đây là con đường tu hành của ông. Đối phương, tôi đang đi về trước theo kế hoạch của mình, có thể đi đến bước nào thì còn phụ thuộc vào may mắn. Ngô Bình cảm thấy không thể tin được, đường đường là đạo tổ, đã là sự tồn tại đỉnh cấp ở thế giới này, sau khi tu hành lại thì sẽ như thế nào, ông có thể trở nên mạnh hơn đạo tổ không? Con cá nhìn Ngô Bình, chàng trai trẻ, tôi đã trải qua quá nhiều, biết nhiều hơn cậu nên đừng nghi ngờ tôi, như thế khiến cậu trông rất ấu trĩ. Ngô Bình liếc mắt. Lại hỏi Đường Tử Di, em còn muốn ăn canh cá không? Con cá đó lập tức bỏ chạy, chui vào dưới đáy nước. Đường Tử Di mím môi cười, Huyền Bình, con cá này thú vị thật. Ngô Bình nói, đây là một ông lão cấp đạo tổ, anh nghi ông ta cố ý chạy đến cạnh anh. Đường Tử Di, hả?
Ngô Bình, hôm đó đi mua cá, anh đã cảm thấy rất kỳ lạ, một con cá có kiếp trước là đạo tổ sao lại bị bắt lên đây, rồi sao lại trùng hợp gặp được anh? Đường Tử Di, nó sẽ gây bất lợi cho anh sao? Ngô Bình, không chắc được, nhưng chắc chắn phải đề phòng con cá giả này. Lúc này hai con bạch dao ngoi đầu lên, hóa ra chúng cắn dây thừng, kéo thuyền đi về phía trước. Chiếc thuyền bồng bềnh, rất nhanh đã đi vào giữa hồ. Huyền Vũ bỗng leo lên từ mạn thuyền, nó không thay đổi gì so với trước, trong khoảng thời gian này vẫn nằm im lìm dưới đáy hồ, chẳng biết vì sao lại tỉnh. Có vẻ như nó đói rồi, thế là Ngô Bình bèn lấy đan dược ra cho nó ăn, sau khi nuốt vài viên, Huyền Vũ bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời vô tận. Một luồng sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, đi vào trong cơ thể Huyền Vũ, ngay tức thì, cơ thể Huyền Vũ phát ra thần quang, khí tức trở nên khó lường, dần dần tăng lên. Vài phút sau, tiểu Huyền Vũ biến thành một thứ to bằng cái cối xay, mọc ra một cái đuôi, dài hơn 3 mét, toàn thân phủ đầy vảy, bốn chân to khỏe như bốn cột đình. Đầu Huyền Vũ cũng trở nên uy nghiêm, khí thế phi thường. Ngô Bình cười nói, nó lớn rồi. Huyền Vũ bay lên giữa không trung, nó nhìn Ngô Bình nói, cảm ơn đã thu nhận tôi, không có gì để trả ơn, chỉ có thể tặng chủ nhân một cái ấn Huyền Vũ. Vừa dứt lời, một luồng sáng đen bay ra từ giữa mi tâm nó rồi rơi trên vai phải Ngô Bình, tạo ra một phù ấn màu đen phức tạp. Để lại phù ấn, Huyền Vũ bay lên không trung, ánh sáng màu đen xoẹt qua rồi biến mất. Đường Tử Di, đây là Huyền Vũ sao? Cảm giác rất uy phong. Ngô Bình, phòng thủ đứng đầu trong trời đất này thì đương nhiên là uy phong rồi. Nói rồi anh vung cánh tay phải, một áo giáp quang màu đen xuất hiện bao bọc toàn thân. Nhìn thấy lớp áo giáp quang này, hai mắt Ngô Bình sáng lên nói, thật lợi hại, ngay cả chân tiên cũng không thể phá vỡ lớp áo giáp này. Chèo thuyền một lát, hai người quay về bên bờ, cành cây khẽ lay động, hạt của cây hòe rơi xuống. Thế giới đã thay đổi rất lớn, cây hòe thậm chí còn phát triển hơn, với sự giúp đỡ của rễ linh trời đất, hạt cây hòe có tác dụng như tiên đan. Ngô Bình bóc ra đút cho Đường Tử Di, còn tiện tay hái một quả đào tiên. Đột nhiên ngựa linh chi. Người Linh Chi nhảy tới từ bên cạnh rồi đáp xuống vai Đường Tử Di. Người Linh Chi đang cưỡi ngựa Linh Chi, đôi tay nhỏ bé cầm một chùm trái cây nhỏ màu đỏ. Đây là bản thể của chúng nó, quả Linh Chi có tác dụng rất thần kỳ. Đường Tử Di khẽ cười, cảm ơn tiểu Linh Chi. Quả Linh Chi này rất ngon, chua ngọt vừa đủ, rất có lợi cho thai nhi. Vì đang mang thai nên Đường Tử Di rất dễ buồn ngủ, sau khi cô ấy ngủ, Ngô Bình bèn đến động tiên dược tổ, tiếp tục luyện chế đan dược. Lần này tiếp tục luyện chế dược tổ ở kỳ nguyên anh, luyện chế ba loại đan dược. Ba loại đan dược này đặt trong phòng dành riêng cho đan dược, lần lượt là ngũ hành long môn đan, hạo thiên thần đan, cửu hoa thần đan. Anh lấy tứ hoang thần lò ra bắt đầu luyện chế. Cảnh giới bằng nhau, nếu dược tổ có thể làm được, dĩ nhiên hắn cũng không chịu thua, luyện đi luyện lại, cuối cùng anh đã luyện chế cả ba loại đan dược đến cấp truyền kỳ. Trong đó, ngũ hành long môn đan có thể cho cảnh giới long môn uống, hạo dương thần đan có thể trợ giúp cho dương thần, cửu hoa thần đan là thuốc bổ cho Nguyên Anh sử dụng, uống trước hạo dương thần đan, uống đan dược này để tăng cường sức mạnh cho Nguyên Anh. Lúc này Ngô Bình đúng lúc đang uống cửu hoa thần đan, một viên được nuốt xuống bụng, Nguyên Anh lập tức cực kỳ thoải mái, thoáng cảm thấy có tăng cấp một chút. Không hổ là đan dược truyền kỳ, dù là thiên tài như anh cũng có hiệu quả rất tốt. Cảm thấy đan dược này rất tốt, thế là anh lại luyện chế thêm hai lò nữa để lại cho mình dùng. Mục Vũ, chủ nhân, bây giờ trình độ đan đạo của cậu đã đủ để đứng vững ở tam giới, là lúc nên xây dựng danh tiếng của mình rồi. Ngô Bình gật đầu, anh nói đúng, trên đại sư luyện đan năm sao còn có tông sư đan đạo. Tông sư đan đạo cần có đầy đủ hiểu biết về đan dược, đồng thời sáng tạo ra trường phái luyện đan của riêng mình. Với trình độ hiện tại của tôi thì vẫn chưa làm được. Nhưng cũng không còn xa nữa. Anh đứng lên nói, bây giờ tôi đi đến hội quán luyện đan. Ra khỏi động tiên dược sư, Ngô Bình lấy thân phận Trương Tiểu Bình đi đến Long Kinh để đến hội quán luyện đan. Long Kinh không chỉ có hội quán luyện đan mà còn có hội quán tiên y, hơn nữa đều là hội quán cao cấp, có thể thấy Hoàng đế Long Quốc coi trọng thầy luyện đan và tiên y như thế nào. Có không ít người đang ngồi xổm trước cổng hội quán, họ đều đang đợi các thầy luyện đan có tên tuổi lớn xuất hiện. Sau đó nhân cơ hội để mua đan dược. Khi Ngô Bình xuất hiện, những người này không chú ý đến vì Ngô Bình còn quá trẻ và không có huy hiệu,
nên chắc chắn không phải là thầy luyện đan. Sau khi tìm được người phụ trách, Ngô Bình lấy huy hiệu thầy luyện đan 4 sao màu tím ra, bình tĩnh nói, làm phiền một chút, tôi muốn đăng ký kỳ thi trở thành thầy luyện đan 5 sao. Người phụ trách này suýt nữa nhảy cẫng lên, lập tức cung kính nói, đại sư luyện đan 4 sao tím tôn quý, chào mừng người đến đây, chúng tôi vô cùng vinh hạnh được phục vụ người. Anh được mời vào một sân nhỏ, phía sau là phòng luyện đan, cánh cửa mở ra, người này mời Ngô Bình vào, sau đó chỉ vào danh sách các loại đan dược nói, đại sư, có 50 loại đan dược, anh phải luyện chế ngẫu nhiên được 3 loại trong số chúng, mỗi loại đều có yêu cầu về chất lượng. Ngô Bình gật đầu, được, bắt đầu đi. Người này ngẫu nhiên thả một đơn thuốc theo trên mục lục. Ngô Bình cầm lên, nhận ra đây là đơn phương trấn ma đan. Đan này có thể trấn áp được tà ma, từ đó không bị tà ma xâm nhập vào người, là một loại đan dược rất khó luyện chế. Không chần chừ nữa, anh lấy tứ hoang thần lò ra bắt đầu luyện chế, người phụ trách căng thẳng đứng bên cạnh, Ngô Bình là đại sư luyện đan 4 sao tím, trên lý thuyết trình độ của anh cũng tương đương với 5 sao nên người này đánh giá Ngô Bình khá cao. Tin tức một đại sư luyện đan 4 sao tím đến hội quán luyện đan lan đi nhanh chóng, rất nhanh đã có một đám người xuất hiện khiến hội quán bị bao vây đông nghịt. Đại sư 4 sao tím, đây gần như là sự tồn tại ngang với đại sư luyện đan 5 sao. Thông thường, chỉ có thế lực siêu cấp mới đào tạo được nổi đại sư luyện đan 5 sao. Nghe nói thầy luyện đan bên trong còn rất trẻ, đúng là có tiền đồ sáng lạn. Tôi quen với người của hội quán, họ xem thông tin của người đó. Người này tên là Trương Tiểu Bình, chỉ mới 24 tuổi. Chậc chậc, đại sư luyện đan 4 sao tím 24 tuổi, khủng khiếp thật. Mọi người nói xem cậu ta sẽ thành công chứ. Dù sao giữa đại sư 5 sao và đại sư 4 sao vẫn có sự cách biệt rất lớn. Chắc không quá khó đâu, tôi chỉ tò mò cậu ta có thể tiếp tục trở thành đại sư luyện đan 5 sao tím hay không. Những lời này đều khiến mọi người hít khí lạnh, đại sư luyện đan 5 sao tím. Vậy thì phải cực kỳ lợi hại. Có người lại nói, chắc chắn là sẽ được đại sư luyện đan 5 sao, tôi rất muốn biết sau này cậu ta sẽ trở thành đại tông sư đan đạo hay không. Chuyện này rất khó, hiện giờ trên thế giới, thiên giới, vạn giới không có quá 5 đại tông sư đan đạo. Trong 5 người này thì có 3 người đã là đại đạo quân, 2 người còn lại cũng là chân quân. Đại sư luyện đan 5 sao 24 tuổi có gì mà không thể chứ? Tôi đánh giá cao cậu ta. Không lâu sau lò đan dược đầu tiên của Ngô Bình đã được luyện chế thành công, đan thành vương phẩm. Anh không luyện lò thứ hai nữa, vì vương phẩm đã đủ rồi. Loại đan dược thứ hai mà anh muốn luyện chế tên là Thiên Dương Đan, khó luyện chế hơn nhưng loại đan dược này có điểm tương đồng với Hạo Dương Thần Đan, Ngô Bình có thể dễ dàng luyện chế nó. Cuối cùng, Thiên Dương Đan, trên cả đan thành đế phẩm. Đan dược thứ ba mà anh muốn luyện chế tên là Khối Lũy Hộ Thân Đan. Dùng đan dược này lúc khẩn cấp, có thể lập tức tạo ra một con rối bảo vệ cơ thể, bảo vệ mình khỏi tai họa, người đó sẽ nhân cơ hội chạy thoát. Luyện chế đan dược này là khó nhất, mặc dù lò thứ nhất của Ngô Bình đã thành công nhưng chỉ là đan thành nhất phẩm. Trán người phụ trách toát đầy mồ hôi nóng, khi cuối cùng đan dược cũng đã được luyện chế thành công, anh ta lập tức nói, đại sư, cậu đã vượt qua bài kiểm tra, dựa theo quy tắc, cậu chính là đại sư luyện đan 5 sao tím. Nói rồi có người bưng một cái khay đi vào, trên đó có một huy hiệu mới, bên trên có khắc 5 ngôi sao màu tím, bề mặt huy hiệu có hoa văn phức tạp đẹp đẽ, rất tôn quý. Ngô Bình nhận lấy huy hiệu tím rồi đi khỏi đó. Người phụ trách vội nói, đại sư, cậu có thể bán đấu giá tại đây đan dược mà cậu luyện chế không? Bên ngoài có rất nhiều người muốn chiêm ngưỡng phong thái của cậu, tôi nghĩ có thể thông qua bán đấu giá đan dược để nâng tầm ảnh hưởng của cậu trong giới thầy luyện đan. Ngô Bình hỏi, ở đây cũng có thể đấu giá đan dược. Người phụ trách vội nói, tất nhiên, hơn nữa cậu là đại sư luyện đan 5 sao, đan dược của cậu bình thường đều không thể tham gia đấu giá nên mọi người đều rất khẩn trương. Ngô Bình gật đầu, được thôi, anh lấy 3 lò đan dược này đi bán đấu giá đi. Được được, buổi đấu giá sẽ được tổ chức vào chiều nay, chúng tôi không thu phí thủ tục của cậu, anh ta nói. Ngô Bình biến thành một tia chớp rồi biến mất. Cuối cùng người bên ngoài cũng không thể gặp được anh nhưng khi người phụ trách đi ra tuyên bố buổi chiều sẽ bán đấu giá đan dược của Ngô Bình, những người này lập tức reo hò hoan hô. Nếu đã đến Long Kinh thì Ngô Bình sẽ lần lượt đến phủ đô đốc và cấm quân. Ngô Bình lại dạy thêm vài động tác ở doanh trại tiên quân Long Kinh,
đồng thời phân phát tài liệu giảng dạy mà anh biên soạn cho người hướng dẫn, bảo anh ta mỗi ngày đều dạy như thế. Đối với cấm quân, giáo trình của anh đã được phân phát xuống, mặc dù giáo trình do anh biên soạn rất tốt nhưng lại cực kỳ khó khăn với binh lính bình thường của cấm quân, cho tới nay vẫn chưa ai có thể luyện được. Ngô Bình cũng không gấp, tiếp tục chỉ dạy. Buổi chiều, anh đến hội quán luyện đan để tham gia đấu giá với thân phận người mua. Danh hiệu của đại sư luyện đan Nam Áo vô cùng vang dội, cuối cùng ba lò đan dược được đấu giá với hơn 20 tỷ tiền báu. Sau khi lấy tiền, anh cảm nhận được một tấm bùa ngọc trên người mình sáng lên, anh cầm lấy bùa ngọc, trên đó viết một dòng chữ, Ngô Bình đã giành được vị trí thứ nhất trong kỳ thi đầu vào của học viện truyền kỳ, hãy đến làm thủ tục nhập học trong vòng 3 ngày. Vị trí thứ nhất học viện truyền kỳ đã nằm trong dự đoán của anh nên không cảm thấy có gì kỳ lạ. Cân nhắc một lúc, anh quyết định bây giờ đến học viện truyền kỳ, lấy tiền thưởng trước rồi hắn tính. Khi anh vừa đến trước cổng học viện truyền kỳ, có hai tu sĩ gác cổng cảnh giới Long Môn, một người trong đó lạnh lùng nhìn anh hỏi, làm gì? Ngô Bình, đã có kết quả kiểm tra, tôi đến làm thủ tục. Người này nói, có chứng từ gì không? Ngô Bình lấy bùa ngọc mà Triệu Hàn Sơn đưa cho anh ra, cũng là bằng chứng anh tham gia kiểm tra. Người này đọc một lúc rồi nói, ừ, xin đợi một chút, tôi đi thông báo. Ngô Bình đứng đợi ở đó, nhưng sau khi người kia đi mãi vẫn chưa quay lại, anh khẽ nhíu mày hỏi người còn lại, sao anh ta vẫn chưa quay lại. Người này cười nói, có lẽ là trục trặc gì đó, hay là anh cứ vào thẳng trong đó đi. Ngô Bình không còn cách nào khác chỉ đành gật đầu, nhấc chân đi vào trong. Anh đi nửa đường rồi thăm hỏi, rất nhanh đã đến nơi hôm nay học viện truyền kỳ công bố danh sách, nơi này là một quảng trường lớn, lúc này quảng trường chật ních người, có cả người tham gia kiểm tra lúc ban đầu, cùng có các giáo viên của họ. Lúc này có một người đứng trên đài ngọc cao, Ngô Bình sửng sốt khi nhìn thấy người này, bởi vì bộ dáng người này giống hệt mình, thậm chí còn mặc quần áo giống hệt. Lúc này một ông lão râu đỏ đưa ra 500 triệu đồng thần long, 50 lượng hỗn mang thần kim. Một tam thanh phù bùa cấp đạo tổ và túi càn khôn linh bảo tiên thiên cho người đó, sau đó mỉm cười nói, Ngô Bình, cậu là nhân tài mạnh nhất được tuyển chọn lần này của học viện truyền kỳ. Tôi mong một ngày nào đó cậu có thể trở thành huyền thoại và niềm tự hào của học viện truyền kỳ. Người này cúi người với ông lão nói, cảm ơn trưởng lão tôn, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng. Ngô Bình nhìn người trên bục, lập tức biết có người giả danh mình rồi. Lúc này anh cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm. Sau đó một người hỏi, sao cậu lại giống hệt Ngô Bình trên bục thế? Ngô Bình nhìn người này, tu vi của người này rất cao, cường giả chân tiên, trong mắt ông ta còn có tia sát ý. Ngô Bình lạnh nhạt nói, vì tôi mới là Ngô Bình thật, Ngô Bình trên kia là giả. Người này quát, hỗn láo, thế mà dám giả mạo thiên tài của học viện truyền kỳ, chết đi cho tôi. Một bàn tay đen tuyền còn mang theo khí tức hủy diệt từ trên trời rơi xuống đánh mạnh về phía Ngô Bình. Người này ra đòn cực kỳ hung ác, bàn tay màu đen kia là một pháp khí vô cùng lợi hại, thiên độc thủ, kết hợp với tu vi đáng sợ của ông ta, cho dù bên dưới có là chân tiên, ông ta cũng có thể giết chết người đó chỉ bằng một chưởng. Ngay khi bàn tay đó rơi xuống, Ngô Bình biến thành một tia sáng rồi biến mất. Lòng bàn tay đập xuống đất tạo ra một ấn tay đen rất lớn, khi lòng bàn tay được nhấc lên, bên trong có một dấu vết cháy xém hình người như thể người bị đánh chết. Ông lão trên bục nhíu mày hỏi, chuyện gì thế? Chân nhân này vội chắp tay với ông lão, trưởng lão tôn, ở đây có một tên lừa đảo không biết sống chết giả mạo người của học viện truyền kỳ chúng ta nên tôi đã đánh chết hắn rồi. Trưởng lão tôn nói, dù là giả mạo cũng không thể đánh chết được, chuyện này phải hỏi cho rõ ràng. Chân nhân này cười nói, một tên hề thôi, giết gọn ghẽ miễn cho làm bẩn mắt ông. Tên hề mà ông nói là bản thân anh nhỉ? Không trung bỗng vang lên một giọng nói, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, Ngô Bình đang đứng giữa không trung, anh vẫn chưa chết. Chân nhân này cực kỳ ngạc nhiên, muốn tiếp tục ra tay, Ngô Bình trầm giọng nói, dừng tay. Với thực lực của ông không giết được tôi đâu, càng đánh càng chứng tỏ trong lòng ông có điều che giấu. Sắc mặt người này lập tức thay đổi, sau đó ông ta hừ một tiếng, cậu có chút bản lĩnh đấy. Nhưng giả mạo người của học viện truyền kỳ, hậu quả rất nghiêm trọng, cậu nghĩ kỹ rồi chứ? Ngô Bình bật cười, ông đang nói tôi là Ngô Bình giả à? Người này lớn giọng nói, đúng thế, cậu là giả. Ngô Bình gật đầu, được lắm,
Vậy bây giờ tên Ngô Bình giả tôi đây muốn khiêu chiến với Ngô Bình trên bục kia, hắn dám đồng ý không? Một người bước ra từ trong đám người, chính là Triệu Hàn Sơn, ông ta nhìn người trên bục, sau đó nhìn Ngô Bình hỏi, cậu nói cậu là Ngô Bình, lúc đầu tôi có đưa cho cậu ta một tấm bùa ngọc, cậu có không? Ngô Bình, trưởng lão Triệu, lúc vào cửa, người gác cổng cầm lấy bùa ngọc đi báo lại nên bùa ngọc không có trên người tôi, nhưng tôi có bùa ngọc hay không cũng không quan trọng, trưởng lão Triệu biết rõ thực lực của tôi thế nào mà, chỉ cần đánh một trận, ai giả ai thật, liếc mắt cũng có thể nhận ra. Hỗn láo, học viện truyền kỳ cũng là nơi cậu có thể tùy tiện khiêu chiến à, một trưởng lão khác nghiêm giọng nói, người đâu, đánh hắn cho tôi. Khoan đã, Triệu Hàn Sơn ngăn lại, tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, Ngô Bình thật có thực lực rất lợi hại, chắc chắn không sợ người khác khiêu chiến. Nói rồi ông ta nhìn chân nhân ra tay đó nói, trưởng lão Viên, ông nghĩ sao? Trưởng lão Viên sầm mặt nói, người này là giả, không cần đánh tôi cũng biết rồi. Ngô Bình cười nhạo, các người diễn kịch tốt thật đấy. Tìm một người giả dạng tôi, sau đó trộm bùa ngọc của tôi, lấy mận thay đào. Đợi khi tôi xuất hiện, ông một đòn liền đánh chết tôi, sau đó để cho Ngô Bình giả này hưởng thụ tài nguyên và hào quang của tôi. Tiếc là các người tính toán thế nào cũng không ngờ tu vi của ông quá tệ hại, thực lực lại yếu, không đánh chết tôi được. Trưởng lão Tôn đứng trên bục không khỏi nhìn lại Ngô Bình trước mặt, ông ta hỏi, cậu là Ngô Bình thật sao? Ngô Bình này rất bình tĩnh nói, trưởng lão Tôn, tất nhiên tôi là Ngô Bình thật, người này là kẻ lừa đảo. Trưởng lão Tôn, nếu cậu đã là Ngô Bình thật thì đi đánh với cậu ta một trận, bên thua sẽ để mạng lại. Mọi người đều biết thực sự của Ngô Bình cực kỳ đáng sợ, nếu cảnh giới của hai người ngang nhau, cuối cùng chắc chắn Ngô Bình thật sẽ giành chiến thắng. Ngô Bình giả biến sắc, trưởng lão Tôn, nếu ai cũng đến khiêu chiến với tôi, vậy chẳng khác này náo loạn. Người bên dưới cũng mơ hồ nhìn ra cái gì, có người nói, lề mề cái gì nữa. Nếu cậu là Ngô Bình thật thì cứ đánh là được, người đứng đầu mà còn sợ đánh nhau với người ta sao? Đúng thế, hay là cậu mới là giả, không dám đánh nữa. Sắc mặt Ngô Bình giả này lúc đỏ lúc trắng, hắn nghiến răng trầm giọng nói, được. Tôi chấp nhận lời khiêu chiến của hắn. Ngô Bình cười nhạo, bây giờ tôi sẽ cho anh biết, vị trí thứ nhất này không phải ai cũng có thể thay thế được. Một tia chớp lóe lên, Ngô Bình xuất hiện ngay trước mặt Ngô Bình giả, sau đó đánh mạnh vào mặt hắn. Tốc độ quá nhanh, đúng thật là nhanh như chớp, Ngô Bình giả thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã ngã xuống đất. Hắn ngã xuống đất, sau đó Ngô Bình giẫm lên đầu hắn, lạnh lùng nói. Là ai bảo anh giả dạng tôi? Ngô Bình giả này sợ đến hồn phi phách tán, thật ra hắn cũng là một thiên tài, thực lực vượt xa các tu sĩ cùng tuổi. Tiếc là còn kém xa Ngô Bình cả ngàn dặm, vừa ra tay đã bị lộ. Hắn nói, tôi nói, là. Vừa nói được một nửa, cả người hắn bỗng biến thành một hòn đá, sau đó nổ thành vô số mảnh. Ngô Bình nhíu mày, ánh mắt lướt một vòng rồi nhìn đến trưởng lão Viên, là ông ra tay. Lúc này trưởng lão Viên đã bình tĩnh lại, ông ta lạnh nhạt nói, xem ra cậu mới là Ngô Bình thật. Vừa rồi thật xin lỗi, tôi nhìn lầm cậu là kẻ mạo danh suýt nữa đánh chết cậu. Ngô Bình bật cười, suýt nữa. Tôi đã nói rồi, cái thứ rác rưởi như ông không có tư cách đánh chết tôi. Trưởng lão Viên nổi giận, cậu. Ngô Bình nhìn chằm chằm ông ta, trưởng lão Viên, tôi nhớ ông rồi đấy. Anh biết rằng một khi Ngô Bình giả mất mạng, chuyện này sẽ không tra ra được kết quả gì nên anh không định truy cứu nữa. Trưởng lão Tôn nhìn các trưởng lão, sau đó cười nói với Ngô Bình, chúng tôi xin lỗi cậu về chuyện trước đó. Ông ta lấy những phần thưởng kia ra trao lại cho Ngô Bình, bắt đầu từ giờ, cậu chính là đệ tử của học viện truyền kỳ. Ngô Bình nhìn, 500 triệu đồng thần long, 50 lượng hỗn mang thần kim, một tam thanh phù cấp đạo tổ, túi càn khôn linh bảo tiên thiên, tất cả đều ở đây không thiếu gì. Nhận lấy mọi thứ, Ngô Bình bước xuống bục. Triệu Hàn Sơn đi tới nói, cậu Ngô, thực xin lỗi, Ngô Bình giả này được tôi đón ở cửa, không ngờ là giả. Ngô Bình nói, không trách trưởng lão Triệu được, là có người cố ý gài bẫy tôi. Bọn họ tính toán rất tốt, đánh chết tôi, chết rồi thì không có chứng cứ, sau đó giả sẽ biến thành thật. Tiếc là họ tính sai rồi, tôi không dễ bị giết như vậy. Triệu Hàn Sơn gật đầu, học viện truyền kỳ là một học viện mới được thành lập, mọi người không hòa thuận, nội bộ có âm mưu đấu đá nhưng đã xảy ra loại chuyện này, ảnh hưởng quá xấu.
Ngô Bình, trưởng lão Viên đó là người thế nào? Triệu Hàn Sơn, ông ta tên là Viên Thế Đức, là một vị thiên quân, nhà họ Viên sau lưng ông ta rất có thế lực ở tiên giới. Thủ đoạn của người này tàn độc, rất khó đối phó. Mới đây không lâu, đã có hai trưởng lão chết vì ông ta. Ngô Bình cao mày, kẻ ác như vậy, tôi phải tìm cơ hội tiêu diệt mới được. Triệu Hàn Sơn, bọn chúng dám làm như vậy thì có lẽ không chỉ có một người đứng sau này cậu nhất định phải cẩn thận. Ngô Bình hỏi, học phủ truyền kỳ có bao nhiêu trưởng lão? Triệu Hàn Sơn, là thế này, trưởng lão của học phủ truyền kỳ được chia thành từ cấp 1 đến cấp 10. Nếu là đệ tử, cũng chia từ cấp 1 đến cấp 10, đặc biệt sẽ có một đệ tử truyền kỳ. Trưởng lão có cấp bậc khác nhau được chỉ định dạy dỗ các đệ tử có cấp bậc khác nhau. Ngô Bình, trưởng lão cấp 1 với đệ tử cấp 1, cấp 10 với cấp 10 phải không? Lẽ nào cấp bậc này vĩnh viễn không thay đổi? Triệu Hàn Sơn cười đáp, thường thì sẽ không thay đổi bởi tư chất của con người thường bất biến. Bất tài thì hoàn bất tài, còn thiên tài vẫn là thiên tài thôi. Ngô Bình giờ mới hiểu những cấp bậc này hóa ra không được chia theo cảnh giới và sức mạnh mà được chia theo tư chất. Anh hỏi, vậy còn đệ tử truyền kỳ thì sao? Triệu Hàn Sơn cười đáp, đệ tử truyền kỳ là cái gốc của học phủ truyền kỳ. Cho nên không cần trưởng lão nào truyền dạy, cũng không có trưởng lão nào có được đệ tử truyền kỳ. Nhưng toàn bộ tài nguyên của học phủ sẽ dành hết cho đệ tử này, toàn lực bồi dưỡng để đệ tử này phát triển tốt nhất có thể. Ngô Bình trầm ngâm, Đại Thiên Tôn làm chuyện này nhất định là có dụng ý. Triệu Hàn Sơn gật đầu, đúng vậy. Học phủ truyền kỳ sẽ tuyển mộ thiên tài khắp nơi để sau này họ dốc sức vì Đại Thiên Tôn. Trong tương lai, thế giới bên dưới sẽ là nơi nhân tài hội tụ, cho nên học phủ truyền kỳ rất quan trọng. Ngô Bình, lần này học phủ truyền kỳ tuyển bao nhiêu người? Triệu Hàn Sơn, khóa này sẽ tuyển 2547 học viên, cậu đứng thứ nhất trong đó nên chúng tôi bước đầu công nhận cậu là đệ tử cao cấp. Ngô Bình cười nói, tôi còn tưởng rằng mình là đệ tử truyền kỳ. Triệu Hàn Sơn, bởi vì học phủ truyền kỳ mới được thành lập không lâu, nên không dễ dàng đặt trình độ của cậu quá cao. Ví dụ, nếu cậu được phong là đệ tử cấp 10, ngộ nhỡ về sau người tài giỏi hơn xuất hiện thì rất khó sắp xếp. Có điều cậu cứ yên tâm, mặc dù là đệ tử cao cấp, cũng không có đệ tử nào qua mặt được cậu. Dưới cậu cao nhất cũng chỉ là đệ tử cấp 4 mà thôi. Ngô Bình, đệ tử cao cấp có đặc quyền gì không? Triệu Hàn Sơn, có rất nhiều lợi ích. Quy tắc của học phủ là như thế này. Những đệ tử hàng đầu sẽ được lấy nhiều tài nguyên nhất. Hiện tại, cậu là đệ tử cao cấp duy nhất, vì vậy một mình cậu được hưởng khoảng 50% tài nguyên của học phủ. Ngô Bình sửng sốt, một mình tôi được 50%. Triệu Hàn Sơn gật đầu, đừng kinh ngạc, 12 đệ tử cấp 4 dưới cậu sẽ cùng được hưởng một nửa số tài nguyên còn lại, tức là 25%. Tương tự như vậy, đệ tử cấp 1 chỉ có thể lấy được khoảng 0,03% tài nguyên. Đệ tử cấp 2 thì khoảng 0,1%. Ngô Bình cảm thán, cho nên mới nói học phủ truyền kỳ đang muốn mau chóng bồi dưỡng một nhóm đại cao thủ. Triệu Hàn Sơn, học phủ truyền kỳ vừa mới được thành lập và mọi thứ vẫn đang được thử nghiệm. Tài nguyên năm nay đã được mang tới học viện, lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi lấy 50% tài nguyên mà cậu được hưởng. Ngô Bình rất hứng thú, những tài nguyên này là gì? Đồng thần long, hay đan dược? Triệu Hàn Sơn cười nói, tất cả các tài nguyên đều được chuyển thành chi phiếu truyền kỳ, và học phủ nhận được tổng cộng khoảng 100 tỷ chi phiếu truyền kỳ. Đây chỉ là tài nguyên cho năm đầu tiên, và trong tương lai sẽ ngày càng nhiều hơn. Ngô Bình cau mày, chi phiếu truyền kỳ là cái gì? Đáng giá không? Triệu Hàn Sơn, sức mua của nó còn lớn hơn cả đồng thần long. Cậu sẽ nhận được 50 tỷ chi phiếu truyền kỳ, và với số chi phiếu đó, cậu có thể vào thiên khố để lựa chọn tài nguyên tu luyện mà mình cần. Ngô Bình, thiên khố, đó là cái gì? Triệu Hàn Sơn, là các loại tài nguyên mà Đại Thiên Tôn thu thập được khi chinh chiến và cả tài nguyên của tiên giới, dần dần hình thành nên thiên khố. Với chi phiếu truyền kỳ, cậu có thể đổi lấy bất cứ thứ gì trong thiên khố. Ngô Bình, thì ra là vậy. Xem ra, chi phiếu truyền kỳ chỉ có thể được sử dụng trong thiên khố. Triệu Hàn Sơn, nói trắng ra là Đại Thiên Tôn bỏ vốn ra đào tạo nhân tài cho tiên đình. Sau đó ông ta thấp giọng nói, cho nên, trong 2 năm đầu tiên, cậu nhất định phải đứng trên tất cả các đệ tử khác, như vậy mới có thể độc chiếm 50% tài nguyên. Ngô Bình đương nhiên hiểu rõ điều này. Giả dụ,
chỉ cần có 3 đệ tử cao cấp thì tài nguyên anh lấy được sẽ giảm đi 2/3 vì còn phải chia cho 2 đệ tử còn lại. Còn mấy năm sau, khi những người kia chuẩn bị kỹ càng rồi, cậu khó mà được hưởng đãi ngộ như hiện giờ nữa. Ngô Bình hiểu rõ, sau này tiêu chuẩn đệ tử cao cấp độ khó sẽ giảm xuống, dần dần sẽ có đệ tử cấp 9, cấp 10. Đến lúc đó dù giỏi cỡ nào cũng chỉ là một đệ tử cấp 10. Về phần đệ tử truyền kỳ thì độ khó sẽ cao hơn, có khả năng ngồi vững được mấy năm. Đợi đến cuối, khi đệ tử cuối cùng lấy được tư cách đệ tử, Triệu Hàn Sơn liền dẫn Ngô Bình đi lấy tài nguyên. Hai người đi đến một căn nhà gác mái, cửa gác xếp đang mở, bên trong có mấy tu sĩ đang ngồi. Triệu Hàn Sơn cầm lấy huy hiệu học viên học phủ truyền kỳ của Ngô Bình, trên đó có chứng minh thân phận của anh. Các vị vất vả rồi, đây là học viên Ngô Bình. Cậu ấy đến nhận tài nguyên năm nay, Triệu Hàn Sơn nói. Mấy người kia đang tán gẫu thì dừng lại, bọn họ liếc nhìn Triệu Hàn Sơn, sau đó lại nhìn Ngô Bình. Một người trong đó nói, Triệu trưởng lão, phủ chủ nói tài nguyên tháng sau mới phân phát. Triệu Hàn Sơn nhíu mày, rõ ràng có tài nguyên, vì sao không dựa theo quy định mà phát cho học viên? Người ban nãy thản nhiên nói, ông có thể hỏi phủ chủ, tôi cũng không thể giải thích cho ông được. Ngô Bình hiểu rằng anh có thể không lấy được 50 tỷ chi phiếu truyền kỳ trong thời gian ngắn. Và đến khi anh lấy được thì rất có thể nó đã không còn là 50 tỷ nữa. Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng giận dữ, học phủ truyền kỳ làm ăn kiểu quái gì vậy? Trong cơn thịnh nộ, thần anh của anh rung chuyển, tiếng sấm bắt đầu rền vang trên 9 tầng trời. Trong khoảnh khắc, những đám mây sấm sét dày đặc bao phủ và một luồng khí đáng sợ bao trùm toàn bộ học phủ truyền kỳ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là thiên kiếp của ai? Rất nhiều người nhìn lên bầu trời với vẻ mặt kinh ngạc. Trong đám mây đen vần vũ, những tia sét đủ màu xuất hiện, một luồng khí tức cổ xưa được phóng thích ra, hỗn độn mà thần bí. Không, là hỗn độn lôi kiếp. Có người hô to. Mau chạy đi, gặp hỗn độn lôi kiếp thì đến Đại La cũng khó giữ cái mạng. Thế nhưng, kiếp lực đã hình thành một trường lực bao vây tất cả mọi người ở trong đó. Giờ phút này, cho dù tu vi có cao đến đâu, cũng khó lòng chạy thoát. Mấy tu sĩ ban nãy kinh hãi muốn chạy trốn, nhưng chân mềm nhũn ra, ngay cả đi lại bình thường cũng khó khăn. Một người hét lên, cậu đang làm cái quái gì vậy? Dừng lại đi, tất cả chúng ta sẽ chết vì lôi kiếp đấy. Những người này đều có tu vi thiên tiên, cho nên sự tồn tại của bọn họ sẽ khiến lôi kiếp mạnh kinh hoàng, cuối cùng có thể đốt họ ra cho. Ngô Bình mặt không biến sắc, nói, dừng lại làm gì? Không thấy ông đây đang độ kiếp hay sao? Các người chết thì liên quan quái gì đến tôi? Anh đã thực sự giận dữ, việc mạo danh lúc trước không thèm tính toán, nhưng hiện tại họ còn nảy lòng tham với số tài nguyên mà anh được nhận. Đến nước này Ngô Bình đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Không chỉ những tu sĩ này, ngay cả những người khác trong học phủ truyền kỳ cũng bị lôi kiếp khóa lại, trong lòng không khỏi kinh hãi. Ngô Bình, mau dừng tay. Một giọng nói già nua vang lên. Triệu Hàn Sơn âm thầm truyền tin, là phủ chủ. Ngô Bình đáp, là phủ chủ sao? Đám người này nói không cho tôi tài nguyên, là ông bảo họ làm vậy sao? Một ông lão thấp bé với mái tóc màu tím và bộ râu đỏ, mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình đột nhiên xuất hiện từ dưới lòng đất. Ông ta cười nói với Ngô Bình, ai nói cậu sẽ không được trao tài nguyên? Ngô Bình chỉ vào đám người trước mặt, đáp, là bọn họ. Ông già này chính là phủ chủ, thân thế của ông ta khiến ai cũng phải kiêng dè. Ông ta quay đầu liếc mắt nhìn mấy vị trưởng lão kia. Mấy trưởng lão kia mặt biến sắc, vội vàng nói, phủ chủ, chúng tôi không nói cậu ta không được lấy tài nguyên. Phủ chủ thản nhiên nói, lập tức giao tài nguyên tu luyện cho Ngô Bình. Về phần các người, ngày mai đừng tới học phủ truyền kỳ nữa, trở về gia tộc của mình đi. Mấy người kia mặt xám ngoét, cũng không dám nói thêm lời nào mà ngoan ngoãn đưa 50 tỷ chi phiếu truyền kỳ cho Ngô Bình. Ngô Bình thấy chi phiếu truyền kỳ này trông như một lá bùa hộ mệnh. Nó có màu vàng, kích thước bằng lòng bàn tay và trông khá đẹp mắt. 50 tỷ chi phiếu truyền kỳ có thể lấp đầy hàng chục gian nhà, vì vậy anh chỉ có thể cất chúng vào chiếc nhẫn chữ đồ. Lúc này, phủ chủ cười ha ha nói với Ngô Bình, cậu có thể gọi cả hỗn độn lôi kiếp tới, quả không hổ là đệ tử của học phủ truyền kỳ. Nhưng cậu có thể đổi chỗ độ kiếp được không? Học phủ này mới xây, giờ lại bị sét đánh hỏng thì không tốt chút nào. Ngô Bình, phủ chủ nói phải, tôi lập tức đổi chỗ độ kiếp. Thế rồi,
một tia sét lóe lên và Ngô Bình biến mất. Sau khi Ngô Bình rời đi, lôi kiếp mất đi mục tiêu, dần dần tiêu tán, luồng khí áp đáng sợ ban nãy cũng biến mất. Nhiều người lau mồ hôi lạnh, cảm thấy như mình vừa sống sót sau thảm họa. Trong một thời gian ngắn, Ngô Bình đã ra tới vùng biển phía đông. Ngay sau đó, hỗn độn lôi kiếp xuất hiện trở lại. Ngô Bình thả thần anh ra và bắt đầu độ kiếp. Khi dông tố kéo tới, con rùa khổng lồ và cô gái xuất hiện trở lại. Cô gái kinh ngạc nói, anh ta phải trải qua hỗn độn lôi kiếp nhanh đến vậy sao? Rùa khổng lồ đáp, hỗn độn lôi kiếp có 3 lần, lần sau lại đáng sợ hơn lần trước nhiều. Không biết cậu ta có thể chịu được bao nhiêu lần? Cô gái, lão quy, tôi nghe nói những người sống sót sau khi chịu hỗn độn lôi kiếp đều được tôn xưng là thánh tử, chuyện này có đúng không? Lão quy, trải qua lôi kiếp, sẽ có cơ sở để trở thành thánh nhân, vì vậy mới được gọi là thánh tử. Cô gái gật đầu, xem ra anh ta rất có tư chất trở thành thánh nhân. Lão quy, tôi rất chờ mong không biết cậu ta vượt qua 3 lần lôi kiếp ra sao. Cô gái nói, đợt lôi kiếp thứ 3 tên là, vô vọng thiên kiếp. Tôi chưa từng nghe nói có người sống sót qua kiếp nạn này. Lão quy, thực tế từng có người sống sót, cô không biết đó thôi. Nếu sống sót qua kiếp nạn này, người đó có thể xưng là thiên tử, là người được ông trời chọn. Cô gái thốt lên, người được trời chọn. Lão quy, nếu trở thành thiên tử thì sẽ có thiên uy, có thể thay trời hành đạo. Nếu làm được như vậy thì không ai có thể tưởng tượng chàng trai trẻ này có thể đi xa đến đâu. Lúc này tầng thứ nhất hỗn độn lôi kiếp đã giáng xuống, sức mạnh kinh người, Ngô Bình bị đánh cho sấp mặt nhưng không đến nỗi bị thương. Tiếp đó, tiếng sét thứ hai giáng xuống, sức mạnh của tia sét này quá kinh hoàng khiến anh không còn cách nào khác ngoài chiến đấu với nó bằng ý nghĩa võ đạo để hóa giải sát thương. Nhưng dù vậy, thần anh của Ngô Bình vẫn thở hổn hển, vai trái của anh thì bị đánh nát. Nhưng sau đó, nó lại hồi phục ngay lập tức. Ngô Bình buồn bực hừ một tiếng. Bên ngoài thân thể anh hiện ra một tầng kiếm quang, tầng thứ hai là rất nhiều phù văn, tầng thứ ba chính là lực thiên nguyên để bảo vệ thần anh, chuẩn bị cho tầng thứ ba của hỗn độn lôi kiếp. Đoàng! Sức mạnh lần này quá khủng khiếp khiến Ngô Bình không thể chống lại. Sấm sét nổ tung, kiếm quang bị thổi bay, phù nguyên cháy rụi, lực thiên nguyên cũng không chống đỡ nổi. Ngô Bình giờ chỉ có thể chống lại lôi kiếp bằng sức mạnh của đế bên trong thần anh. Đế đã từng là chúa tể của thời kỳ hỗn mang, sức mạnh của đế giúp Ngô Bình chống đỡ được tầng 3 của lôi kiếp, nhưng anh vẫn vô cùng đau đớn. Thấy vậy, cô gái hào hứng nói, đó là tầng 3 của lôi kiếp rồi. Lão quy, thực ra, cậu ta có thể dừng tay, từ bỏ lôi kiếp tầng thứ 4. Cô gái, tôi cảm thấy anh ta không giống kiểu người bỏ cuộc giữa đường. Anh ta nhất định sẽ trụ được tới hỗn độn lôi kiếp tầng thứ 5. Quả nhiên, Ngô Bình không có ý định dừng lại. Anh nhìn chằm chằm mây đen trên bầu trời, không chút sợ hãi. Đùng đoàng đoàng. Vô số phù chú ngưng tụ sấm sét đan xen trong hư không, không ngờ lại ngưng tụ thành một cây roi sấm sét cực lớn, hung hăng bổ về phía thần anh của Ngô Bình. Đoàng. Tia sét đầu tiên, tất cả các lớp phòng thủ của Ngô Bình đã bị phá vỡ, thần anh của anh gần như bị xé làm đôi. Ngô Bình lập tức dùng ấn huyền vũ, một lớp áo giáp xuất hiện. Cây roi sấm sét đánh vào áo giáp khiến những tia sáng bắn tung tóe khắp nơi, nhưng áo giáp không bị hư hại chút nào. Nhìn cây roi do sấm sét ngưng tụ mà thành, trong đầu Ngô Bình hiện ra công pháp của thần lực kinh tầng thứ 5. Lúc này, chỉ cần kết hợp với ý nghĩa của sấm sét, mượn thêm lực bổ trợ của sấm sét là lập tức có thể đột phá tầng thứ 5. Ngô Bình lập tức thi triển công pháp, roi sấm sét lại đánh tới. Một nửa kiếp lực bị anh hấp thu, luyện hóa rồi đưa vào kiếm hoàn. Sau khi bị roi quất 9 lần, kiếm hoàn đã hấp thụ đủ kiếp lực. Kiếm hoàn của anh rung lên và một đạo kiếm quang lao về phía những đám mây đen như một tia chớp. Đạo kiếm quang này dường như có sức mạnh khai thiên lập địa. Trong nháy mắt, nó đã khoét một lỗ lớn trên mây, trực tiếp kết thúc tầng thứ 4 của lôi kiếp. Tuy nhiên, lôi kiếp nhanh chóng tập hợp lại. Trên bầu trời, hư ảnh của một con quái vật hỗn mang khổng lồ xuất hiện. Mỗi lần móng vuốt khổng lồ của nó vung lên là một cơn bão sấm sét lao về phía Ngô Bình. Chỉ sau một đòn của quái thú, ấn huyền vũ đã đầy vết nứt. Tiếp đó, con thú khổng lồ lại tiếp tục dương nanh múa vuốt. Ngô Bình lại phóng ra một đạo kiếm quang, đó là thức mạnh nhất của hỏa thần lôi. Kiếm quang va chạm với cơn bão sấm sét, thế nhưng,
kiếm quang nhanh chóng bị thổi bay và thần anh của anh bị một cú đánh rơi xuống mặt biển, bốc khói xèo xèo. Ngô Bình vẫn không chút nao núng, anh giơ tay phóng ra một đạo kiếm quang khác, giao chiến với con quái thú. Sau khi chiến đấu được 15 phút, Ngô Bình đã bị đánh cho thê thảm, toàn thân đầy vết sẹo, thần anh cũng bị đánh đến nỗi sắp tiêu tán đến nơi. Nhưng đến lúc này, tầng thứ 5 của lôi kiếp vẫn chưa kết thúc. Cô gái không khỏi lo lắng, anh ta có vẻ đã chịu đựng tới cực hạn rồi, chỉ e là không thể tiếp tục chịu đựng tầng 5 lôi kiếp. Lão Quy, cô quá coi thường cậu ta rồi, tên nhóc này còn có một lá bài nữa chưa tung ra. Cô gái ngạc nhiên thốt lên, anh ta vẫn còn một lá bài nữa. Lão Quy, nguyên thần của cậu ta tu luyện phỏng theo hư ảnh của đế, là nguyên thần cường đại của đế vương. Một khi nguyên thần của cậu ta được phóng thích nguyên hình, uy lực sẽ mạnh hơn hiện giờ gấp 10 lần. Lúc này, lôi kiếp càng ngày càng điên cuồng, mây đen cuồn cuộn. Hàng nghìn con ác thú ẩn hiện trên không trung, con nào con nấy đều tỏa ra khí tức đáng sợ. Chúng thi nhau lao về phía thần anh của Ngô Bình, muốn tiêu diệt tận gốc thần anh của anh. Ngô Bình ngửa mặt lên trời, hét lên một tiếng. Thần anh biến thành một quả cầu lửa cực lớn, phát ra thần quang ba màu. Từ quả cầu lửa vươn ra vô số ngọn xúc tu, xuyên ra khắp vũ trụ. Đây là thần anh đế do nguyên thần đế biến thành, cũng là nguyên thần vô thượng mà Ngô Bình đã luyện hóa trong lò luyện hạo thiên. Đoàng! Xúc tu hất nhẹ một cái, một con ác thú bị đánh tan. Chưa hết, xúc tu còn hấp thu năng lượng của con ác thú, dung nạp vào trong nguyên thần. Đoàng 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 đoàng! Hàng ngàn con ác thú khổng lồ lần lượt bị nổ tung, rồi bị thần anh đế của Ngô Bình hấp thụ. Thần anh đế của Ngô Bình mặc dù mạnh nhưng lại phát triển chậm. Bởi vì nó quá mạnh và cần một lượng lớn năng lượng để phát triển thêm dù chỉ một chút. Giờ đây, những con quái thú khổng lồ kia lần lượt trở thành con mồi béo bở cho thần anh đế. Thần anh đế lúc này bắt đầu lớn lên nhanh chóng. Ba đạo cấm chế bên trong thần anh lúc này đều phát sáng, năng lượng hấp thu không ngừng được rót vào bên trong. Khi con quái thú cuối cùng bị nổ tung, hỗn độn lôi kiếp cuối cùng cũng kết thúc, những đám mây biến mất và bầu trời lại hửng sáng. Thần anh đế tựa hồ còn chưa ăn no, nhưng lúc này chẳng còn gì để ăn nữa. Nó lập tức trở lại hình dạng giống hệt Ngô Bình như bình thường. Khi thần anh trở về, Ngô Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Lôi kiếp lần hai này cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này, Ngô Bình chợt giật mình nhớ ra một chuyện, anh lẩm bẩm, phía trên vùng biển phía đông có một bí cảnh, mình từng cùng cao thủ nước Mễ giao đấu vì nó. Không biết giờ nó đã được mở ra chưa? Nghĩ đến điều này, anh dùng thần niệm, lướt đi trên mặt biển. Lão Quy và cô gái giật mình, đột nhiên bị thần lực mạnh mẽ bao phủ khiến họ không thể động đậy. Ngô Bình phát hiện ra một cô gái trẻ đang đứng trên lưng một con rùa khổng lồ, cô ấy dường như đang quan sát anh. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, anh tiến lên một bước, trong nháy mắt đã bước đến ngay trước mặt cô gái. Bốn mắt chạm nhau, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái hơi ửng hồng, cô cúi đầu thật sâu, hân hạnh được gặp anh. Ngô Bình, cô gái, sao cô lại lênh đênh trên biển như vậy? Cô gái chớp hàng mi dài nói, nhà tôi cách đây không xa, vừa rồi tôi cảm giác được có người sắp trải qua lôi kiếp nên đã gọi Lão Quy tới xem xét tình hình. Ngô Bình thầm nghĩ hóa ra các người tới đây xem náo nhiệt, anh hỏi, xin hỏi, có phải gần đây có một bí cảnh mới được mở ra hay không? Nghe nói đến bí cảnh, con rùa khổng lồ nói, cậu đang nói đến, bí cảnh Huyễn Hải, sao? Ngô Bình, ồ. Bí cảnh Huyễn Hải, nó ở gần đây sao? Con rùa khổng lồ nói, lối vào bí cảnh Huyễn Hải nằm trong huyễn cảnh của mỗi người, rất khó để vào bên trong. Có điều, cho dù có vào được trong Huyễn Hải thì nó cũng chỉ là một huyễn cảnh, sau khi ra ngoài sẽ không có gì thay đổi cả. Thậm chí còn có nguy cơ mắc kẹt trong đó mãi mãi. Ngô Bình, nếu đã là huyễn cảnh thì sao còn được gọi là bí cảnh, còn có biết bao người cố gắng tranh đoạt. Lão Quy, đó là bởi vì bí cảnh Huyễn Hải còn đang lưu giữ một lượng lớn sức mạnh và ý chí tinh thần thất lạc của những kẻ mạnh, nếu tìm được ý chí này thì sẽ có được truyền thừa của chủ nhân ý chí đó. Ngô Bình, hóa ra là như vậy. Ngô Bình còn đang nóng lòng chờ Đường Tử Di sinh con nên đương nhiên không có thời gian đi tìm Huyễn Hải, cho nên anh lập tức từ bỏ ý định. Sau vài lời khách sáo, anh từ biệt cô gái và con rùa rồi rời đi. Ngô Bình biến thành tia chớp và biến mất trên bầu trời. Cô gái nói, tôi quên hỏi tên anh ta. Lão Quy, không cần hỏi đâu, xem ra thiên tài như vậy toàn bộ hạ giới cũng không nhiều, hỏi một chút là có thể biết cậu ta là ai.
Ngô Bình bay thẳng về nhà của mình, khi bay ngang qua gần đảo Lý, anh nhân tiện đáp xuống đảo phân phát một số tài liệu học tập và đan dược để người nhà họ Lý có điều kiện tu luyện tốt hơn. Lâm Thích Quân và Chu Chân Nhi vẫn ở trên đảo, và họ rõ ràng không có ý định rời đi. Bây giờ, danh hiệu đệ nhất thiên tài của học phủ truyền kỳ do Ngô Bình mở đã được truyền bá rộng rãi. Các diễn đàn và cổng thông tin lớn trên mạng tiên đều là tin tức liên quan đến Ngô Bình, họ có muốn không biết cũng khó. Lâm Tích Quân và Chu Chân Nhi cũng được Ngô Bình tặng cho đan dược. Họ tiến bộ rất nhanh, đạt được những bước đột phá mới trên con đường tu luyện. Ngô Bình ở lại đảo 2 ngày để dạy hai cô gái tập luyện. Đến ngày thứ 3, Ngô Bình đột nhiên nhận được tin nhắn từ chú hai Lý Đông Hưng. Ông ấy nói đã có chuyện xảy ra ở Vân Đông, Lý Hoàng Đào vừa bị người ta hành hung. Ngô Bình vội vã đến Vân Đông. Vì nước Long đã dần thiết lập lại trật tự, hơn nữa nhà họ Lý có một lượng lớn tài sản ở Vân Đông nên mấy ngày trước Lý Đông Hưng liền trở về Vân Đông quản lý gia sản. Thân phận của Lý Huyền Bình bây giờ là đệ tử tinh anh của Thái Thanh Kiếm Tông, địa vị của anh vẫn ở trên nhiều môn phái lớn trên giang hồ. Vì vậy, các thế lực đều không dám khiêu khích nhà họ Lý, vậy ai dám đánh Lý Hoàng Đào? Vân Đông lúc đầu cách đó không xa. Nhưng hiện tại các không gian gấp khúc đều đã được mở ra nên khoảng cách giữa hai nơi trở nên vô cùng xa xôi. May mắn thay, khả năng dịch chuyển của Ngô Bình cực kỳ nhanh nên trong thoáng chốc anh đã xuất hiện trên bầu trời Vân Đông. Vân Đông ngày nay, phần phía đông là một bán đảo dài và hẹp nhô ra biển. Nơi này không nằm trong phạm vi của vùng biển phía đông mà là vùng biển phía nam. Bán đảo dài và hẹp này rộng 1.000 km và dài 7.000 km. Vị trí nối giữa nó với đại lục chính là khu vực mà Vân Đông ban đầu tọa lạc. Những hòn đảo dài và hẹp này trước đây không có người ở, chỉ có những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn và một số loài động vật hoang dã cư trú. Vân Đông, nhà họ Lý. Trong dinh thự nhà họ Lý, Lý Đông Hưng đang nóng lòng chờ đợi Ngô Bình xuất hiện. Lý Hoàng Đào lúc này đang nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, răng nghiến chặt. Một tia chớp giáng xuống, Ngô Bình xuất hiện. Anh liếc nhìn Lý Hoàng Đào. Hỏi, chú hai, Hoàng Đào có chuyện gì sao? Nhìn thấy Ngô Bình, Lý Đông Hưng thở phào nhẹ nhõm, đáp, nó chạy ra ngoài đọ dầu có với người ta, kết quả bị đánh ra nông nỗi này. Tiểu Bình, nó không bị thương nặng phải không? Ngô Bình đi tới ấn vài cái vào người cậu ta, một luồng năng lượng ấm áp được đưa vào cơ thể Lý Hoàng Đào khiến cậu ta tỉnh dậy một cách đầy thư thái. Tỉnh lại mấy giây, cậu ta đột nhiên ngồi dậy, hô to, lên đi, có gan thì đấu tiếp. Sau đó, khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cậu ta không khỏi xấu hổ, hỏi anh, bố, em làm sao về được đến nhà vậy? Lý Đông Hưng tức giận nói, thằng khốn kiếp, mày bị người ta đánh đến ngất xỉu mà còn không biết. Lý Hoàng Đào sắc mặt khó coi, mẹ kiếp, tên khốn kiếp đó, hắn lại dám hại con, chuyện này chưa xong đâu. Ngô Bình mỉm cười với Lý Đông Hưng, chú hai, chú đi làm việc của chú đi, chuyện này cháu sẽ lo. Lý Đông Hưng hung dữ chừng mắt nhìn đứa con trai bất hảo rồi giận dữ bỏ đi. Lý Hoàng Đào xoa lông mày, nói, anh ơi, sao anh lại ở đây? Ngô Bình cười lạnh một tiếng, tôi không tới thì cậu còn đang bất tỉnh nhân sự. Lý Hoàng Đào nghiến răng, tên khốn kiếp đó. Ngô Bình hỏi cậu ta, chuyện gì, nói tôi nghe đi. Lý Hoàng Đào không giấu giếm mà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra vì thân phận của Lý Huyền Bình mà gia tộc họ Lý có thể được coi là một thế lực rất mạnh ở Vân Đông. Lý Hoàng Đào vốn đã có tính cách khá kiêu ngạo, sau khi cùng bố trở về Vân Đông, cậu ta tiếp tục làm cậu hai của nhà họ Lý. Đêm qua, Lý Hoàng Đào đã đến quán ba đặt một gian phòng và mời tất cả những người đẹp đến uống. Lúc này, một người gọi là cậu chủ bảo không nể mặt cậu ta, cũng nói sẽ mời toàn bộ mỹ nữ đi uống rượu. Hai người vì lý do đó mà đối đầu với nhau. Lý Hoàng Đào liền lệnh cho quản gia phân phát tiền cho tất cả mọi người trong quán ba, mỗi người mấy chục nghìn long tệ. Trong quán ba có mấy trăm người nên tổng cộng tốn mấy chục triệu long tệ. Ai ngờ cậu chủ bảo kia cũng không phải dạng vừa, cho mỗi người 100.000 tệ. Lúc này, Lý Hoàng Đào vô cùng tức giận, cầm chai rượu đập vào đầu đối thủ. Cậu ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, chỉ nhớ khi tỉnh dậy thì nhìn thấy Ngô Bình. Ngô Bình tát vào đầu Lý Hoàng Đào khiến cậu ta đau đớn kêu lên, anh ơi, sao anh lại đánh em? Ngô Bình đáp, ai cho cậu lá gan đi khắp nơi làm loạn? Nếu như tên đó có gan giết người thì giờ cậu đã ngủ với run rồi. Lý Hoàng Đào không phục anh, ở Vân Đông,
ai dám động đến nhà chúng ta kia chứ? Ngô Bình lại tát thêm cái nữa, bệnh sĩ chết trước bệnh tim đó, cậu không hiểu đạo lý này sao? Lý Hoàng Đào, đừng đánh nữa, em sẽ không làm thế nữa. Ngô Bình lúc này mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện, giờ mà ở đây vẫn có quán ba sao? Lý Hoàng Đào cười đáp, anh vẫn chưa biết phải không? Ngoại trừ việc một số tu sĩ xuất hiện thì Vân Đông không có gì thay đổi so với trước đây, mọi thứ đều như xưa. Ngô Bình kinh ngạc, ồ, không thay đổi sao? Lý Hoàng Đào gật đầu, anh, chỉ bằng em dẫn anh đi ra ngoài dạo một vòng, anh cứ đi rồi sẽ biết. Ngô Bình, được, chúng ta đi dạo một vòng xem. Rất hiếm khi Ngô Bình đến Vân Đông, vì vậy hai anh em đã lái xe qua các con phố của Nam Đô. Trên đường có rất nhiều người, đi lại như mắc cửi khiến Ngô Bình tìm lại ký ức năm xưa. Lâu lắm không ngồi ô tô, Ngô Bình hỏi, ai là Tổng Đô Đốc ở đây? Lý Hoàng Đào, hai tỉnh Vân Đông và Vân Tây, cùng với một số lượng lớn đất đai mới xuất hiện, được gọi chung là Nam Việt. Vân Đông hiện là quận Vân Đông, Thái Thú là Lâm Triều Tiên. Tổng Đô Đốc của Nam Việt là Trương Bá Dương. Ngô Bình hỏi, việc duy trì hiện trạng ở Vân Đông có phải ý của Thái Thú hoặc Tổng Đô Đốc không? Lý Hoàng Đào, là Lâm Triều Tiên, người này khá thú vị. Cậu ta trạc tuổi em, bọn em là bạn học ở trường mẫu giáo, cậu ta cũng là người Vân Đông. Ngô Bình, thảo nào. Lý Hoàng Đào, anh ơi, em dẫn anh đi gặp Lâm Triều Tiên nhé. Ngô Bình, bỏ đi, tôi đâu có quen cậu ta. Lý Hoàng Đào cười nói, anh đừng giận em nhé. Không phải em kiêu ngạo nhưng nhà họ Lý chúng ta quả thực rất giỏi, vì sao phải khiêm tốn kia chứ? Ngô Bình liếc cậu ta một cái, hỏi, vậy cậu thấy giỏi chỗ nào? Lý Hoàng Đào, anh, đầu tiên, hiện tại anh đã là đại sư luyện đan năm sao tím đúng không? Địa vị như vậy, đừng nói là toàn bộ Nam Việt, toàn bộ nước Long có thể tìm được người thứ hai sao? Ngô Bình, còn nữa không? Lý Hoàng Đào cười nói, anh là đệ tử ưu tú của Thái Thanh Kiếm Tông, sư tôn là Phiêu Miểu Đạo Quân, vậy mà không lợi hại sao? Còn nữa, anh còn là võ vương truyền kỳ 9 sao, đệ tử đứng đầu của Thiên Đạo Môn và là đệ tử số 1 trong bài kiểm tra của học phủ truyền kỳ. Chưa hết, anh còn là thủ lĩnh của cấm quân. Nếu em lấy ra bất kỳ danh tính nào trong số này của anh cũng đủ dọa cho tên khốn đó tè ra quần. Ngô Bình đáp, những điều cậu nói thuộc về ba danh tính khác nhau của tôi, người ngoài không biết về chúng. Lý Hoàng Đào cười nói, chỉ cần em biết là được, nắm chắc phần thắng trong tay nên chẳng có gì phải sợ. Ngô Bình, sau này hãy sống khiêm tốn cho tôi. Nếu cậu cư xử tốt, tôi sẽ giúp cậu tu luyện thành một đại cao thủ. Lý Hoàng Đào lập tức tấp xe vào ven đường, kích động nói, anh à, thật sao? Ngô Bình, đương nhiên là thật. Nhìn thấy con phố mua sắm náo nhiệt trước mặt, Ngô Bình bảo Lý Hoàng Đào tìm chỗ đỗ xe rồi cả hai xuống xe đi dạo phố. Lâm Triều Tiên rất quan tâm đến việc quản lý ở đây, về cơ bản vẫn duy trì được trạng thái ban đầu của Vân Đông. Cuộc sống của người dân cũng không bị xáo trộn nhiều. Trong lúc đi dạo phố, Ngô Bình đột nhiên nghĩ đến khu vui chơi trẻ em của Trần Hiểu Đồng, anh cũng không biết giờ cô ấy sống thế nào. Nghĩ đến đây, anh bảo Lý Hoàng Đào quay về trước rồi vội vã đến khu vui chơi trẻ em. Khu vui chơi trẻ em do Trần Hiểu Đồng thành lập, thu nhận những đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi. Ngô Bình cũng đã nhiều lần chữa bệnh cho các em nhỏ ở đây để các em có được cuộc sống như những đứa trẻ bình thường. Khi anh đến khu vui chơi trẻ em, cảnh tượng bên dưới khiến mặt anh biến sắc. Sau đó, anh nổi cơn thịnh nộ đến nỗi tóc tai dựng đứng cả lên. Ngô Bình nhìn thấy một dấu tay khổng lồ in lên nơi trước đây từng là khu vui chơi trẻ em. Bên dưới toàn là đất đá nát vụn, mặt đất trồi sụt không đều, tất cả các công trình xung quanh cũng bị sập. Không cần đoán cũng biết, có một tu sĩ trong lúc sử dụng bàn tay pháp lực đã vô ý đánh vào nơi này, khiến cho toàn bộ khu vui chơi trẻ em khi xưa biến thành cát bụi. Những đứa trẻ ở đây ngây thơ biết bao, cô gái tốt bụng Trần Hiểu Đồng cũng thật bất hạnh biết bao. Thật đáng chết. Làng vàng ở đây làm gì? Đột nhiên có người bay tới, mắng hỏi Ngô Bình. Ngô Bình nhìn đối phương, lạnh lùng nói, đi ngang qua. Người đàn ông chỉ vào hình bàn tay bên dưới và nói, dấu bàn tay này là do Âu Dương Thường, niềm kiêu hãnh của Nam Việt chúng ta để lại. Nơi này hiện đã được địa phương chỉ định là di tích trọng điểm cần bảo vệ. Âu Dương Thường nhất định sẽ là một nhân vật vĩ đại trong tương lai. Dấu tay này trong tương lai nhất định sẽ rất có ý nghĩa. Ngô Bình, Âu Dương Thường này là ai?
Người đàn ông cười nói, không biết cậu Âu Dương sao? Cậu Âu Dương là thiên tài của dòng họ Âu Dương, còn dòng họ Âu Dương hiện tại là đệ nhất gia tộc tu luyện ở Nam Việt. Ngô Bình, lúc hắn in dấu tay này lên, ở khu vui chơi trẻ em bên dưới còn ai sống sót không? Người kia đáp, lúc đó, bọn trẻ đã ra ngoài chơi, chỉ còn lại một số người sức khỏe yếu và một số y tá. Tuy nhiên, rất nhiều người đã thiệt mạng, sau khi đếm lại, có vẻ như có 19 người lớn và 23 đứa trẻ. Nhưng nếu có thể chết dưới tay cậu Âu Dương thì cũng là một vinh hạnh. Ngô Bình vặn lại, thật sao? Vậy tôi đánh chết anh thì liệu anh có thấy vinh hạnh không? Người kia nhíu mày, tu vi của anh ta cũng không yếu, là địa tiên cảnh giới thần hóa. Anh ta lạnh lùng nói, cậu dám nói chuyện như vậy với tôi? Đoàng! Ngô Bình xuất quyền, sấm sét cuồn cuộn đánh cho người kia bay ra xa. Anh ta rơi xuống rồi thổ huyết. Vẻ mặt của người đàn ông lập tức thay đổi. Anh ta cầu xin, đừng giết tôi. Ngô Bình, Âu Dương thường đang ở đâu? Người đàn ông đáp, tôi sẽ nói, cậu Âu Dương hiện tại đang đi thăm phủ thái thú để bàn bạc chuyện quan trọng. Ngô Bình phớt lờ anh ta, thả thần niệm ra tìm kiếm vị trí của Trần Hiểu Đông. Nếu bọn trẻ ra ngoài, có lẽ cô ấy sẽ đi theo, vì vậy cô ấy có cơ may sống sót. Ngay sau đó, anh phát hiện ra vị trí của Trần Hiểu Đông. Trong một căn nhà bỏ hoang, Trần Hiểu Đông và lũ trẻ đang ăn cơm. Thức ăn tuy đơn giản nhưng vẫn khá phong phú. Có điều, lũ trẻ ăn mặc rách rưới, hình như lâu lắm rồi chúng chưa thay quần áo mới. Ngô Bình bất ngờ đáp xuống khiến Trần Hiểu Đông sững sờ khi nhìn thấy anh. Gặp được anh, cô đột nhiên bật khóc. Ngô Bình khẽ thở dài, đi tới ôm cô, không sao rồi. Trần Hiểu Đông nép vào lòng anh và khóc rất lâu. Khi bình tĩnh lại, cô ấy lau nước mắt và nói, em đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Ngô Bình, người không sao là tốt rồi, nơi này không ở được, anh sẽ sắp xếp cho em chỗ ở mới. Anh liên lạc với Lý Đông Hưng và nhờ ông ấy cử xe tới đưa Trần Hiểu Đông và lũ trẻ đến nhà họ Lý trước rồi thu xếp sau. Sau khi Lý Đông Hưng cùng người của mình đến, Ngô Bình hỏi, chú hai, chú có biết dòng họ Âu Dương ở Nam Việt không? Lý Đông Hưng, gia tộc Âu Dương rất mạnh. Có một đám cao thủ, trong đó có người còn là giáo viên của học viện võ đạo. Đúng rồi, Âu Dương Thường cũng gia nhập học phủ truyền kỳ. Còn có một người nữa rất lợi hại tên là Âu Dương Long Tôn. Cậu ta là đệ tử của Thiên Đạo Môn, Âu Dương Thánh Hoàng và Âu Dương Trích Tinh cũng đều đang thăng tiến nhanh chóng. Bây giờ có tin đồn rằng gia tộc Âu Dương này còn mạnh hơn nhà họ Lý chúng ta nhiều. Ngô Bình nhướng mày, Âu Dương Thánh Hoàng vẫn chưa chết. Lý Đông Hưng. Nghe nói hắn mất tích một thời gian, nhưng rồi nửa tháng trước đột nhiên trở về, tu vi tăng vọt, hiện tại đã là địa tiên bất tử. Ngô Bình hờ hững nói, cũng hay, vậy chuyện cũ chuyện mới giải quyết một lần cho xong. Thực ra trong lòng anh cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao gia tộc Âu Dương này lại sản sinh ra nhiều nhân tài như vậy, người sau lại còn giỏi hơn người trước? Sau khi đích thân đưa bọn trẻ đến nhà họ Lý, Ngô Bình đến thẳng phủ thái thú. Trước phủ thái thú Vân Đông, một tia sét giáng xuống. Người gác cổng thấy nhân vật vừa đến không phải dạng vừa nên vội vàng hỏi, xin hỏi, tiên sinh tìm ai? Ngô Bình hờ hững đáp, Vân Đông Lý Huyền Bình tới gặp thái thú Lâm. Người gác cửa vội vàng đi bẩm báo. Một lát sau, một người thanh niên bước ra, từ xa đã chắp tay, cười nói, cậu chủ Lý. Tôi nghe danh đã lâu. Lý Huyền Bình trước mặt anh ta là một đệ tử tinh anh của Thái Thanh Kiếm Tông. Anh có tiền đồ rộng mở, so với một thái thú nhỏ bé thì địa vị của Ngô Bình cao hơn nhiều. Ngô Bình đáp lễ, thái thú Lâm, tôi đã nghe nói cậu quản lý nơi này rất tốt. Tôi thay mặt người dân Vân Đông cảm ơn cậu. Lâm Triều Tiên cười ha ha, đáp cậu chủ Lý quá khen rồi, mời vào trong phủ nói chuyện. Ngô Bình được mời vào phòng khách, lúc này trong phòng khách còn có mấy người trẻ tuổi, đều có khí phách phi phàm. Có vẻ như Lâm Triều Tiên đang bận tiếp một đoàn khách khác. Lâm Triều Tiên mỉm cười và nói với mọi người, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là cậu chủ Lý Huyền Bình. Anh ấy là tông chủ Lý Môn, cũng là đệ tử tinh anh của Thái Thanh Kiếm Tông, tiền đồ tương lai vô cùng rộng mở. Những người kia sau khi nghe xong cũng không lấy làm sửng sốt, bởi vì thân phận của bọn họ cũng không đơn giản. Bọn họ không phải người của Thiên Đạo Môn thì cũng là người của học phủ truyền kỳ, thân phận cũng không thua gì Ngô Bình. Thái Thanh Tiên Giáo tôi đã từng nghe qua. Một người thanh niên mặc đồ trắng hờ hững nói, hàng trăm năm nay đã sa sút rồi, chẳng có nổi một nhân tài.
Một vị tu sĩ áo vàng khác tiếp lời, đúng là vậy. Nếu đại thế giới Thái Thanh không phải là một trong bảy đại thế giới nòng cốt của tiên giới thì e là đã bị thế lực lớn hơn nuốt chửng rồi. Ngô Bình lướt nhìn hai người, nói, hình như hai vị rất hiểu về đại thế giới Thái Thanh. Người đàn ông mặc kình trang thản nhiên nói, cũng không hiểu lắm, nhưng mọi người đều hiểu được ít nhiều về các thế lực lớn. Lâm Triều Tiên cười nói, cậu Lý, đây là đệ tử của học phủ truyền kỳ, ba Vũ Hùng. Trong lần kiểm tra đầu vào này, cậu ba xếp thứ 794, đây là một thành tích rất cao. Người mặc kình trang tỏ vẻ kiêu ngạo, đúng là trở thành đệ tử của học phủ truyền kỳ khó hơn trở thành đệ tử của các môn phái lớn nhiều, điều này cũng cho thấy hắn rất giỏi giang. Ngô Bình, thì ra là người của học phủ truyền kỳ. Trùng hợp quá, tôi có một tiểu đệ kết nghĩa, tên là Ngô Bình, anh biết nó không? Ba Vũ Hùng kinh ngạc, Ngô Bình. Sau đó vẻ mặt hắn ta trở nên quái lạ, Ngô Bình là tiểu đệ của anh à? Ngô Bình, thực lực tiểu đệ này của tôi cũng tạm. Lần trước nó lấy được thân phận võ vương truyền kỳ 9 sao thì tới khoe khoang với tôi, kết quả bị tôi đánh cho ba phát đã nằm đo đất rồi. Ba Vũ Hùng cười khẩy, anh đánh ba chiêu đã khiến Ngô Bình bò dưới đất á? Anh nghĩ bọn tôi sẽ tin à? Ngô Bình lấy ra huy hiệu học phủ truyền kỳ kia, nói, đây là thứ nó đưa cho tôi, nói bao giờ nó đánh thắng tôi thì sẽ lấy lại. Huy hiệu là thứ không thể làm giả được, ba Vũ Hùng cực kỳ kinh ngạc, hắn ta lại quan sát đánh giá Ngô Bình lại một lần nữa, anh đánh bại được Ngô Bình, lẽ nào anh là võ vương chí tôn à? Bấy giờ Ngô Bình lại lấy huy hiệu đại sư luyện đan 5 sao tím của mình ra, tôi không có hứng thú với đánh đấm, chỉ thích luyện đan. Nhìn thấy huy hiệu này, tất cả mọi người đều tỏ ra kính trọng. Đại sư luyện đan 5 sao tím hơn xa bọn họ, thậm chí mấy nhân vật đỉnh cấp của học phủ truyền kỳ cũng chưa chắc đã bằng địa vị tôn quý này của anh. Ba Vũ Hùng vội vã chắp tay, Lý đan sư, hân hạnh quá. Vừa nãy tôi không biết trời cao đất dày, đắc tội rồi. Bây giờ hắn ta không hề nghi ngờ việc Ngô Bình là tiểu đệ của anh nữa. Trước mặt đại sư luyện đan 5 sao tím, thiên tài đến cỡ nào cũng phải là tiểu đệ. Ngô Bình thản nhiên nói, không có gì. Anh hỏi, ai là Âu Dương Thường? Một tu sĩ với thân hình cao giáo, mặc trường bào, nhíu mày hỏi, Lý đan sư tìm tôi à? Ngô Bình nói, anh chính là Âu Dương Thường đấy à? Trưởng ấn ở khu vui chơi trẻ em, là anh để lại đấy à? Âu Dương Thường gật đầu, đúng là của tôi. Hôm đó, tôi truy sát một tu sĩ tà đạo, đánh trưởng từ trên không giết chết nó. Nhưng dư lực của trưởng ấn đánh xuống mặt đất, nghiền nát vài căn nhà. Vẻ mặt Ngô Bình lạnh lùng, trong những căn nhà ấy có 42 con người đang sống sờ sờ, 19 người lớn và 23 đứa trẻ đều chết trong tay anh. Âu Dương Thường hơi cau mày, đó chỉ là sai lầm ngoài ý muốn. Lý đan sư tìm tôi hỏi tội đấy sao? Ngô Bình lạnh lùng nói, anh theo tôi tới đống hoang tàn để tế bái trước những linh hồn vô tội đã mất, sau đó dùng cái chết để đền tội. Âu Dương Thường nổi giận, Lý đan sư. Dù anh có là đại sư luyện đan 5 sao tím thì cũng không thể ức hiếp người quá đáng như vậy. Không phải ai cũng có thể chèn ép được nhà họ Âu Dương tôi đâu. Tu vi của hắn không thấp, phóng thích ra khí tức khiếp người. Sau đó, Ngô Bình bóp lấy cổ hắn, sức mạnh khủng bố toát ra ngoài khiến Âu Dương Thường không thể động đậy được. Ngô Bình xách hắn lên như xách một con gà con. Mọi người đều hoảng hốt, Lâm Triều Tiên cả kinh, vội hỏi, cậu Lý, cậu thế này là... Ngô Bình, Lâm Thái Thú, chuyện này không liên quan tới ông, tạm biệt. Một đạo lôi quang lóe lên, Ngô Bình đã biến mất. Những người còn lại bàng hoàng nhìn nhau, ba Vũ Hùng tái mét mặt mày nói, xem ra Lý đan sư không nói dối, thực lực của anh ấy khủng bố thật, Âu Dương Thường lại không có chút sức chống đỡ nào trong tay anh ấy. Sắc mặt Lâm Triều Tiên thì thay đổi liên tục, sắp lớn chuyện rồi, chúng ta phải tới đó ngay. Trước đống đổ nát của khu vui chơi, Ngô Bình xách Âu Dương Thường xuất hiện, vứt hắn lên đất, lệnh cho hắn quỳ xuống. Âu Dương Thường vừa cả kinh vừa tức giận, hắn bị ấn quỳ trên đất, gào lên, Lý Huyền Bình, nhà họ Âu Dương của tôi sẽ không tha cho anh đâu. Ngô Bình vô cảm, lại. Âu Dương Thường mất khống chế đối với cơ thể, dập đầu liên tục. Sau khi hắn lại chín cái, một thanh trường kiếm được ngưng tụ bằng kiếm khí xuất hiện trong tay Ngô Bình. Xin hãy dừng tay. Một vài người bất thình lình xuất hiện. Ngô Bình nhìn thì thấy có vài người quen, Âu Dương Tốn, Âu Dương Thánh Hoàng, Âu Dương Trích Tinh, Âu Dương Ngọc và hai người anh không quen.
thì ra sau khi Âu Dương Thường bị bắt đi thì đã có người âm thầm thông báo cho nhà họ Âu Dương. Nhà họ Âu Dương cả kinh, lập tức phái những cường giả mạnh nhất đi cứu. Bọn họ vừa tới đã thấy Ngô Bình cầm kiếm, định chém Âu Dương Thường. Người lên tiếng là Âu Dương Ngọc, hắn ta cao giọng nói, anh phải nghĩ cho kỹ, nếu giết người nhà họ Âu Dương tôi thì nhà tôi sẽ không tha cho anh đâu. Ngô Bình đặt kiếm lên cổ Âu Dương Thường, lạnh nhạt nói, Âu Dương Thường giết 42 mạng người vô tội, tội đáng chém. Một kẻ hừ lạnh, mày là cái thá gì mà dám định tội người nhà họ Âu Dương? Người này phất tay lên, bốn đạo bùa chú bay ra, chú lực xoắn nhau bay về phía Ngô Bình. Bốn đạo bùa chú này cực kỳ lợi hại, có thể vây giết được cả tu sĩ chân tiên. Ngô Bình không thèm nhìn, phất tay một cái, bốn đạo bùa chú đều nổ tung, hóa thành lửa rồi lụi tàn. Sau đó anh búng tay, một sợi sấm sét kinh người lóe lên, kẻ vừa dùng bùa chú kia lập tức hóa thành tro bụi, đến cọng lông cũng không còn. Cậu! Âu Dương Tốn vừa kinh ngạc vừa tức giận, người bị giết là một thiên tài của nhà họ Âu Dương. Âu Dương Tuyệt, gã từng gia nhập thần chú môn, nhưng sau này thần chú môn bị diệt nên trở về nhà họ Âu Dương tu luyện. Quá ngông cuồng! Âu Dương Thánh Hoàng kia phất tay, không trung xuất hiện hàng nghìn cái đầu lâu, mỗi đầu lâu đều phát ra những tiếng niệm chú. Âu Dương Thánh Hoàng không chết ở quỷ môn quan, ngược lại tu vi còn tăng đáng kể, và học được một môn tà pháp. Tu vi của hắn cũng đã đạt tới cảnh giới hư tiên, thực lực hơn xa trước đây. Thiên tà sát chú, chết cho tao, ánh mắt hắn dữ dằn, triển khai đòn giết người mạnh nhất của mình. Ngô Bình chỉ liếc hắn một cái, chết. Một đạo kiếm quang tỏa sáng như nhật nguyệt, chớp mắt đã chém nổ hết tất cả đầu lâu, cuối cùng giết luôn Âu Dương Thánh Hoàng. Bây giờ Âu Dương Ngọc đã nhìn rõ được tình thế, lập tức nói, xin anh dừng tay. Có gì từ từ nói. Ngô Bình nhìn Âu Dương Thường đang ngơ ngác vì khiếp sợ, hỏi anh còn gì muốn nói không? Âu Dương Thường gào lên, chẳng qua chỉ chết vài người thường thôi mà, trước mặt chúng tôi, bọn họ chỉ như con sâu cái kiến, sao anh lại ra mặt thay bọn họ? Ngô Bình thờ ơ nói, vì trong mắt tôi, anh chỉ là một tên cầm thú, còn bọn họ là những con người đang sống sờ sờ. Dứt lời, kiếm quang lóe lên, đầu Âu Dương Thường rơi xuống đất. Vị thiên tài của học phủ truyền kỳ này chết không nhắm mắt. Âu Dương Tốn vật vờ ngồi bệt xuống đất, khóc ròng. Nhà họ Âu Dương một mạch chết liền ba thiên tài, không còn cách nào trở mình được nữa. Đám người Lâm Triều Tiên cũng đã tới nơi, nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc không thôi. Bây giờ bọn họ mới hoàn toàn hiểu Lý Huyền Bình không hề bốc phét. Thực lực khủng khiếp cỡ này. E là Ngô Bình kia thật sự là tiểu đệ của anh. Ngô Bình nhìn Âu Dương Tốn, lạnh lùng nói, nhà họ Âu Dương các ông hại chết 42 mạng người, tôi vẫn phải tính món nợ này với nhà ông. Âu Dương Tốn nghe chuyện vẫn chưa xong thì mặt mày trắng bệch, run run hỏi cậu muốn thế nào? Ngô Bình vô tình nói, san bằng nhà họ Âu Dương. Âu Dương Tốn nhún cả chân, quỳ trên đất cậu Lý, lúc nào tha cho người ta được thì tha cho người ta một con đường sống. Nhà tôi không hề cố tình làm việc ác, cậu làm thế này quá tuyệt tình. Ngô Bình, dẫn đường, tới nhà họ Âu Dương của ông. Âu Dương Trích Tinh hít sâu một hơi nói, tuy thực lực của anh rất mạnh nhưng nhà họ Âu Dương của chúng tôi cũng không phải là không có chút sức đánh trả nào. Âu Dương Tốn vội quát, im miệng. Ngô Bình nhìn chằm chằm Âu Dương Trích Tinh, ồ, thế anh nói tôi nghe xem, nhà họ Âu Dương của anh có gì mà dám nói vậy với tôi? Âu Dương Trích Tinh bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Âu Dương Tốn, cao giọng nói, nhà họ Âu Dương chúng tôi có thánh nhân chấn giữ, anh bớt hống hách đi. Ngô Bình rất bất ngờ, nhà họ Âu Dương của anh có thánh nhân à? Âu Dương Tốn thấy Âu Dương Trích Tinh đã nói ra rồi nên chỉ bèn đáp, cậu Lý, nhà họ Âu Dương chúng tôi có một lão tổ, đã đến cảnh giới bán thánh, không phải là thánh nhân thật sự. Ngô Bình, chẳng trách nhà họ Âu Dương lại có nhiều thiên tài đến vậy. Thì ra phía sau có một vị bán thánh. Ha ha, dẫn đường đi, tôi đi gặp vị bán thánh này thử. Mọi người kinh ngạc, đã biết là bán thánh rồi mà anh vẫn dám đi sao? Âu Dương Tốn nhìn Ngô Bình, trong lòng ông ta thầm nghĩ lão tổ là sự tồn tại vô địch, ít nhất thì thực lực cũng hơn xa Ngô Bình. Cậu Lý chắc chắn muốn đi chứ, ông ta hỏi. Ngô Bình, bớt nói nhảm đi, dẫn đường. Bốn người cùng đi về nhà họ Âu Dương. Sau khi bốn người đi, Lâm Triều Tiên thở dài thường thượt, dám đi gặp bán thánh, cậu Lý này còn mạnh hơn so với tưởng tượng của tôi. Ba Vũ Hùng nuốt nước bọt, chúng ta đi xem náo nhiệt không?
Lâm Triều Tiên nói, bọn họ mà ra tay thì trời long đất lở đấy, chúng ta đừng nhúng tay vào thì hơn. Nhưng tôi phải tới phủ Tổng đốc một chuyến, chuyện này lớn, nhất định phải bẩm báo với Tổng đốc. Nhà họ Âu Dương nằm trong lĩnh Nam Vạn Sơn. Chữ lĩnh trong lĩnh Nam là chỉ ngũ đạo sơn lĩnh, sau khi trời đất thay đổi, diện tích khu vực này tăng lên mấy chục nghìn lần, xuất hiện hàng vạn đỉnh núi. Nhà họ Âu Dương tọa lạc trên một đỉnh núi, phong cảnh xung quanh xinh đẹp, núi non đồ sộ, linh khí dồi dào. Trước cửa nhà họ Âu Dương, Ngô Bình vừa tới thì cửa đã tự động mở, một giọng nói già nua vang lên, nhân hoàng ghé thăm, không đón tiếp từ xa, thất lễ rồi. Đám người Âu Dương tốn hoảng hốt, cái gì? Lý Huyền Bình là nhân hoàng sao? Ngô Bình sải bước đi vào, đi thẳng tới sảnh chính. Trong sảnh có một ông lão đang ngồi, râu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt tràn ngập vẻ tang thương. Ngô Bình nhìn ông ấy, cảm giác khí tức của ông ấy đang nằm giữa nhân hoàng và thánh nhân, thế nên anh khom người hành lễ, bái kiến bán thánh. Dù nhà họ Âu Dương thế nào đi chăng nữa thì trước mặt bán thánh của nhân loại, anh buộc phải tỏ ra tôn trọng. Ông lão cười gật đầu, ta đã biết hết chuyện bên ngoài rồi. Tuy đau lòng nhưng cậu làm đúng, ta vẫn luôn bế quan, chưa từng dạy dỗ bọn nó. Hậu quả hôm nay chúng nó nhận lấy cũng nằm trong dự liệu. Ngô Bình, tiền bối là lão tổ của nhà họ Âu Dương sao? Ông lão, ta từng nhận ơn của nhà họ Âu Dương, ta tên là Tằng Tham, không phải là tổ tiên nhà họ Âu Dương. Mấy người Âu Dương tốn cũng quỳ xuống đất, trước mặt bán thánh và nhân hoàng, họ không dám chen lời. Ngô Bình, rất lâu rồi không có thánh nhân hiện thế, bây giờ gặp được thánh nhân, lòng tôi vui mừng lắm. Ông lão, hôm nay, duyên phận giữa ta và nhà họ Âu Dương đã tận. Bảo vệ nhà họ Âu Dương những năm tháng qua cũng xem như là trả hết ơn nghĩa rồi. Ông ấy đứng dậy cười nói, nhân hoàng, chúng ta đến nơi khác nói chuyện. Ngô Bình cười nói, được, nếu bán thánh không chê, chỉ bằng tới nhà tôi hàn huyên. Được, Tằng Tham gật đầu. Hai người hóa thành độn quang bay xa, để lại đám Âu Dương tốn lòng dạ ngổn ngang. Lý Huyền Bình lại là nhân hoàng đấy, sự tồn tại như tam hoàng ngũ đế. Sao Lý Huyền Bình làm được? Ở nhà họ Lý, Tằng Tham được mời vào một căn nhà nhỏ yên tĩnh, Ngô Bình lấy thanh lộ ra thiết đãi. Tằng Tham nhấp một ngụm liền khen, trà ngon. Ngô Bình, tiền bối thích thì tôi tặng ngài một ít. Tằng Tham cười nói, không ngờ thời đại này mà có thể xuất hiện một vị nhân hoàng, đáng mừng. Ngô Bình, tiền bối, ngài có phải là một trong 72 hiền tài học trò của phu tử không ạ? Vị Tằng Tham này là vị tông thánh đứng thứ 2 trong 72 vị hiền tài, địa vị chỉ thua Nhan Hồi mà thôi, là một trong 4 người luôn đi theo bên cạnh phu tử. Tằng Tham, đúng vậy. Ngô Bình, trên sử sách viết rằng 71 tuổi ngài đã về cõi tiên, không ngờ ngài lại tu thánh đạo. Tằng Tham, cũng là cơ duyên trùng hợp. Ngô Bình hỏi, tiền bối đã thế này, thiết nghĩ phu tử đã thành thánh rồi phải không ạ? Không biết bây giờ phu tử đang ở đâu? Tằng Tham, đương nhiên thầy đã thành thánh rồi, đồng thời sở hữu sức mạnh vô thượng, mở ra được một thế giới đại thế giới nho đạo. Những người đắc đạo trong nho giáo bọn ta sẽ đến đại thế giới nho đạo. Ngô Bình, thì ra là vậy. Vì sao tiền bối vẫn còn ở lại đây? Tằng Tham cười nói, vì ta có tâm nguyện chưa hoàn thành nên chưa từng rời khỏi đây. Hàn huyên một hồi, Tằng Tham nói với Ngô Bình rằng phu tử đã vượt qua cảnh giới đại thánh, bước vào lãnh vực mới rồi. Hơn nữa các nhân vật lớn qua nhiều thế hệ trong nho giáo đã đến đại thế giới nho đạo để tiếp tục tu hành. Bên cạnh đó, kiếp trước phu tử đã là đại thánh thượng cổ, khi phu tử chuyển thế thì bản thể của phu tử đã khai mở được đại thế giới nho đạo từ sớm rồi. Ngô Bình nhân cơ hội hỏi, chắc tiền bối đã từng nghe đến sự kiện các thánh thượng cổ tọa thế chứ ạ? Tằng Tham, thầy từng nói với ta chuyện các thánh tọa thế. Các thánh đã có một trận chiến ác liệt với thần ma. Hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, các thánh hầu như tọa thế hết. Ngô Bình nhíu mày, thần ma ạ. Tằng Tham gật đầu, ma tộc và thần tộc là hai thế lực vô cùng hùng mạnh. Hai tộc này là hai đại tộc có thể vượt qua được đại kiếp kỷ nguyên. Nhưng sau khi con người được sinh ra, họ lập tức cảm thấy bị uy hiếp. Nữ oa tạo ra con người, thái cổ chân nhân các đời trước đều mạnh mẽ vô song, bọn họ chém thần giết ma, đánh đâu thắng đó. Sau đó một vài thế lực lớn mạnh bắt tay với thần tộc và ma tộc, hạ lời nguyền với loài người, khiến loài người ngày càng thụt lùi. Nhưng làm vậy lại đẩy con người bước vào con đường tu hành, sinh ra các thánh thượng cổ.
thực lực của các thánh dường như còn mạnh hơn cả thái cổ chân nhân. Điều này khiến thần tộc và ma tộc bất an, thế nên chúng lại bắt tay nhau, một trận đại chiến nổ ra. Trong trận đại chiến thượng cổ đó, thần tộc và ma tộc bị đẩy lùi, nhưng tinh anh của nhân loại dường như đều đã tỏa thế hết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau đó, nhân loại mới bắt đầu tu tiên, tu Phật, tu Nho, tất cả đều vì muốn khôi phục lại thực lực của nhân loại. Cho đến hôm nay, thực lực tổng thể của nhân loại vẫn còn kém thời đại các thánh một khoảng cách nhất định, nhưng xem như cũng không yếu. Ngô Bình, thế nếu nhân loại mạnh hơn chút nữa, thần tộc và ma tộc có ra tay nữa không? Tăng Tham im lặng vài giây rồi đáp, trong trận chiến thượng cổ, hai tộc này cũng tổn thất nặng nề, nhưng chưa thiệt hại đến gốc rễ. Nếu thực lực của nhân loại tiếp tục mạnh thêm, đồng thời lại uy hiếp đến bọn chúng, ta nghĩ hai bên sẽ không tránh khỏi chiến tranh. Ngô Bình trầm tư, chẳng trách hậu thế không có ai thành thánh, xem ra là đã lựa chọn con đường khác. Tăng Tham, đúng vậy, chàng trai, cậu có thể tu luyện đến nhân hoàng, ta rất vui. Có lẽ cậu có thể trở thành biến số của nhân loại trong tương lai, mang đến hy vọng cho nhân loại. Ngô Bình, tiền bối quá khen rồi. Sau đó, Ngô Bình xin Tăng Tham chỉ dạy làm thế nào để trở thành bán thánh. Tăng Tham nói với anh rằng con đường trở thành bán thánh rất gian khổ, đồng thời khuyên anh tốt nhất nên đột phá khi đến cảnh giới đoạt thiên. Nếu vậy, anh sẽ có cơ hội bỏ qua bước bán thánh, trực tiếp trở thành thánh. Cuối cùng, Tăng Tham nói, trở thành thánh có hai con đường, một là thân xác thành thánh, đây là con đường khó nhất, hai là tinh thần thành thánh, ta và phu tử đều đi con đường này. Nhưng dù là thân xác thành thánh hay là tinh thần thành thánh, cuối cùng cũng trăm sông đổ về một biển, kết quả đều như nhau. Hàn huyên với Tăng Tham một hồi, Ngô Bình đã nhận được rất nhiều, anh khom người hành lễ, cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy. Tăng Tham cười nói, chàng trai, ta còn chuyện chưa hoàn thành nên tạm biệt ở đây. Hy vọng lúc chúng ta gặp lại, cậu đã là đại thánh của nhân loại. Sau khi tiễn Tăng Tham đi, Ngô Bình gọi Lý Hoàng Đào tới, mở đường tu hành cho cậu ta đồng thời truyền dạy cho cậu ta cách tu hành. Cuối cùng cho cậu ta uống tam bảo thần đan. Sau đó lại truyền công pháp tu hành mới cho Trần Hiểu Đồng, cũng cho cô ấy uống một viên tam bảo thần đan. Sau khi tìm địa chỉ mới cho khu vui chơi, anh rời khỏi Vân Đông, trở về Hưng Long. Vừa trở về, anh chơi một hồi với Đỉnh Nhi, sau đó thì đi tu luyện thức thứ hai của Thiên Cực Tam Thức, Chư Thiên. Trước đây tu luyện Chư Thiên anh gặp phải khúc mắc, thế nên luyện thần lực kinh đến tầng thứ 5. Bây giờ anh đã có thể khống chế sức mạnh, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thi triển được Chư Thiên này rồi. Một ngày sau, một đạo kiếm khí đáng sợ với khí thế ngút trời bay từ Hưng Long lên trời, một nhát kiếm xuất ra, trời đất thay màu. Đây chính là kiếm chiêu chí mạng mà anh lĩnh ngộ được trong Chư Thiên thức, Thiên Vẫn. Sau đó, anh lại luyện thức thứ 3 của Thiên Cực Tam Thức. Thức đầu tiên là Hoan Không, thức thứ 2 là Chư Thiên, thức thứ 3 là Kiếp Diệt. Mất 7 ngày anh mới tu luyện được Kiếp Diệt, lại thêm 3 ngày để lĩnh ngộ ra kiếm chiêu chí mạng, tên là Thiên Kiếp. Đến hôm hoàn toàn luyện thành Thiên Cực Tam Thức, Ngô Bình mới được xem như là đã lĩnh ngộ thấu đáo Thiên Cực Tam Thức, thông qua nhiều lần diễn luyện, dần dần tạo ra một môn thần thông kiếm đạo, đặt tên là Tài Quyết. Luyện thành thần thông Tài Quyết, còn vài ngày nữa mới đến ngày Đường Tử Di sinh, anh luôn túc trực bên cạnh cô ấy, dạy cho thai nhi tu hành. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm nay, Đường Tử Di đã thuận lợi sinh ra được một bé gái. Cô nhóc khác hẳn với Đỉnh Nhi vừa mới ra đời không lâu, cô bé cực kỳ xinh đẹp, giống hệt búp bê, vô cùng đáng yêu. Cô bé vừa ra đời đã tự kéo đứt cuống rốn, sau đó ngồi xếp bằng tu hành, trông rất ra dáng. Ngô Bình bế cô bé lên, cười nói, Khả Nhi, gọi bố đi nào. Bố, cô bé gọi thành tiếng khiến mọi người một phen hoảng hốt. Trương Lệ kinh ngạc nói, nhóc con giỏi quá đi mất, vừa ra đời đã biết gọi bố, sau đó bà cưng chiều bế cô bé vào lòng. Nhà họ Lý sinh ra một cặp trai gái, đây là chuyện hết sức vui mừng, Ngô Bình bày rất nhiều bàn tiệc di động ở Hưng Long, chỉ cần là người dân Hưng Long đều có thể tới ăn mừng. Ở nhà với con gần nửa tháng, hai đứa nhóc đều rất nghịch ngợm nên anh chẳng còn thời gian rảnh. Hôm nay bên Thiên Chủ Thanh Tuyết bỗng có động tĩnh, Ngô Bình vội qua xem, liền thấy Thiên Chủ Thanh Tuyết đã thành công khai mở được một điểm thiên tàng. Khí tức của Thiên Chủ Thanh Tuyết bây giờ mạnh mẽ một cách kỳ lạ, khiến người ta kinh ngạc, Ngô Bình cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Cô ta cười nói, Huyền Bình, lợi ích của thiên tàng này không thể nói hết bằng lời,
cảm ơn nhiều. Ngô Bình, khách sáo quá, có phải cô vẫn muốn khai mở điểm thiên tàng thứ ba không? Thiên chủ Thanh Tuyết gật đầu, làm phiền rồi. Thế là giống với lần trước, anh lại giúp cô ta tìm ra điểm thiên tàng thứ ba. Đợi đến lúc Thiên chủ Thanh Tuyết lại bế quan tu luyện, anh tới Long Kinh làm việc. Thân là tổng thủ lĩnh, cứ vắng mặt mãi cũng không được, cách vài hôm anh phải tới một lần. Ở trong kinh ba ngày, cũng xem như là anh đã làm tròn chức trách tổng thủ lĩnh. Sau ba ngày, anh chính thức tới đại thế giới Huyền Hoàng, anh phải vào Huyền Hoàng Hải để lấy truyền thừa. Vào Huyền Hoàng Hải, mục đích là tăng tu vi nhanh hết mức có thể để tới Sơn Doanh Hỗn Mang cứu Lữ Tổ và bố. Huyền Hoàng Môn, Hoàng Đình. Ngô Bình quay về, đến gặp Thượng quan Linh Nhi và Thượng quan Tề Sinh trước để bàn bạc việc vào Huyền Hoàng Hải tu hành. Thượng quan Tề Sinh cười nói, không cần phải vội, bác chuẩn bị giúp cháu trước, mấy ngày nay cháu ở bên cạnh Linh Nhi thêm đi. Bây giờ hai người đã xác thực quan hệ vợ chồng, Ngô Bình cũng hiểu, bố vợ tương lai này muốn hai người có thêm thời gian ở bên nhau. Anh cũng không tiện từ chối nên dứt khoát dẫn Thượng quan Linh Nhi đi du lịch vài ngày ở đại thế giới Huyền Hoàng. Tiện thể nghe ngóng xem tình hình của Thiên Địa Kiếm Tông. Quả nhiên bây giờ Thiên Địa Kiếm Tông đã đổi tông chủ, những người bên phe La Thiên Tướng đều chịu áp bức, thậm chí mấy vị sư huynh của anh cũng đã mất đi chức vị trưởng lão. Anh thầm cảm thán. Đúng là người đi thì trà lạnh. Nhưng anh cũng không thể làm gì được, trừ phi anh có thể cứu La Thiên Tướng ra được, nếu không anh không có sức để thay đổi cục diện này. Qua mấy ngày, Ngô Bình vào Huyền Hoàng Hải. Thượng quan Tề Sinh tiễn anh tới sát biên giới Huyền Hoàng Hải, thận trọng giao bản đồ cho anh. Tiểu Bình, có bản đồ này thì cháu có thể dễ dàng đến Điện Huyền Hoàng. Nhưng không phải ai cũng vào được Điện Huyền Hoàng này, từ xưa đến nay, số người có thể vào Điện lĩnh ngộ chưa đến 100. Dù có vào được Điện Huyền Hoàng cũng chưa chắc đã nhận được sự công nhận của Huyền Hoàng Đạo Tổ. Thế nên, nếu cháu thu hoạch được gì thì là chuyện tốt, còn không thu hoạch được cũng đừng nhụt chí, nhất định phải an toàn trở về. Ngô Bình gật đầu, con hiểu rồi. Bác, Linh Nhi, hai người không cần tiễn nữa, đợi tin tốt của con. Dứt lời, anh hóa thành một tia sáng, biến mất trong Huyền Hoàng Hải mênh mông. Huyền Hoàng Hải là một biển mây được khí Huyền Hoàng ngưng tụ thành. Mênh mông vô bờ bến, người đi trong này rất dễ lạc đường. May là Ngô Bình có bản đồ, anh không ngừng xuyên qua những lớp thời không chồng lên nhau, mất hai ngày trời mới tìm được Điện Huyền Hoàng. Không giống với tưởng tượng của anh, Điện Huyền Hoàng cực kỳ hùng vĩ, cửa điện cao đến mấy nghìn dặm, rộng 100.000 dặm. Anh đứng trước một cây cột trước cửa, thấy nó như cây cột chống trời còn mình chỉ là một con kiến. Chính giữa là hai cánh cửa khổng lồ, với thân hình nhỏ như hạt cát của anh. Muốn mở cánh cửa này là cực kỳ khó. Anh nghe Thượng quan Tề Sinh nói, tất cả những tu sĩ từng vào Điện Huyền Hoàng trước đây đều lách vào từ khe cửa bên dưới. Dù sao trước cánh cửa khổng lồ này, con người chỉ nhỏ như một con kiến. Con kiến có thể bò qua khe cửa nhà con người, thì con người đương nhiên cũng có thể lách qua được khe hở của cánh cửa khổng lồ này. Ngô Bình đứng trước cửa nhìn, anh không muốn chui qua khe cửa. Lần này anh đến đây là để lấy truyền thừa. Nếu không mở cửa được thì làm sao lấy được truyền thừa? Nếu phải chui qua khe cửa, anh thấy quay đầu bỏ đi thì hơn, truyền thừa này không lấy cũng được. Anh đứng bất động, thần anh xông ra ngoài, sau đó một tiếng sét đánh cực lớn vang lên, thần anh cao lớn đến 3.000 mét. Hơn nữa, dù đã trở nên khổng lồ như vậy, thần anh của anh vẫn rất rắn chắc, quanh thân tỏa sáng, phù văn lấp lánh, tráng lệ, toát ra uy thế vô địch. Thần anh giơ hai tay ra, cố gắng đẩy cửa. Sau đó thì nghe ầm ầm, cửa lớn đã được mở. Lần đầu tiên cửa lớn được mở toang, vì cao đến 3.000 mét nên anh có thể nhìn rõ có 5 bảo vật đang treo lơ lửng giữa không trung. 5 bảo vật này lần lượt là một quyển sách cổ được ngưng tụ từ khí Huyền Hoàng, một thanh cự kiếm màu đen tuyền, một chiếc áo giáp màu vàng nhạt, một bảo tháp 9 tầng, một lá bùa khổng lồ dài cả nghìn dặm. Chỉ có người đẩy được cửa đi vào mới thấy được 5 món bảo vật này. Người vào từ khe cửa hoặc lách người vào khi cửa chưa hoàn toàn mở hết thì sẽ không thấy được 5 món chí bảo này. Ngoài ra, nếu Ngô Bình vẫn nhỏ bé như lúc nãy thì anh cũng không thể nào nhìn thấy chúng nó được, vì chúng nó nằm ở một vị trí rất kỳ quái, chỉ khi nhìn từ trên xuống mới thấy được. Đương nhiên, người bình thường dù có đáp ứng được tất cả những điều kiện trên thì cũng chỉ có thể lờ mờ thấy được đồ vật mà không thể nhìn thấy rõ ràng như Ngô Bình được. Dù sao bọn họ cũng không sở hữu năng lực nhìn thấu vạn vật như Ngô Bình. Lúc nhìn thấy quyển sách cổ,
Ngô Bình bỗng thấy thân thuộc, có một nguồn năng lượng trong cơ thể anh dục dịch động đậy, chịu sự vẫy gọi của cuốn sách cổ. Tay anh vươn về phía sách cổ, phá vỡ hết tất cả ngăn cách để lấy quyển sách. Sách cổ hóa thành khí huyền hoàng, chui vào giữa trán anh. Chớp mắt, một thông tin vừa cổ xưa vừa quen thuộc xuất hiện trong đầu anh. Thiên địa huyền hoàng quyết. Nhận được thông tin trong sách, Ngô Bình vô cùng ngỡ ngàng. Thì ra truyền thừa anh lấy được trong ngọc bội khi xưa chính là bản rút gọn của thiên địa huyền hoàng quyết. Chúng ta có duyên thật đấy, anh khẽ cười, huyền hoàng công pháp anh tu luyện đầu tiên tự động vận chuyển trong cơ thể. Anh ngồi xếp bằng giữa hư không, vận chuyển lực huyền hoàng. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, anh đã bổ sung đầy đủ thiên địa huyền hoàng quyết, từ đó tạo ra được lực huyền hoàng thâm hậu. Có được điều này là vì trước đây anh đã xây dựng nền tảng vững chắc, nếu không có sự dày công tu luyện trước đây, anh phải bỏ ra ít nhất nửa năm mới có được thành tựu như bây giờ. Luyện thành lực huyền hoàng, Ngô Bình cũng hiểu được nó là gì. Lực huyền hoàng giống với lực thiên nguyên, đều là một loại năng lượng mạnh mẽ mà sau khi đạo tổ khai mở đại đạo có được. Chỉ là, so với truyền thừa của thiên nguyên đạo tổ, truyền thừa của huyền hoàng đạo tổ được hệ thống hơn, thuộc về đạo thống hoàn chỉnh. Tạo ra được lực huyền hoàng, anh giơ tay ra đã nắm được thanh cự kiếm màu đen tuyền kia. Sức mạnh khủng khiếp trong cự kiếm chấn động, anh tài nào nắm vững. Mãi cho đến khi lực huyền hoàng truyền vào trong nó, thanh kiếm này mới chịu yên lặng, trong thanh kiếm có một tia ý chí đang giao tiếp với anh, đồng thời chẳng mấy chốc đã thuần phục trước anh. Nắm cự kiếm trong tay, Ngô Bình dung kiếm, lực huyền hoàng xung quanh cuồn cuộn kéo đến, bị cự kiếm hút sạch. Thanh kiếm này tên là Huyền Thiên, là thanh kiếm thần hồn. Huyền hoàng thật ra là một danh xưng khác của hỗn mang, huyền là sắc trời, hoàng là màu đất, huyền hoàng đại diện cho trời và đất, tinh thần và vật chất, âm và dương. Thế nên, kiếm Huyền Thiên này sở hữu sức sát thương kinh người, thích hợp để thần anh dùng. Cất kiếm, anh lại lấy tấm áo giáp kia. Áo giáp cũng rất nhanh đã bị anh thu phục, nó tên là giáp hoàng đế, có thể bảo vệ thân xác bất diệt, lực phòng ngự nghịch thiên. Có được một kiếm một giáp, Ngô Bình tiếp tục giơ tay lấy bảo tháp 9 tầng, bảo tháp này vù một tiếng đã tự động bay tới, rơi vào tay anh. Tháp này tên là bảo tháp huyền hoàng, uy lực khủng khiếp, có thể trấn áp kẻ địch. Thi triển tháp này sẽ hút kẻ địch vào trong thế giới huyền hoàng bên trong tháp, đồng thời bày bố sát trận, có thể chém giết hoặc trấn áp, cực kỳ hữu ích. Cuối cùng là lá bùa khổng lồ kia. Lá bùa này không phải là vũ khí mà là truyền thừa của huyền hoàng đạo tổ để lại. Lúc anh cầm được lá bùa bỗng bốc cháy, đồng thời trong thức hải của anh cũng xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc cổ bào có hai màu vàng và đen. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, giảng huyền hoàng đại đạo cho anh nghe, ngôn từ tinh tế ý nghĩa sâu xa, từng chữ đều kinh động đất trời, hướng về đại đạo. Bấy giờ Ngô Bình mới hiểu rõ truyền thừa của huyền môn chẳng qua chỉ là thứ người đời sau lĩnh ngộ ra từ vài đoạn kinh văn trong này, còn chưa bằng hạt cát trong sa mạc nữa. Y thuật của Hoàng Đình cũng vậy, nó chỉ là thứ được sinh ra từ một đoạn nội dung trong này, hệt như ếch ngồi đáy giếng, vô cùng tầm thường. Khả năng lĩnh ngộ của Ngô Bình vô cùng siêu việt, nhưng nhất thời cũng không thể hoàn toàn thấu hiểu. Dù vậy, anh cũng thu hoạch được cực kỳ nhiều. Anh ngồi xếp bằng trong điện huyền hoàng. Vận chuyển thiên địa huyền hoàng quyết, khí huyền hoàng xung quanh ảo ạt tập trung lại sau đó được anh hấp thu hết. Không biết qua bao lâu, cuối cùng thần anh của anh đã hấp thu no nê, khí huyền hoàng dung nhập vào thần anh. Khí huyền hoàng này rất nặng, một sợi khí huyền hoàng đã nặng 1000 cân. Thần anh của anh đã hấp thu một lượng lớn khí huyền hoàng khiến trọng lượng của thần anh nặng hơn cả một tinh cầu lớn. Cơ thể anh cũng hấp thu khí huyền hoàng, biển khí ở đan điền tràn ngập khí huyền hoàng, hóa thành biển huyền hoàng. Vốn dĩ đan điền của anh có lực thiên nguyên mạnh mẽ, lực thiên nguyên từng tái tạo đạo cơ lại cho anh. Nhưng lúc này, nguồn sức mạnh của hai vị đạo tổ gặp nhau, lại không phục nhau, lập tức bắt đầu tranh đấu. Nhưng lực huyền hoàng dồi dào không hết, lại cộng thêm huyền hoàng có tính dung nhập, cuối cùng thiên nguyên cũng chịu thua, đạo cơ thay đổi lấy lực huyền hoàng làm chủ. Hấp thu khí huyền hoàng, thân thể Ngô Bình cũng trở nên rất nặng, toàn thân dồi dào sức mạnh khủng bố. Nhất cử nhất động dường như đều có thể hủy thiên diệt địa. Lực huyền hoàng này quá khủng bố, chớp mắt đã tháo bỏ rất nhiều xiềng xích của cơ thể và tinh thần, thiên phú của Ngô Bình không ngừng được phóng thích ra ngoài, càng lúc càng mạnh mẽ. Lúc xiềng xích được phá bỏ đến một số lượng nhất định, anh cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi cực lớn, anh lờ mờ thấy như mình sắp đột phá.
có thể đột phá lên tổ huyết của thiên huyết kinh rồi, nghĩ vậy, anh lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Thiên huyết kinh lần lượt từ nguyên huyết, linh huyết, chân huyết, vương huyết, hoàng huyết, thánh huyết, tổ huyết, thiên huyết, 8 cấp độ. Bây giờ nhờ sự trợ giúp của lực huyền hoàng, thánh huyết mà anh ngưng tụ được trước đây sắp đột phá thành tổ huyết rồi. Tổ huyết, nói trắng ra chính là máu của thủy tổ nhân loại, có được tổ huyết có nghĩa là thể chất của anh đã một phần nào đó đạt cấp độ thái cổ chân nhân rồi. Ngày thứ 7, luyện thành tổ huyết, nhưng tổ huyết của Ngô Bình có mang theo một chút lực huyền hoàng, nó ngấm vào từng tế bào, bồi dưỡng toàn thân. Tổ huyết vừa được hình thành, phía trên không điện huyền hoàng bỗng mây dông kéo tới, lần lôi kiếp thứ 3, bất ngờ ập đến. Mây dông đầy trời, đánh ra sấm sét có hai màu đen trắng, tên là vô vọng thiên lôi, có thể hủy diệt mọi thứ, hết sức khủng khiếp. Ngô Bình cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó, lập tức giơ hai tay ra chộp, khí huyền hoàng vô cùng vô tận xung quanh lập tức đổ dồn về phía anh, hóa thành một bàn tay huyền hoàng khổng lồ, vỗ lên thiên lôi. Bàn tay huyền hoàng bị đánh nát, toàn thân Ngô Bình tê dần, sắc mặt u ám. Rầm, lại một tia sét nữa đánh xuống. Lần này là thiên lôi ba màu, loại thiên lôi ba màu này không tồn tại ở thế gian, người trần mắt thịt không thể nhìn thấy được. Chỉ có khả năng nhìn thấu vạn vật của Ngô Bình mới có thể phát hiện, đồng thời thấy được nó. Tháp huyền hoàng. Anh tung bảo tháp huyền hoàng ra, nó biến hóa cao lên hàng tỷ dặm, chống đỡ thiên lôi ba màu kia. Một đạo thiên lôi đánh xuống, bảo tháp huyền hoàng chỉ hơi rung lên một chút. Ngay lúc anh tưởng rằng bảo tháp huyền hoàng có thể đỡ được thiên lôi thì dưới chân bỗng có một tia sét xuyên từ dưới đất lên, đánh mạnh vào người anh. Ngô Bình bị đánh bay mấy trăm dặm, nếu không nhờ giáp hoàng đế bảo vệ thì tia sét này có thể bổ đôi anh ra đấy. Anh hít vào một hơi, kêu lên, lợi hại. Sau đó, thiên lôi năm màu lại kéo tới, uy lực mạnh thêm ba phần. Anh bất giác thấy tê cả da đầu, kiếm huyền thiên vung lên, khí huyền hoàng cuộn trào. Hóa thành một vòng lốc xoáy khổng lồ đánh về phía thiên lôi năm màu kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, lốc xoáy tan rã, sấm sét đánh xuống bảo tháp huyền hoàng, bảo tháp bị đánh bay, tia lửa điện còn sót lại vẫn đánh lên người anh. Giáp hoàng đế bị vỡ mất một mảnh, da của anh bị chóc một mảng, vùng xương cốt dưới da bị đánh gãy. Ngô Bình vẫn chưa kịp trị thương, thiên lôi bảy màu đã đánh xuống. Anh hoảng hốt, vội vã trốn vào bảo tháp huyền hoàng. Sấm sét đánh thẳng xuống đỉnh của bảo tháp này cũng không thể nào ngăn cản được, thiên lôi bảy màu đánh vào trong thế giới huyền hoàng bên trong bảo tháp. Giáp huyền hoàng vỡ nát thành vô số mảnh, anh cũng bị đánh đến máu thịt be bét, xương gãy gân đứt, người không ra người. Thần anh càng thảm, mình mẩy đầy thương tích, chỗ nào cũng bốc khói đen, đau đến nỗi thần anh phải rên hừ hừ. Thế này là không muốn mình sống nữa đây mà, Ngô Bình than thở. Điên cuồng vận chuyển để nhanh chóng hồi phục thương thế. Nhưng lôi kiếp không đợi người, đạo thiên lôi chín màu cuối cùng đánh xuống, bảo tháp huyền hoàng xuất hiện vết nứt, thần anh của Ngô Bình bị đánh tan thành mây khói, cơ thể cũng cháy khét, tan rã. Cuối cùng thì thiên kiếp vô vọng cũng đã kết thúc, mây tan, sấm dừng, bảo tháp huyền hoàng từ từ rơi xuống giữa đại điện. Trong bảo tháp, khí huyền hoàng dần tụ lại rồi ngưng tụ thành hình dáng của Ngô Bình, đấy là thần anh của anh. Thì ra đây là thiên kiếp cuối cùng, phải hủy diệt hoàn toàn rồi để anh hồi sinh trở lại, từ đó tôi luyện thần anh đến mức tốt nhất. Thần anh xuất hiện trở lại, Ngô Bình cảm thấy sức mạnh của mình càng thuần khiết và lớn mạnh hơn nữa còn mang theo một thứ uy lực rất lớn, là thiên uy. Anh bây giờ đã thành công vượt qua 3 lần thiên kiếp, trở thành con cưng của trời, tức là người được trời cao chọn lựa. Thần anh xuất hiện trở lại, cơ thể cháy đen cũng từ từ khôi phục. Mấy tiếng sau anh đã lấy lại được cơ thể hoàn chỉnh và mạnh mẽ hơn nhiều. Thần anh bay lên cao, phá tan rào chắn của đại thế giới huyền hoàng, tiến vào vũ trụ bao la. Thần anh của anh chịu 3 lần lôi kiếp đã đạt đến cảnh giới viên mãn, lúc này anh sắp tiến vào cảnh giới tiếp theo, đó là cảnh giới thần hóa. Thần hóa là chỉ biến hóa thần thông, nhưng nhiều tu sĩ lại không hiểu ý nghĩa của nó, tưởng rằng tu luyện được vài phép thần thông, hiểu được vài chiêu nhỏ nhặt thì đã thần hóa rồi. Thần hóa thật sự là phải ngưng tụ dương thần. Lúc này, thần anh của Ngô Bình đang biến đổi, bên ngoài thần anh từ từ xuất hiện một lớp lửa sáng, ngọn lửa đó có thể thiêu trụi vạn vật và cũng đang thiêu đốt thần anh. Ngô Bình không hề đau đớn mà ngược lại vô cùng thoải mái, thần anh của anh đang bốc cháy. Sau khi trải qua 3 lần lôi kiếp,
ngọn lửa này đối với thần anh mà nói chỉ dễ chịu như tắm nước nóng mà thôi. Ngọn lửa này được gọi là Thiên Dương Chân Hỏa, sự xuất hiện của nó cho thấy Ngô Bình đã thật sự bước vào cảnh giới thần hóa, có được dương thần. Thiên Dương Chân Hỏa tái tạo và rèn luyện xương cốt, gân thịt trong thần anh, khắc lên phù văn cũng như thần cấm, từ đó khiến dương thần của anh trở thành người nắm giữ sinh mệnh. Từ đó về sau, dương thần mới là thứ quan trọng nhất với sự sống của anh, còn thân xác thì chỉ là phụ, có hay không cũng không quan trọng. Thiên Dương Chân Hỏa nhanh chóng khắc kiếm đạo thần thông mà Ngô Bình vừa tu luyện lên thần anh, biến nó thành thần thông bản mệnh của anh. Cái hay của thần thông bản mệnh là sức mạnh vốn có của thần thông sẽ tăng thêm sức mạnh cho dương thần, trở thành một phần của sức mạnh sinh mệnh của dương thần. Sau này, khi anh khắc được càng nhiều thần thông, dương thần sẽ càng mạnh. Ngô Bình khắc xong một loại thần thông thì lập tức rời khỏi điện Huyền Hoàng, quay về Huyền Hoàng Môn. Ở Hoàng Đình, lúc Ngô Bình gặp lại Thượng Quan Tề Sinh thì Thượng Quan Tề Sinh đã là một cái xác nằm trong quan tài. Thượng Quan Linh Nhi ở trước quan tài, khóc lóc đau khổ, không biết đã ngất đi bao nhiêu lần. Ngô Bình giật mình, vội vã hỏi, Linh Nhi, đã có chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Linh Nhi lao vào lòng anh, khóc lóc, nói, Huyền Bình, là Mạc Liên Phong, ông ta đã gài bẫy hại chết cha em. Ngô Bình nói với ánh mắt sắc lạnh, Linh Nhi, em từ từ nói cho anh biết, anh sẽ báo thù cho cha. Thượng Quan Linh Nhi từ từ kể lại, từ sau khi Thượng Quan Tề Sinh trở thành cốt cán và chủ nhân của Hoàng Đình thì Mạc Liên Phong đã liên tục giở trò. 3 ngày trước, hai người họ đã cãi nhau một trận lớn, thậm chí chuyện này còn làm kinh động đến Hiên Viên Tịch Cổ, khó khăn lắm mới yên ắng xuống. Nhưng chính vào hôm đó, Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn sai người đến, mời cha đến xem bệnh. Cha thân là chủ nhân Hoàng Đình, đương nhiên không thể chối từ, lập tức đến chẩn bệnh. Nhưng ngày hôm sau em lại nhận được tin Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn nói cha cố tình hại ông ta tổn hao tu vi trong khi điều trị, vì vậy đã giết chết cha trong lúc tức giận. Ngô Bình lại hỏi, ánh mắt lạnh lùng, Linh Nhi, em chắc chắn chuyện này có liên quan đến Mạc Liên Phong chứ? Thượng Quan Linh Nhi vừa khóc vừa nói, Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn có quan hệ thân thuộc với ông ta, hai bên là thông gia, nếu nói chuyện này không liên quan đến ông ta thì đánh chết em cũng không tin. Ngô Bình ôm lấy cô ấy, dịu dàng an ủi, Linh Nhi hãy bớt đau buồn, anh nhất định sẽ báo mối thù của cha. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc, Mạc Liên Phong thì còn đỡ, nhưng thực lực của Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn thì lại quá đáng sợ, bây giờ anh chưa phải là đối thủ của ông ta. Tạm thời em hãy theo anh rời khỏi đây, đợi anh ngưng tụ thêm ít thần thông vượt được Long Môn thì nhất định sẽ cùng em trả thù. Thượng Quan Linh Nhi gật đầu, Huyền Bình, nhưng bây giờ sản nghiệp của cha đã bị Mạc Liên Phong chiếm đoạt rồi, vậy thì lợi cho ông ta quá. Ngô Bình cười lạnh lùng, cho ông ta hết đi, sau này anh sẽ bắt ông ta đền lại gấp trăm lần. Lúc này, trời đất bỗng tối sầm lại, một luồng sát khí đáng sợ bao trùm lấy hai người họ, người làm ở xung quanh đều kinh hãi. Cơ thể như bị luồng sức mạnh nào đó xé toạc, nát tan thành nhiều mảnh, xác nằm la liệt chỉ trong vài giây. Thượng Quan Linh Nhi giật mình, không hay rồi, là sát trận huyền thiên, nhất định là Mạc Liên Phong bắt tay với người của Huyền Môn ra tay. Ngô Bình ôm chặt lấy Thượng Quan Linh Nhi, mặt không cảm xúc, một tia chớp lóe qua, nhẹ nhàng xé tan sát trận huyền thiên, họ biến thành một luồng sáng, rời khỏi đại thế giới huyền hoàng. Bên ngoài, Mạc Liên Phong và chủ nhân Huyền Môn nhìn thấy tia chớp vụt đi thì đều giật mình. Chủ nhân Huyền Môn cũng là một người trung niên, tóc màu xanh, ông ta kinh ngạc, nói, không thể nào, đến cả Đại La Kim Tiên mà sát trận liên hoàn 9 khóa huyền thiên của tôi cũng có thể giết chết, sao cậu ta có thể chạy thoát? Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Ông ta nào có biết Ngô Bình có được chân truyền từ đạo tổ Huyền Hoàng? Còn sát trận của Huyền Môn chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong truyền thừa mà Ngô Bình có được mà thôi, không thể nào so sánh với nhau được. Đối với Ngô Bình mà nói, sát trận liên hoàn 9 khóa huyền thiên của ông ta chỉ là trò trẻ con, sao có thể bắt được anh? Ngô Bình và Thượng Quan Linh Nhi rời khỏi đại thế giới huyền hoàng, đến Hưng Long. Trương Lệ thấy có người mới đến nhà thì vội hỏi gốc gác, Ngô Bình kể hết sự thật cho bà ấy nghe, Trương Lệ thương xót cho cô ấy, không ngừng an ủi. Sau khi sắp xếp cho Thượng Quan Linh Nhi xong, Ngô Bình không nguôi được cơn giận nên tiếp tục khắc thần thông. Lần này anh khắc thần thông đại vận mệnh thuật. Lúc khắc thần thông này cần tiêu tốn rất nhiều khí vận, may mà anh có thiên vận châu, có thể không ngừng lấy khí vận thiên địa bên trong, dùng nó để khắc đại vận mệnh thuật. Anh mất nửa tháng mới khắc ra được cấm chế của đại vận mệnh thuật,
khắc sâu trong dương thần. Sau khi đại vận mệnh thuật trở thành thần thông bản mệnh thì Ngô Bình phát hiện khí vận của mình mạnh hơn cả trăm lần, đến cả uy lực của đại vận mệnh thuật của mạnh hơn rất nhiều. Anh vừa xuất quan thì đã nghe nói Thiên Chủ Thanh Tuyết lại đột phá nên đến chúc mừng cô ta. Thiên Chủ Thanh Tuyết đã khởi động 3 chỗ nhân tàng, 3 chỗ bí tàng, 1 chỗ thiên tàng, tổng cộng 7 chỗ thần tàng, thành tích đó thật sự rất hiếm có. Huyền Bình, chúc mừng cậu ngưng tụ được dương thần của cậu đáng sợ thật, lợi hại hơn tôi ngày xưa gấp trăm lần. Lúc Thiên Chủ Thanh Tuyết nhìn thấu được tu vi của Ngô Bình thì không kiềm được mà thốt lên. Ngô Bình, tôi vượt qua 3 thiên kiếp, suýt chút bỏ mạng. Thiên Chủ Thanh Tuyết mỉm cười, nói, hèn gì cậu lợi hại đến thế, thì ra là người được trời chọn. Ngô Bình, cô cũng không tồi, thất bí thần tàng. Sắp tới cần tôi giúp đỡ không? Thiên Chủ Thanh Tuyết lắc đầu, không thể quá tham lam, nếu không thì sẽ bị trời đố kỵ. Nếu tôi có số đó thì sau này sẽ còn khởi động được thần tàng, nếu không có thì tôi cũng không cưỡng cầu. Ngô Bình gật đầu, được, nghe cô vậy. Thiên Chủ Thanh Tuyết, Huyền Bình, cậu định lúc nào vượt Long Môn? Ngô Bình nói, đợi tôi luyện được Thiên Cực Kiếm Kinh đến tầng 10, Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết đến cảnh giới tương đương rồi đột phá cũng chưa muộn. Thiên Chủ Thanh Tuyết gật đầu, cậu rất bình tĩnh, tôi không có gì phải lo lắng cả. Hy vọng tu vi của cậu có thể vượt được tôi, như thế thì tôi có chỗ dựa rồi. Thiên Chủ Thanh Tuyết, có điều, bây giờ tôi rất muốn biết cậu có thể đứng nhất ở chân nhân cảnh không? Cô ta đang nói đến sách Thiên Kiêu, trong đó có bảng xếp hạng các Thiên Kiêu theo cấp bậc từ trước đến nay, là trước Ngô Bình vào top 10 của bảng Nhân Hoàng, top 5 của bảng Nguyên Thần. Ngô Bình cũng rất tò mò, thế là anh lấy sách Thiên Kiêu ra, bắt đầu kiểm tra thực lực. Sức mạnh kỳ diệu quét qua cơ thể anh, hai bảng xếp hạng xuất hiện, gồm bảng Nhân Hoàng và bảng Thần Anh. Rõ ràng là bảo sách Thiên Kiêu này nghĩ âm thần cũng là một trạng thái của Thần Anh. Nhìn thấy danh sách bảng xếp hạng, Thiên Chủ Thanh Tuyết mỉm cười, lợi hại, thế mà đứng thứ hai bảng Thần Anh. Thứ ba bảng Nhân Hoàng. Ngô Bình nhìn chằm chằm người đứng thứ nhất bảng Thần Anh, người này tên là Đại Nghệ, là một đại năng thời xưa. Đại Nghệ mạnh thế sao? Tôi đã thế này rồi mà vẫn không so được với người ta à? Thiên Chủ Thanh Tuyết cười nói, tất nhiên cậu không thể so được với anh ta rồi, anh ta là hậu duệ của thần và người, không phải là tộc người thực sự. Hơn nữa khi anh ta được kiểm tra, cảnh giới thật khác với cái này, vì các tầng tu luyện của thần và người có sự khác biệt. Nếu cậu chỉ đơn thuần tu luyện thần anh ta chắc chắn sẽ không thể so với cậu. Kiểm tra xong, Thiên Chủ Thanh Tuyết đập vào trên bảo sách Thiên Kiêu, dữ liệu bị xóa sạch. Ngô Bình cười nói, hóa ra những dữ liệu này có thể hủy được. Thiên Chủ Thanh Tuyết, thành tích của cậu quá mức đáng sợ, nếu để người khác biết được thì dù lật tìm cả hạ giới cũng sẽ tìm ra cậu. Ngô Bình, cô lo thế cũng đúng. Lúc này anh nghĩ tới Cửu Lôi Tiên Vực, Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn hại chết Thượng Quan Tề Sinh, anh nhất định phải trả được thù này, nhưng nghe nói người này đã luyện hóa cửu bộ thần lôi, bây giờ đang luyện hóa lôi thành, khiến anh khá lo lắng. Nếu ông ta luyện hóa hoàn toàn lôi thành, thực lực sẽ tăng vọt, đến lúc đó càng khó trả thù được. Thanh Tuyết, cô biết gì về Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn? Thanh Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói, người này có tư chất bình thường. Nhưng vận may của ông ta rất tốt. Những năm đầu ông ta chỉ là một nhân vật nhỏ nhưng ông ta vô tình nhận được một pháp chỉ của chủ nhân sấm sét. Dựa vào pháp chỉ kia ông ta liên tục luyện hóa mấy lôi thần. Có sức mạnh của lôi thần dĩ nhiên tu vi của ông ta sẽ không yếu, dần dần đạt đến bán bộ đại la. Hiện giờ ông ta đã nắm chắc được Cửu Lôi Tiên Vực, ngay cả Đại Thiên Tôn cũng phải nhìn ông ta bằng ánh mắt khác. Hiện giờ ông ta đang chế tạo đại trận tuyệt thế, chuẩn bị cho việc luyện hóa lôi thành. Trong lôi thành, có ý chí của chủ nhân sấm sét, một khi luyện hóa nó, ông ta có thể khống chế hoàn toàn Cửu Lôi Tiên Vực. Chủ nhân của sấm sét là sự tồn tại thế nào? Thanh Tuyết, vào thời cổ đại, có một vị tu sĩ đặc biệt vừa sinh ra đã có thể điều khiển sấm sét, sau đó trở thành sự tồn tại cấp đạo tổ, trấn giữ Cửu Lôi Tiên Vực. Người này mạnh đến mức thậm chí còn có thể triệu tập cửu bộ thần lôi, trở thành nô lệ của ông ta, sau đó ông ta thậm chí còn đánh ra lôi thành. Rốt cuộc lôi thành là gì? Có phải chỉ đơn thuần là một thành phố không? Thanh Tuyết, lôi thành là một pháp khí, ban đầu chủ nhân của sấm sét sử dụng nó để giết một đạo tổ. Tuy nhiên, nghe nói lôi thành chỉ là trạng thái sơ cấp của pháp khí này, nó còn có một trạng thái cao cấp, chỉ có chủ nhân của sấm sét mới có thể thi triển nó.
Ngô Bình suy ngẫm một lúc rồi nói, tôi định đến Cửu Lôi Tiên vực một chuyến để dò thám tình hình. Thiên chủ Thanh Tuyết, cậu cứ vậy mà đi rất dễ bị lộ. Dù sao thiên tài như cậu có hào quang quá chói, đến đâu cũng không thể giấu được. Nói rồi, cô ta lấy một da mặt ra, bề ngoài da mặt dày đặc phù văn. Ngô Bình cười hỏi, đây là gì? Thanh Tuyết, da người Thiên Hoan, là bảo vật của Thiên Hoan đạo quân, sử dụng nó thì dù là đạo quân cũng không nhìn ra được. Ngô Bình hỏi cách sử dụng, anh vừa thúc dục, da người đã bị luyện hóa. Ngay sau đó da người dính chặt vào bề ngoài cơ thể anh, vẻ ngoài của anh lập tức thay đổi. Không chỉ là vẻ ngoài, trạng thái mạng sống, số mệnh, khí chất v.v. mà da người này thể hiện ra ngoài đều là một trạng thái khác. Ngô Bình vui mừng, bảo vật hay đấy, cảm ơn nhé. Thanh Tuyết, tôi khuyên cậu, sau cảnh giới Long Môn thì đừng chậm trễ nữa, với tu vi hiện tại của cậu, trở thành Long Môn không hề khó. Ngô Bình, ừ, sau Long Môn, tôi phải đến núi Hỗn Độn cứu bố trước. Nói chuyện với Thanh Tuyết một lúc, Ngô Bình bèn mở động thiên của Vu Đạo ra. Dược tổ, huyết tổ, phù tổ, động thiên của ba cái này cùng tồn tại, vì chỉ họ phát hiện ba thứ này kết hợp có thể trở thành thái cổ chân nhân thật sự. Trên thực tế, hiện giờ Ngô Bình đã vô cùng gần với mức thái cổ chân nhân năm thế hệ. Bây giờ anh quyết định mở động thiên của Vu Đạo. Sau khi động thiên được mở ra, anh gọi Lý Nguyên Tượng từ điện đường cực võ ra nói, hỉ bảo, theo bố đến một nơi, nơi đó mới hợp với con. Anh không nói nhiều, kéo Lý Nguyên Tượng đi vào Vu Tổ động thiên. Trong Vu Tổ động thiên, bầu trời toàn là màu xanh đen, tia sáng u ám. Anh vừa xuất hiện, một hư ảnh cực lớn xuất hiện giữa không trung. Đây là một ông lão đồ đen, gương mặt đen kịt, nhìn không rõ, chỉ có đôi con ngươi màu đỏ tím nhìn chằm chằm hai người. Đồ đệ, cuối cùng con cũng đến rồi. Thiên huyết kinh của con đã đạt đến cảnh giới tổ huyết chưa? Xem ra ta đã vượt qua lão già thiên huyết rồi. Ngô Bình, tiền bối là Vu Tổ sao? Ông lão, ta là Vu Tổ, con nên gọi ta là sư tôn mới đúng. Ba chúng ta trao đổi tin tức, ta đã mong mỏi con đến từ lâu rồi. Ngô Bình, Lý Huyền Bình chào sư tôn. Vu Tổ, tốt lắm, Vu Đạo chúng ta vẫn luôn bị một tu sĩ tiên đạo đuổi giết, kế tiếp không có người, sự xuất hiện con cho ta nhìn thấy hy vọng. Đứa nhỏ bên cạnh con này có lai lịch gì? Ta cảm nhận được khí tức nó rất thân thiết. Ngô Bình không giấu giếm nói lai lịch của Hỉ Bảo. Vu Tổ thở dài, xem ra nó là Vu Tử rồi. Ngô Bình, Vu Tử. Vu Tổ, năm đó 12 Vu Tổ, 800 Vu Thánh thi triển trận pháp vô song nuôi dưỡng một thai nhi, nó tiếp nhận lời chúc phúc chí tôn của Vu Đạo. Ta cứ rằng Vu Tử đã mất tích rồi, không ngờ được con tìm được, xem ra mọi thứ đều là ý trời. Ngô Bình, Hỉ Bảo là Vu Thể chí tôn nên con dẫn nó vào để tiếp nhận truyền thừa Vu Đạo. Vu Tổ, cũng tốt. Con là đệ tử của ta nên nó xem như là cháu ta. Ha ha, mua một tặng một, ta xem kiếm được hời rồi. Nhưng nó khác con, ta muốn để nó đến chỗ ta tu luyện, con đồng ý chứ? Ngô Bình hỏi Lý Nguyên Tượng, Hỉ Bảo, con đi theo sư tổ tu luyện trở nên mạnh hơn, thế nào? Thật ra Lý Nguyên Tượng không muốn rời xa Ngô Bình, nhưng bây giờ cậu bé dần lớn lên, đã hiểu được sự quan trọng của thực lực. Cậu bé muốn sau này có thể bảo vệ người nhà. Vậy thì phải có thực lực mạnh. Nghĩ thông suốt điều này, cậu bé gật đầu, bố, con muốn đi. Ngô Bình vỗ vai cậu bé, mong con mau chóng vượt qua bố. Một tia sáng màu đen rơi xuống, Lý Nguyên Tượng bay lên cao, sau đó biến mất. Vu Tổ, Huyền Bình, con có biết sự khác biệt giữa Vu và Tiên là ở đâu không? Ngô Bình, xin sư tôn chỉ dạy. Vu Tổ, Tiên sẽ chú trọng đến việc tu luyện của bản thân nhiều hơn. Hơn nữa họ nghiêng về cấp độ tâm linh hơn. Chẳng hạn như bây giờ con đã tu luyện dương thần, thì dương thần là phương thức vận chuyển chính cho mạng sống của con, cơ thể sẽ trở nên ít quan trọng hơn. Ngô Bình, đúng thế sư tôn, bây giờ con cơ bản có thể lược bỏ cơ thể, chủ yếu tu luyện dương thần. Vu Tổ, Phật Đạo càng quá hơn, hoàn toàn chỉ tu luyện về tinh thần. Nhưng Vu Đạo thì khác, Vu Đạo chủ yếu dùng ngoại lực để cường hóa tinh thần và thể xác của mình. Vu Đạo có thể được thánh hóa về thể xác, cũng có thể được thánh hóa về tinh thần, cả hai thứ đều rất mạnh. Hơn nữa, Vu giỏi về việc nương vào các loại năng lượng, thích sử dụng những thứ có sẵn của người khác để biến thành đồ sử dụng cho mình. Điều này dẫn đến việc Vu có đủ tài nguyên để tu luyện nên tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều.
Năm đó nếu không phải do các thế lực lớn cùng nhau chèn ép vu đạo thì bây giờ chắc chắn đã là con đường tu hành chủ đạo. Ngô Bình, Sư Tôn, nếu vu đạo đã mạnh như thế, tại sao lại bị chèn ép đến mức gần như biến mất? Vu Tổ, mọi việc đến một mức giới hạn thì phải có sự chuyển biến ngược lại, chính vì vu đạo quá mạnh mới làm cho tất cả các thế lực cảm thấy bị uy hiếp. Hơn nữa vu có một khuyết điểm chí mạng, vì tiến bộ quá nhanh dẫn đến tồn tại quá nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Cho nên từng có một vài vu tham khảo tu hành tiên đạo cuối cùng vẫn thất bại. Huyền Bình, bây giờ mỗi một bước của con đều đạt tới cực hạn cảnh giới tiên đạo tương ứng, như thế nếu con hỗ trợ cho bí pháp vu môn, chắc chắn sẽ đến cấp bậc tiếp theo. Ngô Bình, Sư Tôn muốn dùng bí pháp vu đạo giúp con. Vu Tổ, đúng thế, con không cần tu luyện tâm pháp vu đạo, cả thiên động này là một trận pháp vu đạo, tác dụng của nó là tăng cao thân thể và dương thần của con. Ghép vào trên người con một ít thần thông vu đạo. Ngô Bình đã hiểu ý của Vu Tổ, Sư Tôn, ý Sư Tôn là con vẫn là nền tảng tiên đạo nhưng ngoài ra vẫn có thêm một vài bản lĩnh của vu đạo. Vu Tổ, đúng thế, cứ như vậy dù ta có tăng thêm bao nhiêu bản lĩnh vu đạo cho con cũng sẽ không xuất hiện vấn đề nền tảng không vững, vì vu đạo chỉ là công cụ hỗ trợ cho con tu hành thôi. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, Sư Tôn, tại sao ngài lại giúp con? Dù sao con cũng không được xem là tu sĩ vu đạo. Vu Tổ, thật ra tuổi thọ Sư Tôn không còn nhiều nữa, ta đã bị truy đuổi nhiều năm, sức sống của ta sắp cạn kiệt. Trước khi ta chết, ta có thể nhận một đệ tử như con, cũng xem như là đời này của ta không vô ích. Chỉ là ta không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, tư chất của Lý Nguyên Tượng rất tốt, ta sẽ cố gắng bồi dưỡng nó. Nhưng vu đạo có chỗ thiếu sót, sau này chắc chắn nó sẽ gặp không ít tai họa. Vẫn phải nhờ con bảo vệ nó để nó có thể tiến xa hơn. Ngô Bình, đây là điều đương nhiên, Hỷ Bảo là con trai của con. Vu Tổ, không nói mấy lời ngoài lề nữa, động thiên này là do các đại tài vu đạo của các thế hệ trước cùng nhau tạo ra, lưu truyền đến tay ta, không biết đã trải qua bao năm rồi. Lý Huyền Bình, con đã sẵn sàng chưa? Ngô Bình, đệ tử đã sẵn sàng. Đại trận vu đạo, mở. Ầm ầm rầm. Trời đất rung chuyển. Đại trận đáng sợ được kích hoạt, một số phù văn thần bí, câu thần chú kỳ lạ, phước lành tối cao và thần thông cực mạnh liên tục được khắc vào trong dương thần, trên cơ thể Ngô Bình qua trận pháp vu đạo. Những thứ này từng thuộc về những tu sĩ vu đạo vô cùng mạnh từ xưa đến nay, nhưng bây giờ chúng đều được Ngô Bình hấp thụ hết thảy và trở thành một phần sức mạnh của anh. Trong quá trình này, Ngô Bình cảm thấy không thoải mái, dương thần và thể xác anh đều phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Nếu không nhờ anh đã trải qua 3 lần lôi kiếp, dương thần và thể xác anh đều đã mạnh hơn nhiều thì căn bản không thể chịu đựng được những truyền thừa vu đạo mạnh thế này. Bề ngoài da của Ngô Bình, trên xương cốt, trên thành mạch máu, thậm chí trên mỗi cọng lông tơ đều xuất hiện phù văn huyền diệu, những thứ này đều là trợ giúp cực cao. Dương thần cũng đang thay đổi, từng cấm chế vu đạo xuất hiện trong dương thần, bên ngoài dương thần cũng xuất hiện từng tầng thần hoàn vu đạo, mỗi thần hoàn đều đại biểu cho một sức mạnh khủng khiếp. Nồi nung chảy võ thuật đang hoạt động hết công suất, lực huyền hoàng, lực thiên nguyên, kiếm lực của Ngô Bình được nhiều sức mạnh hỗ trợ, trở nên mạnh và bí ẩn hơn. Không biết qua bao lâu, đại trận ngừng hoạt động, cả động thiên trở nên tối tăm như thể nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Giọng Vu Tổ vang lên, Huyền Bình, con đã hấp thụ tất cả những gì nên được truyền cho con rồi. Tiếp theo có thể đi đến bước nào thì còn phụ thuộc vào tạo hóa của con. Ngô Bình cúi người, cảm ơn Sư Tôn đã dạy bảo. Vu Tổ, Sư Tôn có mấy kẻ thù lớn, ta sẽ nói tên của chúng cho Nguyên Tượng. Một ngày nào đó, ta mong con có thể giết họ thay Sư Tôn. Ngô Bình, đệ tử nhớ rồi. Được rồi, con có thể đi rồi, sứ mệnh của động thiên này đã xong, nó sắp sụp rồi. Ngô Bình bèn ra khỏi vu đạo động thiên, ngay khi anh ra ngoài, thiên động thu nhỏ lại rồi cuối cùng biến mất trong thời không. Ra đến bên ngoài, anh mới biết mình đã ở vu đạo động thiên 9 ngày. Trong 9 ngày này, cơ thể anh đã thay xương đổi thịt. Ngay khi ra ngoài, anh đến ở bên cạnh vợ và con của mình, Đường Tử Di và Nhậm San San mỗi người bế một đứa trẻ, chơi đùa khắp nơi, anh đã vắng nhà 9 ngày, cũng rất nhớ hai đứa nhỏ. Ở nhà 2 ngày, Đường Tử Di định đến ở với bố mẹ vài ngày, dù sao ông bà ngoại cũng rất nhớ đứa cháu gái này. Thế là Ngô Bình tự mình đưa hai mẹ con đến biệt thự Vân Đỉnh. Đường Tử Yên cũng ở trong nhà, cô bé rất yêu mến đứa cháu gái này, hầu hết thời gian đứa trẻ đều do cô bé bế. Người nhà họ Đường nhờ có đan dược của Ngô Bình mà giờ trông còn rất trẻ,
hiện giờ vợ chồng Đường Minh Huy trông có vẻ mới ngoài 30. Ông cụ nhà họ Đường vốn dĩ đã 80-90 tuổi nhưng giờ nhìn hệt như mới chỉ khoảng 50. Khiến Ngô Bình ngạc nhiên là mẹ vợ thế mà đã có thai được 5 tháng, không lâu sau anh sẽ có thêm một cậu em vợ. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, thể chất của Đường Minh Huy và vợ đã được cải thiện, muốn sinh thêm cũng có thể. Bây giờ đã có con rể tốt như Ngô Bình, gia tộc Hưng Vượng phát đạt, mục tiêu bây giờ của họ là muốn có nhiều con nhiều cháu. Ngô Bình hỏi một chút, Miêu Dục Thái thú thường đến thăm, điều này không chỉ vì Ngô Bình địa vị tổng đốc, mà còn vì anh đã chữa lành những vết thương tiềm ẩn do tu hành để lại của đối phương. Ngoài ra, đảo Kim Long ở Vân Trạch cứ cách 5-3 ngày lại gửi quà vật quá giá về, rõ ràng là muốn lấy lòng nhà họ Đường. Có thể nói nhà họ Đường là gia tộc có địa vị nhất ở khu vực này, không ai dám để chọc vào, thậm chí tổng đốc nơi này còn bảo người gửi thư bày tỏ ý định kết bạn với Đường Minh Huy. Nhưng dù thế Ngô Bình vẫn khá lo lắng nên đã nhờ cùng kỳ đi theo bảo vệ mẹ con Đường Tử Di. Ở lại nhà họ Đường 2 ngày, tiện thể chỉ dạy tu vi cho Đường Tử Di và Đường Tử Yên. Hôm nay Đường Tử Di đã thần hóa thành công và ngưng tụ được dương thần giống Ngô Bình. Đây vốn dĩ là việc cực kỳ khó, nhưng Ngô Bình đã trải qua một lần, anh biết rõ từng chi tiết nên không khó để giúp Đường Tử Di đạt đến dương thần. Dĩ nhiên dương thần của Đường Tử Di không thể so được với anh, nhưng vẫn mạnh hơn các tu sĩ bình thường. Sau khi Đường Tử Di đột phá, Ngô Bình đến bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Kinh, đã lâu rồi anh không đến đây, phòng khám đã tích thành một lượng lớn bệnh nhân, có người suýt nữa còn đập phá bệnh viện. Cũng may y thuật của anh đã hơn hẳn trước kia, anh có thể chữa lành vết thương chỉ bằng một cái vỗ. Liễu Y Y và mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, Ngô Bình vung tay lên, bệnh nhân được chữa khỏi, mỗi giây chữa khỏi cho một người, cứ thế chữa trị cho 3.600 bệnh nhân trong một giờ. Thế là trong một buổi sáng, Ngô Bình đã chữa trị cho gần 20.000 người, đã giải quyết toàn bộ bệnh án dồn lại mấy ngày nay. Nhưng anh cũng rất mệt, vừa tan làm đã kéo Liễu Y Y về nhà nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt lại, Ngô Bình đã ngủ say, lúc thức dậy đã là buổi tối. Lúc này anh mới phát hiện ra gì đó, bỗng nhìn thấy Liễu Y Y ngồi ở bên cạnh mình, Liễu Y Y thế mà lại có tu vi, đang cười ẩn ý nhìn anh. Ngô Bình mừng rỡ, Vân Tịch, luân hồi đại kiếp của em kết thúc rồi. Vân Tịch khẽ gật đầu, ừ, vừa kết thúc. Cô ấy tiện thể nằm xuống bên cạnh Ngô Bình, ôm lấy cơ thể rắn chắc của anh, dịu giọng nói cảm ơn sự giúp đỡ của anh mấy ngày nay. Luân hồi đại kiếp cực kỳ nguy hiểm, nếu không ngờ Ngô Bình lúc nào cũng bảo vệ, âm thầm chăm sóc cô ấy thì chưa chắc cô ấy có thể bình an vượt qua. Ngô Bình, giúp em là điều đương nhiên mà, tiếp theo em có dự định gì? Vân Tịch, em phải về nhà một chuyến. Lúc anh nghỉ ngơi, em đã liên lạc với người nhà, giờ Vân Thị đang gặp phải rắc rối. Ngô Bình, ý em là Vân Thị nào? Vân Tịch, là Vân Thị nhánh bên em. Một thành viên trong tộc đã gây rối, làm bị thương con trai một tông lão trong tộc tại cuộc họp thị tộc. Tông lão đó quyết không tha, muốn giết các thành viên trong nhánh bên em. Ngô Bình nhíu mày, nhánh bên em tuy rằng sáp nhập vào sau, nhưng vẫn là cùng một tộc, tại sao lại làm như vậy? Vân Tịch, trong cùng một tộc cũng có sự phân biệt trên dưới. Bên em là nhánh phụ, cấp bậc trên dưới không quan trọng. Đây còn là vì có sự tồn tại của anh, nếu không tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói, anh đi cùng em, anh lo lắng tu vi của em còn chưa khôi phục. Vân Tịch cười nói, được, sáng mai chúng ta cùng đi Thái Thanh. Buổi tối, hai người liền triền miên bên nhau. Rạng sáng, Ngô Bình đưa Vân Tịch đến Thái Thanh Tiên Cảnh. Thái Thanh Tiên Cảnh giờ được quản lý bởi một tổng đốc do nước Long phái đến, Vân Châu ban đầu có một thái thú. Đương nhiên, thái thú của Vân Châu cũng do người của Vân Thị đảm nhận. Điều đầu tiên Vân Tịch và Ngô Bình làm khi trở về là đến thăm lão tổ Vân Phi Dương. Vân Phi Dương bây giờ cũng là tông lão của Vân Thị, nhưng địa vị không cao, giờ đang vô cùng phiền não bởi chuyện Vân Tịch nói. Vân Tịch phát hiện cánh tay Vân Phi Dương bị thương, thoạt nhìn ông ấy có hơi mỏi mệt, cô ấy kinh ngạc hỏi, lão tổ, ai đã đả thương người? Vân Phi Dương thở dài, ngày hôm qua tông lão Vân Đình Quang đã đến để yêu cầu một lời giải thích, ông ta khăng khăng muốn đánh chết Vân Miện. Vân Miện là anh họ của con, có thiên phú rất tốt, vì vậy lão tổ đương nhiên muốn bảo vệ nó. Cuối cùng, Vân Đình Quang đã ra tay khiến lão tổ bị thương, đồng thời để lại lời nhắn, rằng nếu ngày mai không đưa người đến cho ông ta xử lý,
họ sẽ san bằng nhánh chúng ta. Vân Tịch tức giận nói, thật quá ngang ngược, con trai ông ta không bị thương nặng, chúng ta cũng xin lỗi rồi, vì sao cứ nhất quyết không tha. Vân Phi Dương nói, con không nhận ra sao, bên kia đang nhân cơ hội lấn tới, nhánh của Vân Đình Quang đã chiếm ba châu của Châu Thái Thanh. Nếu lấy tiếp được Vân Châu, toàn bộ Thái Thanh sẽ là lãnh địa của ông ta. Hơn nữa, Tổng đốc Thái Thanh cũng là người bên ông ta. Ngô Bình, Lão Tổ, Tông Chủ không quản chuyện này sao? Vân Phi Dương, đương nhiên Tông Chủ không quan tâm, thế lực lớn nuốt chửng thế lực nhỏ là chuyện bình thường. Nếu ta không thể giữ vững cơ nghiệp này, điều đó chỉ có thể cho thấy ta quá bất tài. Vân Tịch, vậy thì cũng không thể ngồi yên chờ chết, Lão Tổ có biện pháp nào đối phó không? Vân Phi Dương liếc nhìn Ngô Bình và nói, sở dĩ Vân Đình Quang kiêu ngạo như vậy là vì ba cô con gái của ông ta đều được gả cho những người chồng tốt. Vân Tịch, bọn họ là ai? Vân Phi Dương, một người đã kết hôn với thành viên Sách Thị, một trong bốn vương tộc lớn. Trong bốn vương tộc lớn, Sách Thị là mạnh nhất, tông chủ Sách Thần Tinh là chân tiên. Con trai thứ hai của ông ta là con rể của Vân Đình Quang. Người thứ hai gả cho tổng đốc của Thái Thanh hiện tại, người này tên là Tề Long Hải. Tề Thị là một trong 10 danh gia vọng tộc lớn nhất, thực lực cũng rất mạnh. Hơn nữa anh rể Tề Long Hải chính là một quan chức hàng đầu ở Long Kinh, địa vị rất cao. Con gái thứ ba của Vân Đình Quang đã kết hôn với một đệ tử chân truyền của Thiên Đạo Môn. Thiên Đạo Môn là một thế lực mạnh ngang hàng với nước Long, địa vị của đệ tử chân truyền đó rất phi phàm, không hề thua kém tổng đốc Tề Long Hải. Sau khi nghe Lão Tổ nói, Ngô Bình nói, chỉ vậy thôi sao? Vậy đừng lo lắng về chuyện này nữa, tôi sẽ lo việc này. Vân Phi Dương sáng mắt lên, ông ấy đang chờ đợi câu nói này, liền cười nói, đúng vậy, cậu là chồng Vân Tịch, tuy rằng ba người bọn họ rất mạnh, nhưng so với cậu cũng không là gì. Hôm nay, ba con rể của Vân Đình Quang đều đã tới, hẳn là đang thương lượng xem sẽ san bằng chúng ta như thế nào, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai họ sẽ ra tay. Ngô Bình, chỉ sợ bọn họ không tới thôi, Lão Tổ, để tôi trị liệu vết thương của người đã. Sau khi chữa khỏi cho Vân Phi Dương, Ngô Bình thấy ông ấy chỉ cách thiên tiên một chút xíu nữa thôi, liền hỏi, Lão Tổ, nếu như người có phi thăng đan thì hẳn là có thể đột phá. Vân Phi Dương cười khổ, nói, phi thăng đan là đan dược mà tất cả môn phái khát khao, nếu không phải người của thế lực lớn, ai có thể có được chứ? Quả thực, bởi vì tác dụng đặc biệt của mình, phi thăng đan có thể khiến cho địa tiên thăng cấp thành thiên tiên, tiến vào một trạng thái khác của sinh mệnh. Cho nên cực kỳ khó luyện chế, rất ít lưu truyền. Nếu một đan sư nào đó có thể luyện chế phi thăng đan thì nhất định sẽ bị một thế lực lớn khống chế, đan dược luyện ra không thể nào lưu truyền ra bên ngoài. Phi thăng đan quá quý giá, bọn họ chỉ giữ để tự dùng. Dù không dùng được thì cũng phải cất giữ, để lại cho đời sau. Vì vậy, ngay cả trên mạng tiên cũng khó mua được phi thăng đan, cho dù may mắn mua được thì cũng vẫn là đan dược có khuyết điểm, hoặc là hàng không tốt, hoặc là hàng hỏng. Ngô Bình, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Sau khi từ biệt Vân Phi Dương, Ngô Bình đến nơi ở của Vân Tịch. Vân Tịch biết đan đạo của anh, hỏi, Huyền Bình, anh muốn luyện chế phi thăng đan sao? Ngô Bình gật đầu, anh muốn thử. Lúc đầu Trương Thiên Hoành muốn nhờ anh luyện nó, nhưng khi đó anh vẫn còn là nhân tiên, tu vi cực thấp, trình độ luyện đan của anh lúc đó thấp hơn nhiều so với bây giờ, vì vậy tất nhiên anh không thể làm điều đó. Bây giờ thì anh cũng đã nắm chắc vài phần. Vân Tịch vui mừng khôn xiết, thật tuyệt. Huyền Bình, anh thật lợi hại, còn có thể luyện chế được phi thăng đan. Em nghe nói rằng phi thăng đan bị quản lý chặt chẽ trong tiên giới, không có sự cho phép của tiên đình và các thế lực lớn, viên đan dược này không được phép bày bán. Ngô Bình, ừ, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Đối với những tu sĩ bình thường mà nói, thiên tiên là một đẳng cấp khác hẳn. Nếu trở thành một thiên tiên dễ dàng như vậy, vậy thiên tiên sẽ không có giá trị gì. Anh đưa Vân Tịch vào động dược tổ. Lần trước, anh luyện chế ra ba loại đan dược của dược tổ ở cảnh giới Nguyên Anh, chính là Hạo Dương Thần Đan, Ngũ Hành Long Môn Đan, Cửu Hoa Thần Đan. Sau khi luyện chế ba loại đan dược này, anh có thể lấy đan dược ở phòng phía sau. Căn phòng phía sau chứa những đan dược do dược tổ luyện chế trong cảnh giới bất tử, tổng cộng có 2 viên. Một viên là đoạt thiên đan và một viên là phi thăng đan. Trong số đó, đoạt thiên đan là đan dược đế phẩm. Phi thăng đan là đan dược đế phẩm cao cấp. Ngô Bình cười nói, tiểu tịch, anh sẽ thử xem có thể luyện chế hay không.
Nơi đây có dược liệu luyện chế phi thăng đan, Ngô Bình lập tức lấy ra tứ hoang thần lò, bắt đầu luyện chế mẻ thứ nhất. Phi thăng đan là một loại tiên dược có thể biến địa tiên thành thiên tiên, sự ảo diệu của nó rất khó nắm bắt. Khi anh đang luyện chế, ngay cả dược đồng Mục Vũ cũng tới xem náo nhiệt, nói cậu chủ, đến lão chủ nhân cũng không thể luyện ra phi thăng đan khi ở cảnh giới của người, mãi đến khi lão chủ nhân đến cảnh giới đoạt thiên mới luyện chế thành công. Ngô Bình cười nói, vậy thì tôi sẽ cố gắng trò giỏi hơn thầy. Truyền thừa của Huyền Hoàng Đạo Tổ đã khiến anh hiểu sâu hơn về thuật luyện đan và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc sống. Vì vậy, anh mới có thực lực luyện chế phi thăng đan. Trong vòng chưa đầy một giờ, lò luyện đan đã bật nắp lên, một luồng ánh sáng thần bí bay ra, được Ngô Bình dùng bí pháp bắt lấy, trong nháy mắt hóa thành ba viên đan dược. Đan dược này xung quanh có hào quang lưu chuyển, khí thế ngút ngàn, bên ngoài có 9 tầng ký hiệu luân chuyển, bên trong có 3 cấm chế chấn động, bề mặt đan dược ngưng tụ thành một bóng người đang ngồi xếp bằng tu luyện, mặt mũi rõ ràng. Nhìn thấy viên đan dược này, Mục Phú kinh ngạc hô, mẻ đầu tiên đã là đế phẩm, lợi hại quá. Ngô Bình, còn thiếu một chút nữa. Nói xong, anh luyện chế mẻ thứ hai. Trong đợt thứ hai, anh sửa đổi một chút và sử dụng các phương pháp vu đạo. Anh sở hữu vu đạo thần thông, tinh thông 3.000 câu chú của vu đạo, mỗi một câu đều có tác dụng thần thông riêng, giờ sử dụng rất có ích đối với việc luyện đan. Lò luyện đan mở ra, ánh sáng chói lọi hơn lúc nãy tỏa ra, Ngô Bình làm theo quy luật, khiến nó hóa thành 4 viên đan dược, bên ngoài mỗi viên đan có 10 vòng tiên quang dao động. Bên trong có 5 luồng cấm chế cực hạn, tỏa sáng rực rỡ, ảo diệu vô cùng. Đan dược truyền kỳ, dược đồng Mục Vũ vui mừng khôn xiết, chúc mừng chủ nhân. Ngô Bình lấy ra một viên phi thăng đan đưa cho Vân Tịch, nói tiểu tịch, em đưa cho lão tổ đi. Có viên đan dược này, hôm nay ông ấy có thể đột phá. Vân Tịch vui mừng khôn xiết, lập tức cầm viên đan dược rời khỏi động trước. Giờ anh cũng không rảnh rỗi mà tiếp tục luyện chế đoạt thiên đan. Đúng như tên gọi, đoạt thiên đan là một viên đan dược dùng để đột phá cảnh giới đoạt thiên. Độ khó luyện chế của nó thực ra không thấp hơn phi thăng đan. Mẻ thứ nhất, anh luyện ra đoạt thiên đan đế phẩm, mẻ thứ hai, nó đã được nâng cấp thành đan dược truyền kỳ. Luyện chế đan dược xong, anh đi ra khỏi động liền nhìn thấy Vân Tịch đang canh giữ ở bên ngoài, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy tràn đầy ý cười. Anh liền hỏi, tiểu tịch, lão tổ đột phá rồi sao? Vân Tịch gật đầu, lão tổ đã thành công đột phá thiên tiên. Ngô Bình, vậy thì tốt, dù sao cũng là phi thăng đan truyền kỳ, còn không đột phá thì đúng là quá vô lý. Vân Tịch, Huyền Bình, em nhận được tin tức, đám người Vân Đình Quang đã tụ tập ở phủ tổng đốc, bọn họ rất nhanh sẽ đến. Lão tổ đã chuẩn bị xong xuôi, chúng ta cứ chờ xem. Nếu bên kia nói lý còn được, còn nếu không nói lý thì chỉ có thể trở mặt với họ. Ngô Bình, là một vương tộc. Vân Thị chắc chắn phải có nhiều cao thủ chấn giữ. Ai là người mạnh nhất? Vân Tịch tất nhiên là Vân Thiên Phong, lão tổ Vân Thị, nhiều năm trước đã ở là chân tiên cấp thứ 3, ở tiên giới lão tổ cũng có chút tài sản. Nhưng Vân Thiên Phong cũng không quan lắm về chuyện ở bên dưới, phần lớn những chuyện đó đều do tông chủ quyết định. Tông chủ cũng rất mạnh, chân tiên cấp thứ nhất, nghe nói rằng bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến cấp thứ 2. Những tông lão còn lại thì sao? Bọn họ có thực lực thế nào? Thập đại tông chủ tu vi không đồng đều, có thần tiên, cũng có hư tiên, trong đó thì lão tổ của em tương đối yếu. Ngô Bình, trước đó lão tổ là bán bộ tiên nhân, khó tránh khỏi bị những tông lão khác xem thường. Vân Tịch, đúng vậy, cho nên lão tổ cũng phải nhẫn nhịn rất nhiều, may là giờ tốt rồi, lão tổ đã đột phá thành thiên tiên. Hai người đang nói chuyện thì chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn, Vân Phi Dương, đi ra. Đối phương nói rất lớn, không cho Vân Phi Dương chút mặt mũi nào. Ngô Bình vừa nghe liền biết người của đối phương đã đến, liền cùng Vân Tịch ra khỏi phủ xem. Vân Phi Dương và một đám thành viên Vân Thị lập tức xuất hiện. Đối diện có mấy chục người, cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen, có rìa mép, dáng người không cao, rất gầy, bên hông đeo một cái gậy ngắn. Người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen chính là Vân Đình Quang, ông ta cười lạnh. Nói, Vân Phi Dương, thời hạn đã đến rồi, giờ ông giao người ra, tôi sẽ niệm tình đồng tộc mà không làm khó các người. Còn nếu không giao người, vậy thì đừng trách tôi độc ác. Nếu không đến bước đường cùng, Vân Phi Dương cũng không muốn trở mặt, nên đành chắp tay hành lễ, Vân Tông Lão, mọi người đều cùng một tộc,
tiểu bối mâu thuẫn là chuyện nhỏ, hơn nữa cậu nhà cũng chỉ bị thương nhẹ. Tôi đã đánh phạt Vân Miện rồi, tôi thấy chuyện này cũng nên kết thúc. Vân Đình Quang cười lạnh, kết thúc sao? Vân Phi Dương, ông coi những lời trước đây của tôi là gió bay phải không? Tôi đếm đến 10, giao Vân Miện ra đây, nếu không thì nhánh của ông không cần tồn tại nữa. Vân Tịch chịu không nổi nữa, tức giận nói, Vân Đình Quang, tôi biết thừa ông muốn đoạt lấy Vân Châu, nhưng nhánh chúng tôi không phải kẻ mà ông bắt nạt được đâu. Vân Đình Quang liếc mắt nhìn Vân Tịch, cười nói, nghe nói trong nhánh này có một mỹ nữ, tên là Vân Tịch, nhất định là cô đúng không? Ha ha, cô quả nhiên rất đẹp. Ông ta quay đầu nói với người đàn ông mặc áo gấm, Long Hải, hiện tại cậu không có con, tôi nghĩ cậu nên nạp thiếp. Tôi nhường cô Vân Tịch này cho cậu đấy. Người đàn ông mặc áo gấm này chính là Tề Long Hải, tổng đốc của Thái Thanh. Tề Thị là một trong 10 gia tộc hàng đầu và có địa vị khá cao ở hạ giới. Vân Tịch tức giận đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, Ngô Bình nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, lạnh nhạt nói, Vân Đình Quang, ông dám ngang nhiên đưa vợ chưa cưới của tôi cho con rể ông làm thiếp, ông coi tôi như không khí sao. Anh bước ra, khí chất hiên ngang, biểu cảm của mọi người liền thay đổi. Vân Đình Quang nhíu mày, cậu chính là tên nhóc của Tiên Điện Thiên Võ sao? Ngô Bình, chính là tôi. Vân Đình Quang cười lớn, Tiên Điện Thiên Võ đã sớm bị tan thành cho bụi, giờ cậu là cái thá gì? Ngô Bình, ở hạ giới tôi có được truyền thừa của Tiên Điện Thiên Võ, thật ra tôi là Lý Huyền Bình, là đệ tử ưu tú của Kiếm Tông Tiên Giáo Thái Thanh. Cái gì, Tiên Giáo Thái Thanh? Vân Đình Quang giật mình, Tiên Giáo Thái Thanh rất mạnh, là một thế lực siêu lớn. Hơn nữa Ngô Bình còn là đệ tử ưu tú. Sau lưng ông ta, một người đàn ông cười lạnh, Tiên Giáo Thái Thanh thì có gì lợi hại? Chẳng qua là một đại thế giới suy tàn mà thôi. Ngô Bình nhìn gã, các hạ là ai? Người đàn ông đó mặc áo choàng xanh, gã tự hào nói, tôi là đệ tử chân truyền của Thiên Đạo Môn, Hầu Nhất Phàm. Ngô Bình nhìn hắn, một đệ tử chân truyền còn con mà cũng dám nói chuyện với tôi như vậy, thật là to gan. Hầu Nhất Phàm tức giận, cậu. Tề Long Hải lạnh giọng nói, Lý Huyền Bình, mặc kệ cậu lai lịch như thế nào, nơi này là lãnh thổ nước Long. Bản tổng đốc hạ lệnh cho cậu lập tức rời đi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Ngô Bình rất khinh thường, tổng đốc, cái danh tổng đốc của anh đáng giá bao nhiêu? Nước Long có mấy vạn tổng đốc, năm nay đã chết hơn phân nửa, tôi cảm thấy anh sẽ là một trong số đó. Tề Long Hải tức giận, quá tự phụ. Ngô Bình đi một bước đã đến chỗ Vân Đình Quang, nhìn chằm chằm vào ông ta và nói, tôi sẽ cho ông một cơ hội để xin lỗi Vân Tịch, sau đó tôi có thể để ông đi. Vân Đình Quang kinh ngạc, ông ta lùi nhanh ra sau, tức giận nói, bắt lấy đám người này. Đám người xung quanh lập tức ra tay, Tề Long Hải hành động đầu tiên. Hắn thấy dung mạo của Vân Tịch liền muốn lấy cô ấy làm thiếp, mà bây giờ Ngô Bình đã trở thành một chướng ngại vật to đùng. Tề Long Hải rất giỏi võ. Thế nên hắn tung một chưởng ngay lưng Ngô Bình. Ngô Bình còn chẳng thèm nhìn đã giơ tay vồ, anh tóm lấy Tề Long Hải như tóm một con gà con. Anh lạnh lùng nói, thứ rác rưởi như anh mà cũng dám nhòm ngó vợ chưa cưới của tôi. Anh vật mạnh Tề Long Hải xuống đất, hắn kêu lên thảm thiết, máu thịt nát bét, nguyên anh tan rã, thoáng chốc đã không còn tu vi. Những người còn lại chưa kịp hoàn hồn thì Ngô Bình đã tóm lấy Hầu Nhất Phàm. Anh khẽ rung tay. Xương cốt gã liền nát bấy, Nguyên Anh cũng bị chấn động gần như sụp đổ. Gã sợ mất vía, gào lên thảm thiết, vội nói, tha mạng. Ngô Bình đá bay gã, sau đó đứng trước mặt Vân Đình Quang, ông vẫn không chịu xin lỗi à? Vân Đình Quang vô cùng sợ hãi, sao tên này lại mạnh đến thế? Ông ta hít sâu, nói cậu Lý, Vân Thị chúng tôi là một trong tứ đại vương tộc. Bốp! Ngô Bình tát lên mặt ông ta khiến ông ta bay xa cả trăm mét. Nửa cái đầu nát bét, ông ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Dừng tay, con rể cả của Vân Đình Quang định ra tay thì bị Ngô Bình đá bay. Hắn hộc máu liên tục, chỉ một chiêu thôi đã bị thương nặng. Ngô Bình giẫm lên mặt Vân Đình Quang, lạnh nhạt nói, có xin lỗi không? Vân Đình Quang cuối cùng cũng biết sợ, quỳ xuống trước mặt Vân Tịch, Vân Tịch, tôi xin lỗi, ban nãy tôi vô lễ với cô, tôi rất xin lỗi cô. Vân Tịch hừ lạnh, trong lòng lại thầm kinh ngạc. Ngô Bình mạnh mẽ tới nỗi vượt xa sức tưởng tượng của cô ấy. Vân Đình Quang dập đầu xin lỗi xong thì nhìn sang Ngô Bình. Anh nghĩ một chút rồi lạnh nhạt nói, nghe nói ông đã nắm giữ ba châu của Thái Thanh. Cho ông một ngày,
hãy giao ra cả ba nơi rồi cút về địa bàn của mình. Nếu không tôi sẽ dẫm nát đầu ông ngay. Vân Đình Quang vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng nào dám tỏ thái độ, nói, thưa cậu, ba châu này tôi vâng lệnh tông chủ lấy về, việc này. Bốp! Ngô Bình liền vung một cái tát, sao hả, ông muốn tôi dẫm nát đầu ông à? Cái đầu đã nát của Vân Đình Quang giờ lại càng nát hơn, ông ta đau tới nỗi run cầm cập, vội nói, rõ, hôm nay tôi sẽ cho người rút khỏi đó ngay. Ngô Bình lại nhìn Tề Long Hải, nói, hôm nay hãy cút khỏi Thái Thanh ngay, nếu tôi còn nghe nói anh ở lại Thái Thanh làm tổng đốc thì tôi sẽ tới tận nơi đánh chết anh. Tề Long Hải bị Ngô Bình phá hỏng tu vi, giờ chẳng khác gì phế vật, giờ còn không được làm tổng đốc, hắn cười méo sạch, cậu đừng có được nước lấn tới. Tề thị chúng tôi là một trong 10 gia tộc lớn nhất, cậu làm thế không sợ Tề thị báo thù sao? Ngô Bình lạnh lùng nhìn hắn, tôi chẳng thèm để tâm đến một Tề thị còn con. Nếu Tề thị dám đối đầu với tôi thì tôi sẽ san bằng nó, diệt trừ hậu họa. Từng chữ của anh đều khiến Tề Long Hải khiếp đảm, hắn không dám hoài nghi dù chỉ một chữ. Cậu Lý, cậu làm thế thì hơi quá đáng. Một giọng nói đột nhiên vang lên, một bóng người chợt hiện ra giữa không khí. Đó là một người đàn ông, râu đen dài đến ngực, mặc áo choàng tím, mặt mày đẹp đẽ, hông dắt trường kiếm. Thấy người đó, Vân Đình Quang và Vân Phi Dương đồng thời hành lễ, tham kiến tông chủ. Hóa ra người này là tông chủ Vân Thị, Vân Tông Tiên. Vân Tông Tiên không quan tâm đến hai người mà nhìn Ngô Bình, nói, không biết sư tôn của cậu Lý là ai. Ngô Bình, gia sư là chủ nhân Thái Thanh Kiếm Tông, Phiêu Miểu Chân Quân. Vân Tông Tiên thầm kêu không ổn, người này là đệ tử của Đại La Kim Tiên. Vẻ mặt ông ta khách sáo hơn hẳn, ông ta nói, đây là việc nội bộ của Vân Thị chúng tôi, mong cậu đừng nhúng tay vào, hãy để họ tự giải quyết. Ngô Bình, việc nội bộ, tôi là rể của Vân Thị Thái Thanh, không phải là người ngoài. Hơn nữa Vân Đình Quang to gan tài trời, dám động vào vợ chưa cưới của tôi không giết ông ta đã là nể mặt Vân Thị các người rồi. Vân Tông Tiên cắn răng. Lạnh lùng chừng Vân Đình Quang rồi chắp tay, nói cậu Lý, có thể nể mặt tôi mà bỏ qua chuyện hôm nay không? Ngô Bình, không thể. Vân Tông Tiên cười khổ, ông ta liền nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương biết rõ tông chủ mong ông ấy sẽ bảo Ngô Bình đừng hành xử quá đà, nhưng bây giờ ông ấy cũng không chắc có thể làm Ngô Bình nguôi giận. Vân Phi Dương ho một tiếng, nói Huyền Bình, lão tổ thấy ba châu đó thì chúng ta chỉ cần một châu là được. Còn vị trí tổng đốc của nhà họ Tề, chỉ cần họ không quá đáng thì cũng không cần quan tâm đâu. Ngô Bình hỏi Vân Tịch, vợ ơi, em thấy thế nào? Vân Tịch nói, Huyền Bình, nghe lời lão tổ đi. Lúc này Ngô Bình mới nói, được, vậy nghe lời lão tổ. Tất cả đều thở phào, Vân Tông Tiên chắp tay nói, cậu Lý, nếu cậu có thời gian thì xin mời cậu đến Vân Thị chơi. Ngô Bình, để tôi xem. Đám người Vân Đình Quang như được đại xá, liền vội vàng chuồn đi. Không lâu sau Vân Tông Tiên cũng đi. Vân Phi Dương thở phào, cười nói, Huyền Bình, hôm nay may nhờ có cậu, nếu không tôi thực sự không biết nên giải quyết thế nào. Ngô Bình, bây giờ không thể nói lý được, ai mạnh hơn thì người đó có tiếng nói. Hôm nay nếu không phải lo rằng sẽ đem lại rắc rối cho lão tổ thì tôi đã giải quyết hết chúng rồi. Vân Phi Dương cảm thán, tuy rằng cậu là địa tiên nhưng thực lực đúng là quá mạnh. Vân Đình Quang dù thế nào cũng là hư tiên. Nhưng khi đối đầu với cậu còn không thể đánh trả. Ngô Bình, không giấu lão tổ, nếu tôi ra tay thật thì Vân Tông Tiên cũng không phải đối thủ của tôi. Vân Phi Dương kinh hãi, chân tiên còn không đánh lại Ngô Bình. Thế thì quá đáng sợ. Họ quay về phủ, Ngô Bình nói với Vân Tịch, em có thể chất tiên nghịch, giờ anh sẽ truyền cho em phần sau của Phản Thiên Cực Kiếm Kinh. Vân Tịch gật đầu, thực ra thiên phú của cô ấy cũng vô cùng mạnh mẽ. Vừa nãy dù Ngô Bình không ra tay thì thực ra cô ấy cũng có thể đối đầu với đám người kia. Nhưng Ngô Bình không muốn cô ấy bộc lộ thực lực quá sớm, thế nên đã ngăn cô ấy lại. Có Ngô Bình chỉ dạy và giúp đỡ, Vân Tịch đã luyện đến tầng thứ 8 của Thiên Cực Kiếm Kinh rất nhanh, hơn nữa Ngô Bình còn giúp cô ấy đặt nền móng cho tầng thứ 9, tầng thứ 10, chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì không lâu sau có thể đột phá. Ngô Bình ở Vân Phủ 7 ngày, ngày cuối cùng anh giúp Vân Tịch đột phá cảnh giới anh biến. Để Vân Tịch ngưng tụ thần anh. Sau khi giúp Vân Tịch đột phá, anh lờ mờ cảm nhận được đã đến lúc đột phá cảnh giới Long Môn. Anh liền quay về Hưng Long, chuẩn bị đột phá. Sau khi về Hưng Long, anh liền đến động của huyết tổ trước.
Huyết tổ thấy Ngô Bình thì cười nói, khá lắm, con đã ngưng tụ được máu tổ tiên, con khiến ta rất kinh ngạc đấy. Ngô Bình, sư tôn, con cần máu của thái cổ chân nhân đời đầu. Huyết tổ nhìn anh chằm chằm, con định tiến thêm một bước sao? Ngô Bình gật đầu, đệ tử muốn vượt long môn, thế nên cần tiến hành sự nâng cao thực lực cuối cùng. Huyết tổ gật đầu, được, con có máu tổ tiên thì khả năng thành công sẽ lớn hơn, ta sẽ trông chừng cho con. Ông ấy đưa một cái lọ nhỏ cho Ngô Bình, bên trong có một chút máu của thái cổ chân nhân đời đầu. Máu tổ tiên của Ngô Bình sục sôi, thoáng cái đã hấp thu và luyện hóa máu trong bình, bắt đầu phân tích kết cấu sức mạnh và truyền thừa gen của nó. Ầm ầm, máu huyết dung chuyển, máu tổ tiên của Ngô Bình bắt đầu đột phá cảnh giới viên mãn. Nhưng sức mạnh khủng khiếp trong máu của thái cổ chân nhân đời đầu khiến toàn thân Ngô Bình run rẩy, cơ bắp của anh nứt ra từng tấc. May mà thể chất của anh mạnh mẽ, vẫn có thể cố gắng kiên trì. Thoáng cái đã 3 ngày trôi qua, anh cuối cùng cũng lĩnh ngộ được sự huyền diệu của máu và cả truyền thừa vĩ đại và xa xưa, máu tổ tiên của anh trở nên viên mãn, càng ngày càng mạnh. 7 ngày lại trôi qua, anh mở mắt ra, lẩm bẩm, đã đến lúc đột phá rồi. Anh đi ra khỏi động thiên, Thanh Tuyết Thiên Chủ liền xuất hiện, cô ta nói, Huyền Bình, cậu sắp vượt long môn sao? Ngô Bình gật đầu, Thanh Tuyết, tôi cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Thanh Tuyết Thiên Chủ, tôi khuyên cậu khi nào vào thiên giới hẵng đột phá. Ngô Bình giật mình, ô, vào thiên giới. Thanh Tuyết Thiên Chủ gật đầu, thiên giới là thế giới có duy độ cao, đột phá ở đó thì cơ thể và tinh thần của cậu mới có thể hoàn toàn mở ra, tiếp xúc đến cảnh giới cao thâm hơn. Cậu là thiên tài hàng đầu của học phủ truyền kỳ, có tư cách bước vào thiên giới, đừng lãng phí cơ hội như vậy. Ngô Bình, được, vậy tôi sẽ đến thiên giới rồi đột phá. Đến học phủ truyền kỳ, Ngô Bình tìm được Triệu Hàn Sơn. Giờ Triệu Hàn Sơn là người phụ trách của anh, nếu anh có việc gì thì trực tiếp tìm ông ta. Nghe nói anh muốn đến thiên giới, ông ta nói, nếu cậu đến vài ngày trước thì không vào được. Giờ thì vừa hay, thiên môn của thiên giới vừa mới mở ta. Nhưng mà cần phải tiêu hao rất nhiều năng lượng để duy trì việc đưa cậu vào thiên giới, cậu chỉ có 3 ngày. Sau 3 ngày thì thiên môn sẽ đóng lại, trước đó cậu nhất định phải rời đi. Nếu không thì cậu sẽ mãi mãi bị kẹt lại, bị không gian duy độ phân giải thành vô số mảnh vụn. Ngô Bình, tôi hiểu rồi, không tốn quá nhiều thời gian đâu. Triệu Hàn Sơn, được, tôi sẽ đi đề nghị, cậu đợi tôi một chút. Ông ta vội vàng đi, nửa giờ sau quay lại cười nói. Mọi việc đã ổn thỏa, chúng ta xuất phát thôi. Ông ta đưa Ngô Bình tới một ngọn núi, trên đỉnh núi có một cánh cổng ánh sáng màu trắng. Sau cánh cổng đó mây mù cuồn cuộn, nó thông thẳng đến thiên giới. Triệu Hàn Sơn cầm một lệnh bài đưa cho Ngô Bình, nói, hãy bảo quản tốt lệnh bài này, có nó thì sức mạnh thiên giới sẽ không làm cậu bị thương. Nhớ rõ, sau 3 ngày nhất định phải quay lại. Ngô Bình gật đầu, đã hiểu. Nói xong anh liền bước vào cánh cổng ánh sáng. Ngô Bình phát hiện sau cánh cổng ánh sáng là một thế giới kỳ quái, đôi mắt của anh nhìn thấy vô số thời gian và không gian bị bóp méo, mỗi cái đều cuộn thành từng làn sóng ánh sáng, vô số làn sóng ánh sáng đó tạo thành vô số hình vẽ méo mó. Anh đang quay cuồng bên trong, không thể ổn định, một lúc sau, anh mới cảm thấy chân mình chạm đất. Dưới chân anh là mặt đất do vô số chùm sáng dày đặc tạo thành, có thể chứa được anh. Đây là thiên giới sao, Ngô Bình cảm thấy có chút khó tin, thiên giới này hoàn toàn khác so với tưởng tượng của anh. Nhưng hiện tại không có thời gian nghĩ ngợi, anh chỉ có 3 ngày, nhất định phải nhanh chóng đột phá. Anh lấy ra long môn mà Chu Nguyên Thông đưa cho anh. Long môn vốn đang lành lặn, nhưng vừa tiến vào thế giới duy độ cao thì liền đón gió phồng lên. Một tiếng ầm vang lên, nó biến thành một long môn cực lớn khổng lồ với độ cao 10.000 mét. Long môn này dường như vốn thuộc về thiên giới, đây là hình dáng ban đầu của nó. Long môn tỏa ra hào quang vạn trượng, nó chứa đầy những ký hiệu bí ẩn. Long môn vừa xuất hiện, một lực lượng mạnh mẽ bao trùm không gian xung quanh, tạo thành một lĩnh vực kỳ lạ và bí ẩn. Trên các cột cổng ở hai bên long môn có khắc một cây thước khổng lồ. Theo đơn vị đo trên cây thước này, một thước cao khoảng 100 mét, một trượng cao khoảng 1000 mét. Toàn bộ long môn cao khoảng 10 trượng. Trong sổ tay Ngọc Hoàng có ghi rằng, nếu nhảy cao dưới 1 thước thì là người tầm thường, nếu cao hơn 1 thước và dưới 2 thước thì là địa tiên bình thường. Nếu có thể nhảy cao hơn 2 mét là có thiên phú cao.
những người nhảy cao khoảng trên dưới 3 mét đều thuộc về trình độ hàng đầu. Nói chung, chỉ có đám thiên tài mới có thể nhảy cao tới trên 5 thước, khi họ đạt đến vị trí 5 thước, một loại biến đổi dữ dội sẽ được kích hoạt, được gọi là long biến. Theo Chu Nguyên Thông nói, long biến có 5 tầng, trước nay có rất ít người có thể chạm đến tầng 1. Người có thể chạm đến long biến tầng 2 càng hiếm thấy, hơn nữa đều là cường giả vô cùng mạnh mẽ. Còn long biến tầng 3 thì trong lịch sử chưa từng có người làm được, hoặc nếu có thì người bên ngoài cũng không biết. Giờ phút này, dù với thực lực của Ngô Bình, anh cũng bị lực lượng long môn áp chế không thở nổi. Vượt long môn, thì ra là ở đây. Anh nheo mắt, nhảy lên không trung và bay lên độ cao 500 mét. Khi đạt đến độ cao nhất định, ước chừng còn chưa nhảy được 5 thước thì anh đã cảm thấy mình đã xuyên thủng một kết giới nào đó, có một tiếng ầm lớn vang lên trong cơ thể anh. Cơ thể và nguyên anh của anh có một sự biến đổi mạnh mẽ ngay lập tức. Sự biến đổi diễn ra quá nhanh và dữ dội khiến anh bất ngờ. Trong nháy mắt, anh cảm thấy mình như biến thành một người khác, hoàn toàn khác trước. Đây chính là long biến tầng 1. Cơ thể anh đang bay lên, nhưng quá trình bay lên rất chậm, khoảng cách từ 500m đến 1200m mất hơn 1 giờ. Khi thân thể anh đột phá độ cao tương đương 1200m thì lại chạm phải một kết giới, lần này anh cũng đột phá, nhưng không dễ dàng như lần trước. Bùm! Trong cơ thể anh diễn ra biến đổi lần thứ 2, đây là long biến tầng 2, khiến anh hoàn toàn tái sinh, tiến bộ toàn diện. Sau khi diễn ra long biến tầng 2, anh tiếp tục bay lên. Khi đến kết giới thứ 3, anh đã dùng hết sức để đánh vỡ nó, cố gắng lắm mới đột phá được. Cơ thể và tinh thần của anh bị chấn động điên cuồng, anh đã đạt đến long biến tầng 3. Lần này sự biến đổi triệt để và toàn diện hơn. Sau khi chuyển hóa xong, anh cảm giác được có một tia năng lượng cao cấp từ trong thiên giới bắt đầu tiến vào trong cơ thể và thần anh của mình, khiến anh càng thêm mạnh mẽ. Ngô Bình có thể dễ dàng đột phá long biến tầng 3 là vì anh đã có thu hoạch lớn trong Vu Đạo Động Thiên, còn hấp thu và luyện hóa máu của Thái Cổ Chân Nhân đời đầu. Ngoài ra, anh đã trải qua 3 lần thiên kiếp, tất cả đều là nền tảng vững chắc để anh có thể vượt long môn ngày hôm nay. Cơ thể của Ngô Bình tiếp tục bay lên, kéo dài trong 1 giờ, anh bay lên khoảng 1.000 mét và bắt đầu chạm vào kết giới thứ 4. Lần này khó khăn hơn, anh đập mạnh một cái, nhưng kết giới không nhúc nhích chút nào, thế là anh đánh lần thứ 2, lần thứ 3, liên tiếp mười mấy lần, kết giới vẫn vững vàng. Anh vô cùng tức giận, sức mạnh đế bộc phát hoàn toàn, 3 cấm chế đồng thời rung động, một luồng sức mạnh đáng sợ hội tụ ở nắm đấm của anh tung mạnh một đòn. Bùm! Kết giới cuối cùng cũng bị phá vỡ, thân thể của anh không ngừng bay lên, bắt đầu long biến tầng 4. Lúc này thân thể Ngô Bình thay đổi rõ rệt, anh biến thành người khổng lồ cao hơn 1.000 mét, những thời không thần bí ẩn chứa trong cơ thể anh lần lượt hiện ra. Thần cấm trong thời không giao nhau, phù chú dày đặc. Tất cả các loại năng lượng từ thiên giới liên tục được đưa vào không gian bí ẩn trong cơ thể của Ngô Bình, bổ sung năng lượng của chúng vào. Anh bay lên khoảng 10 tiếng, các thời không duy độ cuối cùng cũng tràn đầy năng lượng, anh cũng tiếp xúc được với kết giới thứ 5. Lần này, Ngô Bình toàn thân sáng ngời, một luồng ánh kiếm rực rỡ phun ra từ lòng bàn tay, ánh kiếm này tựa như có thể cắt đứt thiên địa, nó chém mạnh về phía kết giới. Bùm! Kết giới rõ ràng đã bị nới lỏng. Cho nên anh lại tấn công lần thứ 2, lần thứ 3. Sau 9 lần, kết giới cuối cùng đã bị phá vỡ và Ngô Bình bay lên nhanh chóng. Rắc! Trong cơ thể của anh, một xiềng xích nào đó bị phá vỡ, đây chính là long biến trung cực. Anh nhanh chóng đi đến đỉnh của long môn, chỉ với một bước nhảy nhẹ, anh đã nhảy qua long môn. Khoảnh khắc nhảy qua long môn, Ngô Bình biến thành một tia sáng, bay vô cùng nhanh giữa thiên giới. Anh cuối cùng cũng vượt long môn. Hoàn thành long biến tầng 5, long biến trung cực. Luồng ánh sáng rực rỡ bay một vòng quanh thiên giới, hấp thu năng lượng cao cấp. Lúc anh cảm thấy đã hút đủ năng lượng liền trực tiếp đi qua thiên môn, rời khỏi thiên giới. Trên đỉnh núi của học phủ truyền kỳ, một luồng ánh sáng bay xuyên khỏi thiên môn, dừng lại cách đó mấy chục dặm, biến thành dáng vẻ của Ngô Bình. Triệu Hàn Sơn vội vàng chạy tới, cười nói chúc mừng cậu. Ngay cả ông ta cũng nhận ra Ngô Bình đã thay da đổi thịt, mạnh hơn gấp nhiều lần. Ngô Bình khẽ gật đầu, lần biến đổi cuối cùng đó, anh đã phá vỡ xiềng xích trung cực, thực ra đó chính là một lời nguyền. Chính lời nguyền này đã khiến nhân loại ngày càng sa sút, cuối cùng mất đi thân phận Thái Cổ Chân Nhân. Giờ anh đã phá vỡ xiềng xích,
điều đó cũng có nghĩa anh đã chính thức trở thành Thái Cổ Chân Nhân. Hơn nữa còn là Thái Cổ Chân Nhân trong ba đời. Thầy Triệu, giờ tôi cần tìm chỗ đột phá, một thời gian sau tôi sẽ lại đến, anh nói. Long biến tầng 5, anh chỉ cần chuẩn bị một chút là đã có thể đột phá cảnh giới thứ nhất, cảnh giới âm dương. Mà muốn đột phá cảnh giới âm dương, anh cần tìm hiểu thêm về ý nghĩa của âm dương, như thế mới có thể tu luyện cảnh giới này vững vàng hơn. Triệu Hàn Sơn cười nói, cậu cứ đi đi, có gì cần thì liên lạc với tôi. Ngô Bình chắp tay, quyết định đến đại thế giới kiếm đạo. Lần này anh khoác tấm da thiên huyễn, biến thành dáng vẻ của Tống Ngọc để đi gặp trưởng môn của thiên tượng kiếm môn, Nguyên Phong. Ngô Bình vừa quay về đã liên lạc với công tôn Vũ Thanh của thiên tượng kiếm môn. Ông ta nhanh chóng đến gặp Ngô Bình, thấy Ngô Bình, ông ta không nhận ra anh thay đổi bao nhiêu. Có tấm da thiên huyễn, ông ta hoàn toàn không nhìn thấu Ngô Bình. Công tử, người về rồi, ông ta cười nói. Ngô Bình, công tôn trưởng lão, tôi đi gặp sư tôn đã. Công tôn Vũ Thanh nói, môn chủ đã ra ngoài, công tử có việc gì có thể nói với tôi. Ngô Bình gật đầu, tôi muốn đi âm dương kiếm cung, lĩnh ngộ ý nghĩa âm dương. Công tôn Vũ Thanh mỉm cười, chuyện này dễ thôi, tôi sẽ đưa công tử đi. Quá trình tiến vào âm dương kiếm cung cũng giống như quá trình tiến vào thiên tượng kiếm cung. Tuy nhiên, âm dương kiếm cung là lãnh địa của âm dương kiếm phái. Ngô Bình với tư cách là đệ tử của thiên tượng kiếm phái đi ngộ đạo thì quá trình sẽ có chút phiền phức. Cũng may mọi chuyện đều do công tôn Vũ Thanh xử lý, anh chỉ đợi một lát là đã thành công tiến vào âm dương kiếm cung. Tại cổng vào âm dương kiếm cung, khi công tôn Vũ Thanh và Ngô Bình xuất hiện, mấy trưởng lão âm dương kiếm cung đang đứng ở đó. Đây là luật ngầm của tứ đại kiếm phái, khi một bên đến kiếm cung của bên kia để học tập, bên chủ nhà sẽ phái trưởng lão đến giám sát. Nó cũng không phải là một sự giám sát mà thực ra chính là một sự châm chọc, dù sao thì rất ít người có thể hiểu được ý nghĩa kiếm đạo. Tính ra thì thiên tượng kiếm phái đã mấy ngàn năm không đưa đệ tử tiến vào âm dương kiếm cung, cho nên sự xuất hiện của Ngô Bình lập tức thu hút rất nhiều trưởng lão và đệ tử của âm dương kiếm phái đi ra xem náo nhiệt. Nhìn thấy Tống Ngọc, một đám người lập tức cười ha hả, ý nghĩa thiên tượng của chính bên mình còn chưa học được đã tới âm dương kiếm cung chúng ta, ha ha. Không biết thế nào là tham thì thâm à. Ngô Bình làm ngơ trước lời nói của họ, trực tiếp đi lên cầu bay và đi về phía cổng. Một người khác nói, tôi cá là cậu ta không đỡ nổi ba chiêu của con rối kiếm đạo. Tôi cực hai chiêu, một người khác nói. Công tôn Vũ Thanh trầm mặc, tông chủ không cho phép nhắc tới thiên phú của Tống Ngọc, cho nên không thể nói ra. Ngay sau đó, Ngô Bình đã dùng thực tế để vả mọi người một cú đau điếng. Keng! Một tiếng kiếm vang lên, Ngô Bình chặt đứt con rối kiếm đạo khiến nó ngã xuống dưới cây cầu chỉ bằng một nhát kiếm, sau đó cánh cổng mở ra, anh liền bước vào. Ngô Bình đã đạt được ý nghĩa âm dương tầng 1, chuyến đi này của anh là để đạt được ý nghĩa âm dương tầng 2. Giống như tình huống ở thiên tượng kiếm cung, anh vừa tiến vào, ý nghĩa âm dương tầng 1 liền ùa vào trong thức hải của anh, nếu không phải anh có tinh thần mạnh mẽ, hơn nữa đã tu luyện qua từ lâu thì anh đã bị biến thành tên ngốc rồi. Lúc này anh mới biết được ý nghĩa âm dương huyền có 3 cảnh giới, mỗi cảnh giới có 3 tầng, tổng cộng có 9 tầng ý nghĩa âm dương, cực hạn của nó cũng giống như cửu âm cửu dương. Nói đến âm dương, trên thực tế anh vẫn luôn tiếp xúc với nó, bất kể là âm dương tạo hóa công, thiên dương kinh và thái âm kinh của âm dương thiên châu hay là âm dương kiếm hoàn đều có liên quan đến âm dương. Bây giờ, cuối cùng anh cũng có thể học ý nghĩa âm dương một cách có hệ thống. Vì đã lĩnh ngộ từ lâu nên trong nháy mắt anh đã hiểu được 3 tầng ý nghĩa âm dương đầu tiên. Ngay sau đó, ý nghĩa âm dương cảnh giới thứ 2 ùa vào tâm trí anh. Cảnh giới thứ nhất của âm dương gọi là lưỡng nghi, cảnh giới thứ 2 của âm dương gọi là tứ tượng. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh quái. Vì vậy, cảnh giới thứ 3 chính là cảnh giới quái. Cảnh giới tứ tượng có 3 tầng, Ngô Bình có sự tích lũy sâu sắc trong cảnh giới âm dương. Vì vậy trong nháy mắt anh đã hiểu ý nghĩa tứ tượng. Âm dương chia vạn vật thành hai, tức là một là dương và một là âm, tứ tượng dựa trên sự phân đôi tiếp tục phân đôi nữa, tức là chia làm 4, là thiếu dương, thiếu âm, thái dương và thái âm. So với âm dương, tứ tượng mô tả sự vật và quy luật chính xác hơn, nhưng nó cũng khó tu luyện hơn. Vào khoảnh khắc anh lĩnh hội ý nghĩa tứ tượng, ý nghĩa âm dương cảnh giới thứ 3 liền ùa vào trong đầu, đó là cảnh giới quái. Ngô Bình có được ý nghĩa quái liền rời khỏi âm dương kiếm cung.
Thấy Ngô Bình ra sớm như vậy, người ngoài cho rằng anh ngộ đạo không thành, lại tiếp tục cười nhạo. Hãy nhìn xem, mới 15 phút đã đi ra, hiển nhiên là chẳng đạt được gì. Cái này quá bình thường, đã nhiều năm như vậy mà không có người nào có thể lĩnh ngộ ý nghĩa âm dương, ngay cả âm dương kiếm môn chúng ta cũng không làm được, thiên tượng kiếm môn làm sao có thể lĩnh ngộ. Trong khi mọi người đang thảo luận, Ngô Bình bắn ra bốn luồng ánh kiếm. Bốn luồng ánh kiếm này tung ra dựa theo ý nghĩa tứ tượng, là lam, trắng, đỏ, đen. Ngay khi bốn luồng ánh kiếm xuất hiện, tất cả mọi người đều chết lặng. Công Tôn Vũ Thanh mừng rỡ, công tử, người lĩnh ngộ ý nghĩa âm dương rồi sao? Ngô Bình gật đầu, tôi có học một chút, nhưng không phải hoàn toàn. Công Tôn trưởng lão, nếu như sư phụ không ở đây thì tôi đi trước. Từ biệt Công Tôn Vũ Thanh, anh điều khiển ánh kiếm bốn màu và biến mất ngay lập tức, để lại mọi người trong âm dương kiếm môn đưa mắt nhìn nhau. Sau khi rời khỏi đại thế giới kiếm đạo, anh về nhà sắp xếp lại ý nghĩa âm dương, lĩnh ngộ xong liền tiến vào tháp tiên võ. Anh còn chưa tiến vào ba tầng cuối cùng của tháp tiên võ, bởi vì chỉ có sau cảnh giới long môn thì anh mới có thể tiến vào để tiếp nhận kiểm tra trung cực. Sau kiểm tra trung cực, anh có thể nhận được phần thưởng do đại đế tiên quốc để lại. Khi anh hiện thân trở thành Ngô Bình, người giữ tháp lập tức hưng phấn nói, võ vương đại nhân, người đã tới rồi, lần này người muốn kiểm tra võ hoàng sao? Ngô Bình kiểm tra càng lúc càng cao, đầu tiên là võ tông, sau đó là võ vương, lần này hắn đoán có thể là võ hoàng. Người giữ tháp này cũng là người quen cũ, Ngô Bình nói kiểm tra trung cực. Nhưng anh nói đúng, sau kiểm tra, tôi sẽ là võ hoàng. Kiểm tra trung cực sẽ đo lường chính xác thực lực và cảnh giới của Ngô Bình, đưa ra đánh giá cuối cùng, với thực lực của anh, trở thành võ hoàng không khó. Võ hoàng là đánh giá cao nhất mà tháp tiên võ có thể đưa ra, tương đương với hoàng đế võ đạo. Sau khi đi vào tháp tiên võ, người thiếu niên nói, anh cuối cùng cũng tới rồi. Ngô Bình, bắt đầu kiểm tra đi. Người thiếu niên nói, cảnh giới địa tiên, cần tiếp vào kiểm tra tầng 12. Đến tầng thứ 12 thì có ánh tiên tiến vào cơ thể Ngô Bình. Thứ này tương tự với ánh sáng mà bảo sách thiên kiêu tỏa ra, nhưng năng lượng rất mạnh mẽ, kiểm tra cũng tỉ mỉ hơn. Ánh tiên dao động trên cơ thể anh khoảng một phút. Khi ánh tiên này biến mất, thiếu niên xuất hiện, nói chúc mừng, anh đã trở thành võ hoàng chí tôn thất tinh. Ngô Bình, thất tinh sao? Tôi còn tưởng là thập tinh chứ. Thiếu niên cười nói, võ hoàng chỉ có ngũ tinh, thiên phú của anh quá tuyệt vời. Thế nên tôi cho thất tinh, thực ra đã là cao nhất rồi. Ngô Bình gật đầu, hóa ra là thế. Anh nhận huy chương, thiếu niên lại đưa một cái nhẫn, nói, đây là nhẫn càn khôn, bên trong có bảo bối đại đế ban cho, hãy nhận lấy. Ngô Bình nhìn cái nhẫn, nói cảm ơn, cho tôi thêm huy chương của võ hoàng truyền kỳ tứ tinh đi. Anh không muốn người khác biết thân phận võ hoàng chí tôn của mình, thế nên muốn lấy thêm thân phận võ hoàng truyền kỳ. Đây cũng tương ứng với thân phận võ vương truyền kỳ cửu tinh lúc trước. Đi ra khỏi tháp tiên võ thì quả nhiên bên ngoài có rất nhiều người đứng chờ, ai nấy đều nhìn Ngô Bình chằm chằm, muốn biết kết quả. Ngô Bình không khiến họ thất vọng, anh đưa ra huy chương võ hoàng, mọi người đều hô lên kinh ngạc. Võ hoàng truyền kỳ tứ tinh, trời ơi, cuối cùng cũng có võ hoàng xuất hiện. Võ hoàng, đúng như tên gọi, chính là hoàng đế võ đạo. Giỏi quá! Không hổ là người mạnh nhất học phủ truyền kỳ, không khiến chúng ta thất vọng. Chắc là viện trưởng hối hận lắm nhỉ, thiên tài như thế mà lại ép người ta rời đi, đúng là không biết viện trưởng nghĩ gì. Ngô Bình còn có việc nên anh chắp tay với mọi người, sau đó bay lên đi mất. Học viện võ đạo đã không còn liên quan nhiều với anh nữa, dù sao thì so với học phủ truyền kỳ thì học viện võ đạo chẳng có ý nghĩa gì, địa vị cũng không cao bằng học phủ truyền kỳ. Ngô Bình rời khỏi học phủ rồi tới lối vào của Tam Hoàng giới, nơi này đã được khai phá từ lâu, nhưng ngoài anh ra thì chưa có ai nhận được truyền thừa Tam Hoàng thật sự. Tam Hoàng gồm Thần Hoàng, Vu Hoàng và Huyền Hoàng. Lần trước, Ngô Bình đã nhận được truyền thừa ban đầu của Tam Hoàng. Ý chí của Tam Hoàng từng nói với anh là nếu anh có thể tiến vào cảnh giới đế thì có thể quay lại nơi này, sau đó lấy được truyền thừa cụ thể và kho báu của Tam Hoàng. Lần này, Ngô Bình quay lại. Giọng nói ấy vẫn vang lên, quả nhiên cậu không làm tôi thất vọng. Anh được một luồng sức mạnh dẫn tới trong một cung điện. Một tia sáng lóe lên, anh cảm thấy mình bị quét từ đầu xuống chân để kiểm tra, giọng nói kia cậu đã đạt đến cảnh giới nhân hoàng, đủ điều kiện nhận phần thưởng rồi.
Sau đó, đã có ba bộ sách ngọc xuất hiện trước mặt Ngô Bình, chúng bay lơ lửng, mỗi cuốn một màu. Giọng nói kia, đây chính là truyền thừa cụ thể của Tam Hoàng. Tiếp đó, lại có thêm ba cái nhẫn xuất hiện, chúng là đồ của Tam Hoàng. Ngô Bình không kịp nhìn kỹ mà cất hết đi ngay. Giọng nói kia, truyền thừa của Tam Hoàng đã tìm được truyền nhân, sứ mệnh của Tam Hoàng giới đã hoàn thành. Giọng nói ấy vừa nói dứt câu thì trời đất chao đảo, cả Tam Hoàng giới biến mất, còn Ngô Bình cũng được đưa ra ngoài. Cùng bị đẩy ra giống anh còn có hơn nghìn tu sĩ đang mò mẫm ở đây. Những người này đều có vẻ hoang mang, không biết có chuyện gì xảy ra mà mình lại bị đẩy ra ngoài. Chỉ có Ngô Bình biết lý do, anh lẩm bẩm, truyền thừa này là cảm ngộ ban đầu của Tam Hoàng, ắt sẽ có gợi ý với mình, nhưng không biết họ đi đến được bước nào rồi. Anh đang vội đi cứu bố nên lập tức lên mạng tiên để mua một phù chú cấp đạo quân rồi nhanh chóng đi tới núi Hỗn Mang. Núi Hỗn Mang nằm ở đại lục Hồng Hoang, đây là lần đầu tiên Ngô Bình đặt chân đến đây. Vì không quen đường nên anh tới Thiên Đạo Môn trước, sau đó nhờ Tiêu Thái Tôn chỉ đường. Sau khi biết Ngô Bình định đến đại lục Hồng Hoang, Tiêu Thái Tôn đã đích thân dẫn đường cho anh. Ngô Bình không ngờ là đại lục Hồng Hoang lại rộng lớn đến vậy. Khi anh vừa đặt chân đến đây thì đã cảm thấy có một luồng khí tức hoang cổ ập tới, khiến anh thấy rất thoải mái và cảm giác như đang về nhà. Điều này cũng đúng thôi, giờ Ngô Bình đã có thể chất chân chân thái cổ, mà đại lục Hồng Hoang lại chính là nơi sinh sống ban đầu của chân nhân thái cổ. Đại lục Hồng Hoang không những rộng lớn mà quy luật tự nhiên và trật tự xã hội cũng nhiều, vì thế dùng võ thuật hoặc phép thần thông ở đây khó hơn ở tiên giới và hạ giới nhiều. Ví dụ một người có thể bay được cả triệu cây em một ngày ở tiên giới, nhưng nếu đến đại lục Hồng Hoang thì chỉ có thể bay được một nửa số đó, đây chính là sự khác biệt. Trọng lực của đại lục Hồng Hoang cũng lớn hơn hạ giới trên trăm lần, một tảng đá nặng 50 cân ở hạ giới sẽ nặng trên 10.000 cân ở đây. Sau khi hít được một làn khí ở đại lục Hồng Hoang, Ngô Bình thoải mái nhắm mắt lại. Tiêu Thái Tôn cười hỏi, thấy không quen đúng không? Đừng lo, dần rồi con sẽ thích ứng được thôi. Quy luật và trật tự ở đây rất đặc biệt, hơn tiên giới với đại lục Côn Ngô nhiều, lần đầu tiên ta đến đây đi bộ còn thấy khó mà. Nhưng câu trả lời của Ngô Bình đã khiến Tiêu Thái Tôn phải câm nín. Sư Tôn, con không thấy lạ chút nào, ngược lại thấy thoải mái như ở nhà ấy ạ. Tiêu Thái Tôn, Huyền Bình, núi Hỗn Mang rất nguy hiểm, thật ra ta chưa muốn con đến đó vội, dẫu sao con cũng mới vượt Long Môn, còn chưa đến cảnh giới bất tử. Ngô Bình, Sư Tôn yên tâm, cảnh giới bất tử với con mà nói không quan trọng. Về tu vi, tuy Ngô Bình mới ở cảnh giới Long Môn, nhưng tu hành thì anh đã là nhân hoàng rồi, thậm chí còn chạm tới ngưỡng thánh nhân. Tiêu Thái Tôn, ừ, ta tôn trọng quyết định của con. Sư Tôn, con tự đến đó một mình thôi ạ, người về trước đi. Tiêu Thái Tôn biết tiếp theo mình không giúp được gì Ngô Bình nữa nên đành gật đầu, sau đó nhắc Ngô Bình cẩn thận rồi chào tạm biệt anh. Tiễn Tiêu Thái Tôn đi rồi, Ngô Bình đi tiếp một mình, anh không bay mà bước đi, vì như thế khiến anh thấy rất dễ chịu. Anh mới đi được mấy bước thì cơ thể chợt tự động cao lớn thêm, cuối cùng anh đã cao trên 5 mét, khí tức bức người trong cơ thể phóng ra cũng là khí tức của nhân hoàng. Ầm ầm, mặt đất rung lên, có một con mãnh thú chạy tới, Ngô Bình đứng lại rồi nhìn sang bên trái. Anh thấy có một con gấu đen khổng lồ, khi nó đứng thẳng thì cao trên 50 mét. Trông hệt như một ngọn núi nhỏ. Có bốn người thiếu niên đang đứng trên lưng con gấu, thoạt nhìn họ chỉ khoảng 16, 17 tuổi. Cả bốn cậu thiếu niên này đều cao khoảng 1m9, khi họ nhìn thấy Ngô Bình thì chợt sững người, sau đó lần lượt nhảy xuống dưới rồi cung kính quỳ dưới đất. Nhân hoàng bệ hạ, bốn cậu thiếu niên vô cùng kích động, thậm chí có người còn rơi lệ, ánh mắt họ nhìn Ngô Bình chứa đầy vẻ sùng bái. Ngô Bình thấy hơi bất ngờ. Anh quan sát họ rồi hỏi, các cậu là ai? Hai bên nói ngôn ngữ khác nhau, nhưng điều này không cản trở việc giao tiếp giữa họ. Bởi sau khi trở thành nhân hoàng, Ngô Bình chỉ cần nghe người khác nói vài câu là đã có thể biết được ngôn ngữ của họ. Một cậu thiếu niên giống thủ lĩnh của nhóm này lễ phép đáp, nhân hoàng bệ hạ, chúng thuộc hạ là người của bộ lạc Hắc Hùng, ban nãy chợt cảm thấy khí tức của nhân hoàng nên mới tới chào ạ. Ngô Bình ừm một tiếng rồi nói, đứng dậy cả đi. Bốn cậu thiếu niên đều đứng dậy, nhưng vẻ sùng bái trong mắt họ không giảm đi chút nào. Ngô Bình hỏi, bộ lạc của các cậu có xa đây không? Một người đáp, không ạ, chỉ khoảng 2.000 tiễn thôi.
Một tiễn bằng 1,5 km nên 2.000 tiễn sẽ vào khoảng 3.000 cây số. Ngô Bình mới đến đây lần đầu nên còn nhiều lạ lắm, vì thế anh nói, tôi vừa tới đây nên muốn đến bộ lạc của các cậu tham quan, được không? Bốn cậu thiếu niên hạnh phúc tới mức suýt ngất xỉu, có nhân hoàng đến chơi thì còn gì vinh hạnh bằng nữa. Vì quá xúc động nên mãi không có ai đáp lời Ngô Bình. Anh cười nói, không hoan nghênh tôi à? Không ạ, một người vội nói, chúng thuộc hạ đều hoan nghênh bệ hạ. Bệ hạ, mời người lên lưng con gấu đen. Con gấu phủ phục người xuống để bày tỏ lòng thành kính đến nhân hoàng, thực lực của tu sĩ cảnh giới này đến vua trong tộc của chúng cũng không thể địch lại, nên đương nhiên nó phải bày tỏ lòng kính trọng tới anh. Ngô Bình leo lên lưng con gấu, nó đứng dậy rồi bước nhanh đi. Mấy cậu thiếu niên đi trước dẫn đường, họ cũng đi như bay, tốc độ không thua gì con gấu. Họ đi được gần 1.000 cây số thì chợt rẽ sang bên trái, Ngô Bình hỏi, sao không đi thẳng? Một người thiếu niên đáp, bệ hạ, phía trước là địa bàn của Ngân Bối Lang Vương, tộc Hắc Hùng không đánh lại được nó nên phải đi đường vòng. Ngô Bình thờ ơ nói, không phải đi vòng, cứ đi thẳng tiếp đi. Anh là nhân hoàng rồi mà phải sợ một con lang vương ư. Quả nhiên con gấu đen đi thêm một đoạn nữa thì có tiếng rít vang lên rồi tới gần họ, không lâu sau, một con sói khổng lồ đã xuất hiện, sau đó lạnh lùng lườm Ngô Bình. Nhìn thấy con sói ấy, con gấu đen lập tức gầm lên như thể đang cảnh cáo rằng nó đang cõng nhân hoàng trên lưng, con sói chớ vô lễ. Nhưng con lang vương vẫn lạnh mặt rồi nhìn chòng chọc vào Ngô Bình bằng ánh mắt đầy khiêu khích, không hề nể mặt anh chút nào. Ngô Bình cười khẩy rồi chộp tay lên cao, một bàn tay khổng lồ do khí huyền hoàng ngưng tụ thành đã tấn công con lang vương. Ngân Bối Lang Vương hét lên tức giận, nhưng không thể nào vùng ra được, bàn tay khổng lồ đã bóp chặt lấy nó, không lấy sau, nó đã phải hét lên đau đớn. Quỳnh! Ngô Bình đánh nó ngã xuống đất rồi lạnh giọng nói, Lang Vương còn con mà dám ngông nghênh với ta hả? Con sói suýt bị đánh chết nên cúi đầu xuống rồi nằm phục dưới đất, điều đó chứng tỏ nó đã hàng phục Ngô Bình. Đám thiếu niên vừa vui vừa ngạc nhiên, một người nói, bệ hạ, nó đang thể hiện sự hàng phục với người đấy ạ. Ngô Bình liếc con sói một cái rồi nói với vẻ chê bôi, yếu như sên, còn thua con chó nhà tôi nuôi. Dứt lời, anh mặc kệ con sói rồi bảo con gấu đen tiếp tục lên đường. Đám thiếu niên á khẩu, thầm thấy bệ hạ quá mạnh, đến lang vương cũng không thèm đoái hoài luôn. Họ đâu biết thú bảo vệ của Ngô Bình là cùng kỳ, đương nhiên những con mãnh thú bình thường khác không thể lọt vào mắt xanh của Ngô Bình rồi. Cuối cùng, bốn cậu thiếu niên đã dẫn Ngô Bình tới bộ lạc của mình. Quy mô của bộ lạc này không lớn, chỉ khoảng hơn 3.000 người, trừ người già và trẻ nhỏ ra thì chỉ còn gần 2.000 người tham gia vào lao động và tác chiến. Ngô Bình vừa đến, tất cả mọi người trong bộ lạc đều ra cửa nghênh đón. Thủ lĩnh của bộ lạc là một người đàn ông trung niên cao lớn, nhưng so với Ngô Bình thì ông ấy vẫn rất nhỏ bé. Bộ lạc Hắc Hùng tham kiến nhân hoàng, thủ lĩnh cất giọng run rẩy, khó có thể che giấu sự kích động của mình. Cũng khó trách, bởi nhân hoàng thường là thủ lĩnh của liên minh các bộ lạc lớn, số thành viên của các bộ lạc này thường là cả triệu người, một bộ lạc như họ được đón một nhân hoàng đến chơi đúng là niềm vinh hạnh lớn lao. Ngô Bình nhảy xuống khỏi lưng con gấu đen rồi nói, mọi người đứng dậy hết đi. Mọi người đứng lên, ai nấy đều nhìn Ngô Bình với ánh mắt cháy rực. Ngô Bình hỏi thủ lĩnh bộ lạc, ông tên gì? Thủ lĩnh, thưa bệ hạ, tiểu nhân là Hùng Thái. Ngô Bình gật đầu. Hùng Thái mời Ngô Bình đến một ngôi nhà mái vòm được xây bằng gỗ, sau đó sai người mang thịt khô và hoa quả ngon nhất trong tộc ra mời anh, ngoài ra còn có cả rượu hoa quả nữa. Ngô Bình nếm thử rượu của họ thì thấy mùi vị rất bình thường. Anh uống hai chén rồi hỏi, Hùng Thái, gần đây còn có nhân hoàng nào khác không? Hùng Thái lắc đầu, khu mà nhân hoàng sống cách chỗ này xa lắm ạ, dù chúng tiểu nhân có đi hết cả đời cũng không đến nơi được. Ngô Bình gật gù, các người sống ở đây có bị dã thú tập kích không? Hùng Thái, nhân hoàng, chúng tiểu nhân đã quen với việc bị dã thú tập kích rồi ạ. Chúng mà đến thù chúng tôi sẽ giết, nhưng mỗi nào cũng có người bị thương hoặc thiệt mạng, hầu hết là người già và trẻ nhỏ. Ngô Bình, mọi người không có tu vi, chỉ dựa vào sức mình thì đương nhiên không thể đánh lại dã thú được. Hùng Thái vội nói, nhân hoàng, người có thể truyền cho chúng tiểu nhân ít công pháp được không ạ? Ngô Bình là nhân hoàng nên có trách nhiệm trấn hưng nhân tộc, đương nhiên anh sẽ vui lòng giúp đỡ họ, anh nói, được, tôi sẽ truyền cho mọi người ít công pháp tu luyện.
Hùng Thái mừng rỡ rồi liên tục nói cảm ơn anh. Sau đó, ông ấy thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp, Nhân Hoàng, gần đây có một con dã thú rất mạnh, bộ lạc chúng tiểu nhân đã bị nó vây suốt hơn trăm năm, tháng nào cũng phải nộp 20 người sống cho nó ăn thịt. Ngô Bình lạnh mặt hỏi, cái gì? Nộp người sống nuôi dã thú ư? Hùng Thái cúi đầu xuống, bệ hạ, tiểu nhân biết làm vậy rất tàn nhẫn, nhưng con dã thú ấy mạnh quá, nếu chúng tiểu nhân không nộp người sống cho nó thì nó sẽ chén sạch cả bộ lạc. Ngô Bình, sao? Nó là dã thú gì? Hùng Thái, là một con cự xà dài 5 tiễn, nó mà há miệng ra thì có thể nuốt được cả một con gấu. Ngô Bình hừ mạnh nói, dẫn tôi đi gặp nó. Hùng Thái, cảm ơn Nhân Hoàng đã đòi lại công bằng cho chúng tiểu nhân. Nhưng giờ chắc nó đang đi kiếm ăn bên ngoài, nếu muốn bắt nó thì phải chờ đến tối ạ. Ngô Bình gật đầu, vậy thì để tối. Đôi bên trò chuyện thêm một lúc, Ngô Bình đã biết chuyện này rất bình thường ở đại lục Hồng Hoang, các sinh vật mạnh thích bao vây các bộ lạc, như thế thì tháng nào chúng cũng được thưởng thức thịt người tươi ngon. Như bộ lạc Hắc Hùng này vẫn còn là may, mỗi tháng họ chỉ cần nộp 20 người sống. Nhiều bộ lạc đáng thương hơn còn bị ăn 1/10 bộ lạc. Vì đảm bảo việc sinh tồn, các bộ lạc đó chỉ đành ra sức sinh con, trẻ con ra đời hầu hết đều được mang nộp cho dã thú ăn. Nghe đến đây, Ngô Bình nổi giận ngất trời, các người đều mang huyết mạch của chân nhân thái cổ, vậy mà lại suy đồi đến mức này, đúng là một lũ ăn hại. Bị mắng, Hùng Thái sợ hãi rồi quỳ xuống nói, tiểu nhân bất tài, xin Nhân Hoàng bớt giận. Ngô Bình hỏi, các bộ lạc như vậy ở gần đây có nhiều không? Hùng Thái, theo tiểu nhân biết thì có nhiều lắm ạ, đám dã thú ấy thường được gọi là thú chủ. Ngô Bình, được, tôi sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Hùng Thái, Nhân Hoàng, đại lục Hồng Hoang có rất nhiều thú chủ mạnh. Nghe nói có thú chỉ còn khống chế được cả liên minh bộ lạc, mỗi năm đều ăn thịt cả triệu người. Ngô Bình phẫn nộ, đến liên minh bộ lạc cũng bị khống chế ư. Hùng Thái, bệ hạ, thật ra cũng không thể trách họ được, nhiều thú chủ có lai lịch rất lớn, huyết mạch lại mạnh, quần tộc phát triển, đến liên minh bộ lạc cũng không dám đắc tội. Vì dù giết được chúng thì tổ tiên của chúng cũng sẽ tới rồi trả thù tàn khốc hơn. Ngô Bình cười lạnh, vì sợ bị trả thù nên đã dâng đồng loại của mình lên cho chúng ăn thịt ư. Hùng Thái không dám trả lời nữa mà chỉ cúi đầu xuống. Ngô Bình ra hiệu cho ông ấy đến gần, sau đó giơ tay vỗ vào vai ông ấy. Người Hùng Thái vang lên tiếng răng rắc, các kinh lạc đã được đả thông, trong đầu ông ấy cũng xuất hiện một bộ công pháp kỳ diệu và một môn võ kỹ rất mạnh. Hùng Thái mừng rỡ rồi liên tục dập đầu cảm ơn Ngô Bình. Ngô Bình, ông lui xuống đi, nhớ chăm chỉ tu luyện, ngoài ra hãy chuẩn bị để tối nay giúp tôi đi tiêu diệt con dã thú kia. Vâng, dứt lời, Hùng Thái lui xuống ngay. Vốn Ngô Bình định nhanh chóng đến núi Hỗn Mang, nhưng giờ gặp phải chuyện này. Anh đã là Nhân Hoàng thì không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Tối nay, anh sẽ đi giết con cự xà kia.